Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 661, bày ra thực lực. Đang nghe Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ lời nói sau, Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm sắc mặt biến được có chút khó coi, ngồi ở chủ vị Tôn Dương An lớn tiếng quát dẹp đường, Hằng Phi, Hiểu Lệ, hai người các ngươi câm miệng cho ta, Mỹ Cầm là hai người các ngươi trưởng bối, có các ngươi như thế đúng trưởng bối nói chuyện sao? Nếu là cho, nữa ta không hiểu quy củ. Hai người các ngươi lập tức cấp ta cút ra khỏi trong đại điện. Trải qua Tôn Dương An một tiếng này quát chói tai, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ không dám có chút nào phản bác, chỉ là cực vì không cam lòng trừng mắt thần sắc thản nhiên tự nhiên Diệp Thần Phong. Ba, ngài không nên tức giận, Hằng Phi tiểu tử này chính là tính tình quá sung, có lời gì tự hội nói thẳng ra. Phụ thân của Tôn Hằng Phi Tôn Chính Trực nói rằng, hắn lời nói bên trong mặc dù có trách cứ Tôn Hằng Phi ý tứ, nhưng càng nhiều là tán thành. Ba, Hiểu Lệ tính cách người cũng hiểu quá rồi, nàng cái này người đặc biệt tôn trọng thực lực, đối với không có người có thực lực, nàng chưa bao giờ hội có cái gì tốt thái độ, kỳ thực nàng tịnh không có cái gì ác ý. Phụ thân của Tôn Hiểu Lệ Tôn Chính Nghĩa nói rằng, hắn lời nói bên trong ý tứ cùng Tôn Chính Trực không sai biệt lắm, đồng dạng là biểu hiện ra trách cứ, nhưng thật ra là tán thành. Hừ, Tôn Dương An hừ lạnh một tiếng. Hắn biết bản thân hai đứa con trai này, trong lòng vẫn như cũ là đúng trước đây Tôn Mỹ Cầm khư khư cố chấp hành vi canh cánh trong lòng đi. Ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói rằng, ngươi là con trai của Mỹ Cầm Thần Phong. Ngươi là thế nào đi tới cổ võ giới chung? Diệp Thần Phong đối với mình cái này ngoại công thái độ coi như là thỏa mãn, thuận miệng nói rằng, ta là theo chân người khác cùng nơi đi tới cổ võ giới chung, không nghĩ tới tại ở đây có thể gặp phải ta ba mẹ. Không là người khác mang ngươi tới, ngươi còn tưởng rằng là chính ngươi đi vào cổ võ giới sao? Ngươi nói những, này không phải lời vô ích mà. Muốn mở đi thông cổ võ giới kết giới chi môn tối thiểu muốn có thiên giai thượng phẩm thực lực. Ta tại trên người ngươi không cảm ứng được nửa điểm năng lượng ba động, ngươi thật đúng là một cái bình thường không thể đủ lại người bình thường. Tôn Hằng Phi lần thứ hai nhịn không được nói rằng. Thời gian qua cao ngạo không gì sánh được Tôn Hiểu Lệ mới vừa rồi bị gia gia của hắn răn dậy. Trong lòng cực dương độ không sai ni, nhìn đến Tôn Hằng Phi mở miệng lần nữa, nàng đồng dạng cũng không nhịn được, quật cường nói rằng, ta sẽ không thừa nhận có ngươi như thế một cái đệ đệ, trừ phi ngươi có thể đánh thắng chúng ta Chấn Thiên Môn môn hạ tùy tiện một gã đệ tử. Bất quá, chúng ta Chấn Thiên Môn yếu nhất đệ tử cũng ở vào hoàng giai trình độ. So các ngươi thế tục giới bình thường người muốn không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, cho nên ngươi đời này phỏng chừng cũng không có thể trở thành đệ đệ của ta. Diệp Thần Phong nhìn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ. Cảm ứng thực lực của bọn họ, ông ngoại của hắn Tôn Dương An ở vào thiên giai thượng phẩm trình tự, hắn hai cái cậu Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa ở vào thiên giai trung phẩm đỉnh phong trình tự, mà còn dư lại Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ phân biệt ở vào địa giai thượng phẩm cùng thiên giai hạ phẩm. Thảo nào Tôn Hiểu Lệ hội như thế cao ngạo, lấy tuổi tác như vậy, có thể có được cái này đẳng thực lực cũng quả thật làm cho nàng có cao ngạo tư bản. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai. Đúng Tôn Hiểu Lệ nói rằng, người nghĩ rằng ta rất hy vọng trở thành đệ đệ của ngươi sao? Làm đệ đệ ngươi quả thực là một cái mất mặt về đến nhà sự tình. Ngược lại, Diệp Thần Phong rồi hướng Tôn Hằng Phi nói rằng, còn ngươi nữa cái này lôi không kéo vài tiểu tử, ngươi lôi một điểm là không có quan hệ gì. Thế nhưng ngươi cũng phải có lôi tư bản đi. Một cái phế vật thông thường gì đó, ngươi có cái gì lôi lý do? Tiếp theo, Diệp Thần Phong lại chỉ vào Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa. Nói rằng, còn có các ngươi hai cái, nguyên bản các ngươi là ta cậu, ta nên tôn kính các ngươi, có thể là các ngươi nhìn bản thân một bộ cái gì tính tình. Đây là muốn cấp ta sắc mặt nhìn. Còn ngươi nữa, Diệp Thần Phong cuối cùng đưa ngón tay chỉ hướng ngồi ở chủ vị Tôn Dương An. Ngẫm nghĩ một lát sau, nói rằng, hiện nay mà nói ngươi cái tiện nghi này ngoại công là nhường ta hài lòng nhất. Diệp Thần Phong thật sự là không nhìn được thái độ của những người này, tướng tức giận trong lòng hết thảy phát tiết đi ra. Tôn Chính Trực, Tôn Chính Nghĩa đám người sắc mặt sôi nổi một biến. Nhất là Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ cái này hai người trẻ tuổi, ánh mắt của bọn họ là hận không thể tướng Diệp Thần Phong lập tức cấp đánh một trận. Tôn Hằng Phi quát dẹp đường, ngươi vậy mà nói ta là phế vật. Ngươi có tư cách gì? Nhìn ngươi nói một bộ đạo lý rõ ràng, có bản lĩnh chúng ta tới tỉ thí một trận, đến lúc đó ngươi thì sẽ biết bản thân chỉ là một hội động mồm mép người.
Tôn Hiểu Lệ cũng bị khí được sắc mặt đỏ bừng. Làm Tôn Hằng Phi cùng phụ thân của Tôn Hiểu Lệ Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa, bọn họ hai cái không có mở miệng ngăn cản, dù sao bọn họ cũng là bị Diệp Thần Phong khí được không khinh. Diệp Thần Phong cha mẹ của Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm, bọn họ hai cái không có nghĩ đến Diệp Thần Phong hội đột nhiên bạo phát, Tôn Mỹ Cầm mặt thượng tràn đầy vẻ lo âu, mà Diệp Đông Hoa ngoại trừ thống khoái ở ngoài, cũng lo lắng cho con trai của mình, mặc dù nói mấy ngày nay hắn tại Trấn Thiên Môn bị không ít khí, nghe được con trai của mình thống khoái như vậy tiếng mắng, hắn trong lòng là hết giận không ít, nhưng là con trai của hắn chỉ là một người bình thường, mà Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ thế nhưng cổ võ giới chung người. Toàn thân thực lực căn bản không phải bình thường người có thể ngăn cản. Ngồi ở chủ vị Tôn Dương An chính muốn ngăn cản cuộc nháo kịch này, ai biết đạo Diệp Thần Phong lên tiếng, đúng Tôn Hiểu Lệ nói rằng, nếu như ta thắng ngươi, sau đó ngươi mỗi lần nhìn thấy ta cũng phải gọi ca ca ta. Còn ngươi nữa cũng giống như nhau, ta thắng ngươi sau đó không cần ở trước mặt ta trang cái gì tỏi. Diệp Thần Phong rồi hướng Tôn Hằng Phi nói rằng, Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi là hoàn toàn bị Diệp Thần Phong cấp khí vui vẻ, vì vậy hai người không chút do dự đáp ứng. Tôn Chính Trực đúng Tôn Dương An, nói rằng, ba, nếu con trai của Mỹ Cầm muốn luận bàn một chút, như vậy chúng ta tự đáp ứng hắn đi. Hắn thật vất vả đi tới cổ võ giới, cái này điểm yêu cầu chúng ta hay là muốn thỏa mãn hắn. Ba, đại ca nói không sai, dù sao thời gian còn sớm rất, ta tin tưởng hai cuộc tỉ thí rất nhanh thì hội kết thúc. Tôn Chính Nghĩa cũng nói. Tôn Dương An nhìn Diệp Thần Phong, hỏi Thần Phong, ngươi thật muốn cùng Hằng Phi, Hiểu Lệ tỉ thí. Diệp Thần Phong biết hắn hiện tại phải muốn cho thấy một chút thực lực tới, coi như làm là bang mẹ của hắn giải quyết xong một cái cọc tâm sự đi. Tại hắn cho thấy thực lực tới, Trấn Thiên Môn nên tự hội tiếp thu hắn, vì vậy đặc biệt nghiêm túc điểm gật đầu. Thần Phong, ngươi không nên quá xung động, mụ cũng không hy vọng ngươi bị thương. Tôn Mỹ Cầm vội vàng nói. Thần Phong, tiểu tử ngươi có thể nghìn vạn không cần cấp ta phô trương thanh thế, chúng ta ghê gớm rời đi nơi này. Diệp Đông Hoa lập tức nói rằng. Ngoại công, hiện tại tự có thể bắt đầu chưa? Diệp Thần Phong không để ý đến Tôn Mỹ Cầm cùng Diệp Đông Hoa, hắn biết hiện tại giải thích đều là dư thừa, đúng ngồi ở chủ vị Tôn Dương An nói rằng. Tôn Dương An gặp Diệp Thần Phong đặc biệt kiên quyết, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nói rằng tốt, chúng ta đổi một cái tỉ thí địa phương, ta sự thanh minh trước tại tỉ thí chung không thể đủ tổn thương cùng thân thể của đối phương. Ngoại công, ở nơi này trong tốt, ta muốn so sánh với thử rất nhanh thì hội kết thúc. Diệp Thần Phong không sao cả nói rằng. Tự đại, cuồng vọng, Tôn Hiểu Lệ đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Thần Phong quát dẹp đường. Ta sẽ nhường ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Tôn Hằng Phi song quyền hơi nắm chặt. Mà ngồi tại trên ghế Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa, bọn họ hai cái mặt thượng là như có như không dáng tươi cười, tại bọn họ cho rằng Diệp Thần Phong cái này vãn bối thật sự là quá vô lễ, cho nên nhường Diệp Thần Phong nếm chút khổ sở cũng là tốt. Giữa lúc ngồi ở chủ vị Tôn Dương An còn muốn nói cái gì đó thời gian, bị Diệp Thần Phong cấp giành trước một bước, ta có thể không có thời gian bồi hai người các ngươi chơi tiểu hài tử chơi trò chơi, đối phó các ngươi ta căn bản không cần phải xuất thủ. Vừa dứt lời, Diệp Thần Phong thể nội bàng bạc 10 cấp linh hồn lực liền phóng ra ngoài đi ra, hoàn toàn bao phủ ở toàn bộ Trấn Thiên Môn Đại Điện, ngoại trừ Diệp Thần Phong cha mẹ của không có cảm thụ được cảm giác áp bách bên ngoài, những người còn lại đều sắc mặt kịch biến, phải biết rằng bây giờ ngay cả thiên giai thượng phẩm đều không chịu nổi Diệp Thần Phong cường hãn 10 cấp linh hồn lực khí thế. Phù phù, phù phù, hai tiếng. Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi tức khắc hai đầu gối quỳ xuống tại trên mặt đất. Bọn họ căn bản không có cách gì thừa thụ ở cổ khí thế cường đại này. Phanh, phanh, hai tiếng. Bị Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa đang ngồi hai cái ghế bạo liệt ra, kết quả là cái này hai người trực tiếp là một mông ngồi ở trên mặt đất. Mà ngồi ở chủ vị Tôn Dương An thân thể cũng là lung lay lắc lư, đang không ngừng thúc giục thể nội thiên giai thượng phẩm chân kình chi lực để ngăn cản cái này cổ không gì sánh được khí thế cường đại. Chương 662, những người sợ hãi than thực lực. Diệp Thần Phong cực vì nhàn nhã đứng tại Trấn Thiên Môn Đại Điện ngay chính giữa, hắn 10 cấp linh hồn lực khí thế lại há là ở đây những này người có thể thừa nhận, đây đã là hắn cực vì thu liếm kết quả, nếu không thực lực nhất thấp Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi 100% hội thụ nội thương.
Cho dù là như vậy, té quỵ dưới đất Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi, bọn họ hai cái sắc mặt cũng là một phiến tái nhợt, ánh mắt thấy được cực vì chật vật ngồi trên mặt đất thượng phụ thân của bọn họ, lại mà lại thấy được ngồi ở chủ vị thân thể lung lay sắp đổ ra da của bọn họ, ánh mắt cuối cùng tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, bọn họ hai cái không thể tin được Diệp Thần Phong vậy mà cường hãn như thế. Một cái từ thế tục giới đi tới cổ võ giới chung người làm sao có thể như thế lợi hại. Phải biết rằng gia gia của bọn họ Tôn Dương An thế nhưng có thiên giai thượng phẩm thực lực, mà phụ thân của bọn họ cũng có thiên giai trung phẩm thực lực, Diệp Thần Phong lại quang chỉ dựa vào khí thế tự đánh bại tất cả mọi người tại chỗ. Điều này làm cho Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi trong lòng sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, còn nhớ rõ bọn họ vừa đúng Diệp Thần Phong nồng đậm xem thường, có thể lúc này bọn họ liền Diệp Thần Phong khí thế đều chống đối không ở, đây quả thực là ngạnh sinh sinh vẽ mặt a. Một mông ngồi dưới đất Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa, bọn họ hai cái mặt thượng như có như không dáng tươi cười triệt để tiêu thất, ánh mắt hoảng sợ nhìn Diệp Thần Phong, bọn họ không nghĩ tới chính hắn một chẳng bao giờ gặp gỡ cháu ngoại trai hội có yêu nghiệt như thế thực lực, cảm thụ được từ trên ghế té lăn trên đất sau, mông thượng đau rát đau nhức, bọn họ hai cái mặt thượng đỏ lên chi sắc cũng càng nồng nặc. Mà ngồi ở chủ vị thân thể lung lay sắp đổ Tôn Dương An, hắn cũng sắp chống đối không ở cái này cổ khí thế. Trên trán không ngừng bốc lên ra chừng hạt đậu mồ hôi hột tới. Một đôi mạnh mẽ con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, hắn không nghĩ ra chính hắn một thế tục giới ngoại tôn làm sao có thể hội có như vậy nhượng người khó có thể tin thực lực. Giữa lúc Diệp Thần Phong muốn chuẩn bị tướng 10 cấp linh hồn lực khí thế thu hồi thể nội thời gian. Một gã mặc trường bào màu trắng, nhìn qua tiên phong đạo cốt lão đầu vội vàng xuất hiện ở trong đại điện, khi hắn nhìn đến trong đại điện tình cảnh sau. Ánh mắt trong nháy mắt như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, lớn tiếng quát dẹp đường, từ đâu tới tiểu tử. Dám đến Chấn Thiên Môn tới cản rỡ, ăn ta một trường. Cái này tên tiên phong đạo cốt lão đầu không nói lời gì hướng Diệp Thần Phong đánh ra mãnh liệt một trường, ngồi ở chủ vị Tôn Dương An vội vàng hô đạo ba, dừng tay. Cái này là con trai của Mỹ Cầm, cũng là của ngài tăng ngoại tôn. Nhưng mà... Cái này tên tiên phong đạo cốt lão đầu đang nghe Tôn Dương An lời nói sau, hắn muốn thu tay lại đã là không còn kịp rồi, trong không khí trưởng phong trận trận, hướng về phía Diệp Thần Phong quát dẹp đường, tiểu tử, ngươi lập tức cấp ta né tránh. Diệp Thần Phong vẫn như cũ là đứng tại chỗ không né không tránh. Hắn có thể cảm thụ được trước mặt cái này tiên phong đạo cốt lão đầu, thực lực nhất định là siêu việt thiên giai, có thể Diệp Thần Phong có nắm chắc tiếp được một trưởng này. Thậm chí hắn cảm giác trước mặt lão đầu này căn bản không phải là đối thủ của hắn, vì vậy hắn ở trong người đề thăng khởi 10 cấp linh hồn lực, không chút do dự cúng vỗ ra hiếu trường. Người ở chỗ này nhìn đến Diệp Thần Phong lựa chọn đón đỡ hạ một trường này. Một đám sôi nổi lắc đầu, té quỵ dưới đất Tôn Hiểu Lệ, nói rằng, tiểu tử này cũng quá không tự lượng sức, thái gia gia bế quan một năm chính là tại trùng kích thiên giai thượng phẩm đỉnh phong bình cảnh, bây giờ hắn bế quan đi ra. Ý vị này thái gia gia đột phá thiên giai, đạt tới tầng thứ cao hơn. Tiểu tử này thế nào như thế bổn, sẽ chọn đón đỡ hạ thái gia gia một trưởng này. Ta xem tiểu tử này là cũng bị thái gia gia cấp một trưởng đánh bay, 100% sẽ phải chịu đặc biệt tầng nội thương. Tôn Hằng Phi cũng lập tức nói rằng, phanh, một tiếng. Tại Tôn Hiểu Lệ nói chuyện với Tôn Hằng Phi thời gian, Diệp Thần Phong bàn tay đã cùng trước mặt cái này vị tiên phong đạo cốt lão đầu bàn tay tương hỗ chạm đến, lệnh ở đây mọi người không dám tin một màn phát sinh, Diệp Thần Phong vẫn như cũ là đứng tại chỗ một bước cũng không hoạt động, mà tên tiên phong đạo cốt lão đầu dưới chân bước chân lại là một cái kình lui về phía sau, thân thể tại thối lui đến trong đại điện trên vách tường tài dừng lại tới, trong cơ thể là một trận huyết khí dâng lên, cùng Diệp Thần Phong đối trưởng một điều cánh tay hoàn toàn mất đi chi giác. Cái này tên tiên phong đạo cốt lão đầu là Tôn Bác Dịch, năm nay đã có 98 tuổi, hắn là Tôn Mỹ Cầm gia gia, cũng chính là Diệp Thần Phong ngoại thái công. Tôn Bác Dịch vốn là ở vào bế quan trạng thái, đã có một năm chưa đi ra hắn gian phòng của mình, ngày khuya ngày hôm trước thực lực của hắn đột phá thiên giai, đạt tới cái khác trình tự, hai ngày này hắn một mực củng cố thực tại lực, ai biết đạo hắn vừa cảm thấy một cổ cường đại năng lượng ba động từ đại điện phương hướng truyền đến. Vì vậy hắn lập tức tự đi ra tới xem một chút, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Diệp Thần Phong là tới Chấn Thiên Môn khiêu khích, hắn mới có thể không chút do dự hướng Diệp Thần Phong vỗ ra một trường. Thuận tiện cũng muốn thể nghiệm thực lực đề thăng sau cảm giác, ai biết đạo cuối cùng là như vậy một loại kết quả.
Tôn Bác Dịch tỉnh lại sau đó, ánh mắt sáng quắc đánh giá Diệp Thần Phong, hỏi, ngươi là con trai của Mỹ Cầm. Tôn Bác Dịch mở miệng có thể dùng người ở chỗ này toàn bộ từ trong khiếp sợ thanh tỉnh lại, Tôn Hiểu Lệ từ dưới đất đứng lên, trực tiếp hỏi, Thái Gia Gia, thực lực của ngài lẽ nào như cũ ở vào thiên giai thượng phẩm đỉnh phong trình tự? Ngài không phải nói không đột phá tựu không xuất quan sao? Theo Tôn Hiểu Lệ, Diệp Thần Phong có thể một trưởng đẩy lui nàng Thái Gia Gia, nguyên nhân chỉ có nàng Thái Gia Gia thực lực còn không có đột phá, ở đây cái khác người nghĩ cách cũng cùng Tôn Hiểu Lệ là giống nhau. Ai biết đạo Tôn Bác Dịch lại cười khổ lắc đầu, nói rằng ta thực lực bây giờ đã là đột phá thiên giai, tuy rằng chúng ta Trấn Thiên Môn thiên giai cao thủ chỉ có 28 tên, thế nhưng bây giờ ta đột phá thiên giai, chúng ta môn phái cũng miễn cưỡng có thể xâm nhập nhất lưu thế lực phạm vi. Tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh, nguyên thiên cảnh. Kỳ thực tại thiên giai chi thượng còn có cái này ba cái đẳng cấp, mà từng đẳng cấp lại chia làm sơ kỳ, trung kỳ cùng đỉnh phong. Tại cổ võ giới một cái môn phái có thể có 30 tên thiên giai cao thủ, môn phái này coi như là nhất lưu thế lực, mà nếu như một cái môn phái có tiên thiên cảnh cao thủ xuất hiện, như vậy môn phái này dù cho chỉ có 20 tên thiên giai cao thủ tồn tại, môn phái này cũng có thể toán làm là nhất lưu môn phái. Nói như vậy tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh, nguyên thiên cảnh cao thủ như vậy, sẽ chỉ ở những thần kia bí đỉnh cấp trong thế lực xuất hiện, lần này Tôn Bác Dịch có thể đột phá đến tiên thiên cảnh sơ kỳ, coi như là vì Trấn Thiên Môn tại cổ võ giới chung đề cao một cấp bậc. Ở đây Tôn Dương An, Tôn Chính Trực, Tôn Chính Nghĩa, Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi, bọn họ đang nghe Tôn Bác Dịch nói mình đã sau khi đột phá, bọn họ một đám cổ họng trong là đảo hít một hơi lương khí, cái này ý vị như thế nào? Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Ý vị này Diệp Thần Phong thực lực rất xa vượt qua thiên giai thượng phẩm. Cái này đẳng tuổi tác, có cái này đẳng những người chiết phục thực lực, sợ rằng này đỉnh cấp trong môn phái cũng sẽ không xuất hiện như vậy yêu nghiệt như tồn tại đi. Tôn Bác Dịch đang quan sát một phen Diệp Thần Phong sau đó, trực tiếp đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, vẻ mặt hưng phấn nói, tiểu tử, ta có thể là của ngươi ngoại thái công a? Lẽ nào không cho phép ngươi có gọi một tiếng? Một bên từ đầu đến cuối đều ở vào ngây người trung Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm, vào giờ khắc này cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, cái này phu thê hai hình như không biết mình con trai, con của bọn họ Diệp Thần Phong lúc nào thân thủ đạt tới loại đáng sợ này trình độ. Ngược lại, Tôn Mỹ Cầm vội vã đi lên hai bước, lôi kéo Diệp Thần Phong ống tay áo, nói rằng, Thần Phong, cái này vị đích thật là ngươi ngoại thái công. Tôn Bác Dịch nhìn đến Tôn Mỹ Cầm sau, thở dài một hơi nói rằng, Mỹ Cầm, trước đây hôn nhân của ngươi chúng ta làm ra ngăn cản, ta biết là của chúng ta không đúng, sau đó nếu là có người dám lấy thêm hôn nhân của ngươi nói thị phi, ra ra ta đệ nhất cá biệt hắn đá ra Trấn Thiên Môn, ngươi sinh một cái con trai ngoan, cấp ta sinh một cái tốt tằng ngoại tôn a. Tiếp theo, Tôn Bác Dịch ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Đông Hoa, nói rằng, Đông Hoa, ngươi tới Trấn Thiên Môn mấy ngày nay, ta biết ngươi ở đây chúng ta Trấn Thiên Môn bị không nhỏ khí, thế nhưng ngươi cũng phải hiểu hiểu tâm tình của chúng ta cổ võ giới từ trước đến nay là dùng thực lực phi tôn, ngươi có thể tha thứ chúng ta sao? Diệp Đông Hoa nhìn đến Tôn Bác Dịch chủ động mở miệng nói xin lỗi, phải biết rằng tuy rằng bây giờ Trấn Thiên Môn trưởng môn là Tôn Dương An, thế nhưng Tôn Bác Dịch chỉ cần một câu nói, Trấn Thiên Môn từ trên xuống dưới không ai dám không tuân mệnh lệnh, lại nói. Diệp Đông Hoa cũng không phải một cái bụng dạ hẹp hòi người, lập tức nói rằng, ra ra, có cái gì tha thứ không tha thứ. Mạng của ta còn là các ngươi Trấn Thiên Môn cứu được ni. Diệp Thần Phong nghe được cha của mình Diệp Đông Hoa nói lời nói này sau đó, hắn cái này tài trúc chắc hướng về phía Tôn Bác Dịch hô một tiếng, ngoại thái công. Chương 663, hôn mê 3 năm tiểu di. Câu này ngoại thái công nghe được ta thoải mái, thực sự là quá thoải mái. Không nghĩ tới ta Tôn Bác Dịch hội có một như thế có tiền đồ tằng ngoại tôn. Tôn Bác Dịch mặt thượng là cười nở hoa, tại trong mắt hắn Diệp Thần Phong quả thực là một cái thiên tài trong thiên tài, bằng chừng ấy tuổi vậy mà đã có như vậy mạnh hơn tiên thiên cảnh sơ kỳ thực lực, như vậy sau đó Diệp Thần Phong thực lực có thể đến trình độ nào? Nếu để cho Diệp Thần Phong tới trưởng quản Trấn Thiên Môn có thể đủ dẫn theo Trấn Thiên Môn đi đến một bước kia? Có thể hay không nhượng Trấn Thiên Môn xâm nhập thế lực cao cấp phạm vi chung? Bất quá, hiện nay Tôn Bác Dịch không có tướng ý nghĩ trong lòng nói ra, hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong đúng Trấn Thiên Môn, đối với bọn họ Tôn gia còn không có bất luận cái gì lòng trung thành ni. Ngoại thái công,
tại cổ võ giới thiên giai chi thượng còn có cái khác trình tự sao? Diệp Thần Phong vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này giải hiểu rõ cổ võ giới có còn hay không cấp bậc cao hơn. Tôn Bác Dịch kiên nhẫn đúng Diệp Thần Phong tự thuật một lần thiên giai chi thượng mặt khác ba cái đẳng cấp, tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh cùng nguyên thiên cảnh. Diệp Thần Phong khi biết bây giờ Tôn Bác Dịch thực lực đạt tới tiên thiên cảnh sơ kỳ sau, đi qua mới vừa rồi cùng Tôn Bác Dịch một lần đối chưởng, Diệp Thần Phong đoán chừng bây giờ thực lực của hắn phải cùng tiên thiên cảnh trung kỳ cao thủ tại sàn sàn như nhau trong lúc đó, đến nỗi tiên thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, Diệp Thần Phong nên tựu không phải đối thủ của đối phương. Thần Phong, bên trong cơ thể ngươi có hẳn không phải là chân kình chi lực đi. Bất quá, dùng thực lực của ngươi bây giờ cùng tiên thiên cảnh trung kỳ cao thủ đối chiến cũng không có vấn đề. Tôn Bác Dịch đồng dạng tại vừa rồi một trưởng kia trung tham tra ra Diệp Thần Phong thực lực cường độ. Ngược lại, Tôn Bác Dịch ánh mắt nhìn về phía Tôn Dương An, Tôn Chính Trực chúng nhân, lớn tiếng hỏi, vừa rồi ở đây là chuyện gì xảy ra? Là không phải là các ngươi chọc tới ta Tằng ngoại tôn? Dương An, ngươi cũng lão đại người không nhỏ, Mỹ Cầm chẳng lẽ không đúng con gái của ngươi sao? Nếu bây giờ ta Tằng ngoại tôn đi tới Trấn Thiên Môn, như vậy hắn chính là chúng ta Trấn Thiên Môn người, cũng là chúng ta Tôn gia người, sau đó nếu ai lại chọc tới ta Tằng ngoại tôn, toàn bộ dùng Trấn Thiên Môn môn quy xử trí, còn có các ngươi phải sửa lại đối đãi Mỹ Cầm cùng Đông Hoa thái độ. Sự tình đều đã qua đã nhiều năm như vậy, lại nói nếu không Mỹ Cầm năm đó khư khư cố chấp, ta có thể có Thần Phong như thế một cái hoàn mỹ không phản đối Tằng ngoại tôn sao? Tôn Bác Dịch đúng Tôn Dương An khó chịu quát dẹp đường. Tuổi tác sắp tới 70 tuổi Tôn Dương An tại Tôn Bác Dịch trước mặt là liên tiếp gật đầu. Hắn có thể không dám vi phạm bản thân lão nhân ý tứ. Lại nói hắn từ đầu đến cuối cũng không có cấp Diệp Thần Phong sắc mặt nhìn a. Thế nào kết quả là muốn một mình hắn tới thừa thụ bản thân lão nhân phẫn nộ rồi. Một bên Tôn Hiểu Lệ sắc mặt không ngừng biến đổi, mần mần mê người môi, có chút do dự đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hơi lộ ra lúng túng nói, ta Tôn Hiểu Lệ là một cái nói được thì làm được người, thực lực của ngươi quả thực cường hãn đến nhượng ta ngưỡng vọng trình độ, cho nên. Ca. Tôn Hiểu Lệ là ấp a ấp úng nói xong những lời này, nàng còn không có quên đáp ứng qua Diệp Thần Phong sự tình, nếu như Diệp Thần Phong thắng, nàng sẽ hô Diệp Thần Phong vì ca ca. Tôn Hằng Phi gặp Tôn Hiểu Lệ đều cúi đầu, hắn cợt nhả đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, mặt thượng đã không có xem thường. Thậm chí có vẻ sùng bái tồn tại, nói rằng ta Tôn Hằng Phi bội phục nhất chính là người có thực lực, tuy rằng chúng ta tại bối phận thượng ngươi là đệ đệ của ta. Thế nhưng ai nhượng ta như thế vô dụng ni. Cho nên, ca ca, sau đó còn xin chiếu cố nhiều hơn. Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi trái lại nói được thì làm được người, bọn họ hai cái tại kiến thức qua Diệp Thần Phong cường hãn thực lực sau đó. Trong lòng đã nhận đồng Diệp Thần Phong như thế một cái thân thích, so sánh Tôn Hiểu Lệ ấp a ấp úng, Tôn Hằng Phi tắc là muốn tùy ý nhiều, Tôn Hằng Phi bình thường chính là một cái thần kinh tương đối nét phác thảo điều nhân. Người khác kính ta một thước, ta mời người khác một trượng. Diệp Thần Phong cũng không phải một cái thích tính toán chi ly người, lại nói hắn cùng Tôn gia những. Này người nói như thế nào cũng là thân thích, hắn cũng muốn nhượng mẫu thân của mình hài lòng một điểm, vì vậy nói rằng tốt, một tiếng này ca ca các ngươi cũng gọi, cho nên sau đó nên xưng hô như thế nào còn là xưng hô như vậy đi. Bối phận còn là không cần loạn tốt. Các ngươi phải thật tốt hướng Thần Phong học tập một chút. Người một nhà chính là nên muốn hòa thuận. Tôn Bác Dịch thoải mái nói rằng, Thần Phong, đại cữu tại ở đây nói với ngươi câu thật xin lỗi, hy vọng Thần Phong ngươi có thể tha thứ ta. Tôn Chính Trực vẻ mặt thành khẩn nói rằng, Thần Phong, nhị cữu cũng muốn nói với ngươi câu xin lỗi, mấy năm nay chúng ta đích xác còn vẫn bởi vì ngươi mẫu thân năm đó hôn sự mà canh cánh trong lòng, bất quá, ta có thể cam đoan, sau đó chúng ta tuyệt đối sẽ không. Tôn Chính Nghĩa cũng lập tức nói rằng, tại Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa sôi nổi hướng Diệp Thần Phong nói xin lỗi thời gian, một gã Trấn Thiên Môn đệ tử đi đến, hướng trưởng môn Tôn Dương An báo cáo, quỷ y môn người đã đến Trấn Thiên Môn ngoài cửa. Nghe vậy, Tôn Dương An vội vàng nói, tướng quỷ y môn người mời đến đại điện. Tôn Bác Dịch đang nghe quỷ y môn người đến, cổ họng trong không khỏi thở dài một hơi, hỏi, Mỹ Hinh nha đầu kia tình huống vẫn là không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp sao? Ba. Mỹ Hinh vẫn như cũ là như cũ, thật không biết lúc nào nàng tài năng đủ từ hôn mê tỉnh lại.
Tôn Dương An mặt thượng hiện lên nhàn nhạt thương cảm chi sắc. Quỷ Y Môn, Mỹ Hinh, lúc nào tài năng đủ từ hôn mê tỉnh lại? Một bên Diệp Thần Phong là nghe được rơi vào trong sương mù, vì vậy nhìn không được mở miệng hỏi, ngoại thái công, là không phải Trấn Thiên Môn xảy ra chuyện gì? Thần Phong, mẹ ngươi còn có một cái muội muội, chuyện là như vậy. Tôn Bác Dịch tướng cả kiện sự tình đại khái nói một lần. Nguyên lai Diệp Thần Phong còn có một cái tiểu di tên là Tôn Mỹ Hinh, tại 3 năm trước đây, Tôn Mỹ Hinh sinh một hồi quái bệnh, từ đó về sau Tôn Mỹ Hinh liền vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Mà Quỷ Y Môn là cổ võ giới một cái nhất lưu môn phái, cái đó môn hạ đệ tử y thuật là cực vì cao siêu, nếu không Trấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn có chút sâu xa, Quỷ Y Môn không thể có thể phái ra trong môn y thuật nhất cao siêu người tới cấp Tôn Mỹ Hinh chữa bệnh, với lại một chỉ chính là 3 năm. Cách mỗi 1 tháng Quỷ Y Môn người cũng sẽ tới một chuyến Trấn Thiên Môn, đáng tiếc vẫn là không cách nào để cho Tôn Mỹ Hinh từ hôn mê tỉnh táo lại. Thần Phong, ta và ngươi tiểu di cảm tình tốt nhất, trước đây ta quyết định cùng Đông Hoa kết hôn thời gian, cũng chỉ có một mình nàng chống đỡ ta, ta cũng là đang cùng Đông Hoa đi tới cổ võ giới sau, mới biết được ngươi tiểu di đã đủ hôn mê 3 năm. Vừa nhắc tới Tôn Mỹ Hinh, Tôn Mỹ cầm liền hai mắt đẫm lệ mông lung lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần Phong nhìn đến mẫu thân thương tâm dáng dấp, hắn dự định nếu như lần này Quỷ Y Môn người, vẫn như cũ là không có cách gì đưa hắn tiểu di cứu tỉnh, như vậy hắn tự động thủ thử nhìn một chút, có thể không thể đủ đưa hắn tiểu di cứu tỉnh. Mụ, người yên tâm đi, tiểu di nhất định hội tỉnh táo lại. Diệp Thần Phong an ủi mẫu thân của hắn Tôn Mỹ Cầm. Một bên Diệp Đông Hoa vẫn đang quan sát Diệp Thần Phong nhất cử nhất động, hắn thật có chút không thể tin trước mặt cái này Diệp Thần Phong là con trai của hắn, cho nên hắn nghĩ đẳng đến buổi tối phải thật tốt gặng hỏi Diệp Thần Phong một phen mới được. Một gã Trấn Thiên Môn đệ tử dẫn 2 gã thân mặc trường bào màu đen, ngực thêu một cái tiểu đầu khô lâu đồ án người đi vào Trấn Thiên Môn trong đại điện. Cái này 2 người là một già một trẻ, lão khoảng chừng có 60 tuổi tả hữu dáng dấp, tên của hắn là Đường Bá Thăng. Toàn thân y thuật tại Quỷ Y Môn chung là số 1 số 2, cùng Quỷ Y Môn 2 người khác có Quỷ Y 3 thánh xưng hào, đồng thời hắn cũng là Quỷ Y Môn trưởng lão. Cái khác 20 nhiều tuổi thanh niên nhân, tên của hắn là Vương Ngạn Đông, hắn là Đường Bá Thăng quan môn đệ tử, toàn thân y thuật tại Quỷ Y Môn trẻ tuổi chung cầm cờ đi trước. Đường Bá Thăng lại đi tiến Trấn Thiên Môn đại điện sau, nhìn đến Tôn Bác Dịch cũng ở tại chỗ, vội vàng chắp tay, nói rằng Tôn tiền bối. Ngài bế quan đi ra. Xem ra thực lực của ngài có đột phá, nên đến tiên thiên cảnh đi. Ta sớm chúc mừng các ngươi Trấn Thiên Môn có thể tiến nhập cổ võ giới nhất lưu thế lực phạm vi. Bá Thăng, lão đầu tử kia gần đây vừa vặn, ta có 4-5 năm chưa từng thấy qua hắn, thực lực của hắn nên sớm đã đột phá đến tiên thiên cảnh đi. Tôn Bác Dịch hỏi. Tôn tiền bối, ngươi hỏi là chúng ta Quỷ Y Môn trước nhâm trưởng môn sao? Trước nhâm trưởng môn gần 2 năm vẫn ở vào bế quan trạng thái, ta cũng có 2 năm chưa từng thấy qua trước nhâm trưởng môn. Đường Bá Thăng hồi đáp. Lão nhân kia còn là như thế thích tu luyện, Tôn Bác Dịch lẩm bẩm. Ngược lại còn nói thêm, Bá Thăng, Mỹ Hinh nhà đầu kia hôn mê 3 năm, người có thể nhất định phải nhanh một chút nghĩ biện pháp tướng nàng cấp cứu tỉnh. Tôn tiền bối, ta nhất định sẽ làm hết sức, Đường Bá Thăng nói thật. Chương 664 vẫn chưa tới hỏa hầu. Cổ võ giới, Trấn Thiên Môn, một gian trang sức phong cách cổ xưa trang nhã trong phòng. Một gã cùng Tôn Mỹ Cầm tướng mạo có vài phần tương tự chính là thiếu phụ, chính nhắm mắt nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, không gì sánh được khuôn mặt gầy gò, cực là giả yếu hô hấp, các loại dấu hiệu đều cho thấy cái này tên thiếu phụ hiện nay trạng thái đặc biệt không tốt, cái này tên thiếu phụ chính là Diệp Thần Phong tiểu di Tôn Mỹ Hinh. Tại Tôn Mỹ Hinh bên giường có một người trung niên nam nhân cùng một gã khả ái tiểu cô nương, cái này tên trung niên nam nhân là Tôn Mỹ Hinh lão công Trương Phong, đồng dạng cũng là Trấn Thiên Môn trung đệ tử, mà cái này tên 6-7 tuổi khả ái tiểu cô nương, nàng là Tôn Mỹ Hinh nữ nhi Tôn Tiểu Mỹ. Trương Phong khi nhìn đến mọi người đi vào phòng trong sau, ánh mắt như ngừng lại Quỷ Y Môn Đường Bá Thăng trên người, hắn không có nhìn hơn cái khác người liếc mắt. Thật sự là 3 năm này hắn cả ngày lẫn đêm đều phán nhìn thê tử của chính mình có thể sớm ngày tỉnh lại. 3 năm này tinh thần thượng dằn vặt có thể dùng hắn nhanh muốn qua đời. Vội vàng đi tới Đường Bá Thăng trước mặt, cung kính hỏi, Đường tiên sinh,
ngài là không phải có biện pháp tướng Mỹ Hinh cứu tỉnh. Trương Phong, hấp tấp còn thể thống gì? Tôn Bác Dịch dày một câu Trương Phong sau đó, lại tiếp tục nói, bá thăng, ngươi xem trước một chút Mỹ Hinh nhà đầu kia tình huống có không có chuyển tốt. Đường bá thăng điểm gật đầu, đi tới Tôn Mỹ Hinh bên giường biên, đúng đệ tử của hắn Vương Ngạn Đông nói rằng, Ngạn Đông, ngươi trước giúp ta đem chuẩn bị công tác làm tốt, một hồi ta có thể trực tiếp bắt đầu trị liệu. Nghe vậy, Vương Ngạn Đông tướng lưng trên bờ vai chữa bệnh dương, để lên bàn mở ra, từ bên trong lấy ra một cái châm cứu bao, bắt đầu lợi dụng cồn cùng hỏa diễm trước ba ngân châm khử độc. Mà đường bá thăng ngón tay khoát lên Tôn Mỹ Hinh trên cổ tay. Cảm giác được Tôn Mỹ Hinh mạch tượng là càng tới càng hư nhược rồi, nếu như tiếp tục như vậy nữa. Hắn có thể khẳng định Tôn Mỹ Hinh không ra một tháng sẽ dâng mạng, ba năm này nếu không có hắn cách mỗi một tháng không gián đoạn trị liệu, sợ rằng Tôn Mỹ Hinh đã sớm chống đỡ không tới hôm nay. Ai, đường bá thăng tại trong lòng bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ ta làm hết sức mà thôi. Nếu như lần này Kim Kim vẫn là không có bất kỳ hiệu quả nào lời nói, ta cũng chỉ tốt để cho bọn họ trước đó có cái chuẩn bị tâm tư. Ngạn Đông, tướng Ngân Châm lấy tới. Đường bá thăng phân phó Vương Ngạn Đông. Vương Ngạn Đông lập tức tướng tiêu độc hoàn tất Ngân Châm đưa cho sư phụ của hắn đường bá thăng, sau đó liền một mực cung kính đứng ở đường bá thăng bên cạnh. Đường bá thăng toàn thân thực lực đạt được thiên giai thượng phẩm trình tự, ngón tay hắn nắm bắt Ngân Châm. Thể nội chân kình chi lực không ngừng dũng động, theo đệ nhất căn Ngân Châm đâm vào Tôn Mỹ Hinh đầu thượng, sau đó lục căn Ngân Châm cũng sôi nổi chát thượng Tôn Mỹ Hinh đầu. Đứng ở một bên Diệp Thần Phong, hắn khi nhìn đến đường bá thăng thủ pháp sau, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương sử dụng là thất tinh hồi mệnh châm, đời trước quốc gia bí mật trong bảo khố mặt góp nhặt từ xưa đến nay hầu như tất cả điển tịch, Diệp Thần Phong may mắn đi qua bí mật bảo khố 5-6 thứ. Lúc đó hắn vừa vặn đúng y thuật đặc biệt cảm thấy hứng thú, cho nên hắn lật xem rất nhiều y học điển tịch, trong đó thất tinh hồi mệnh châm đúng lúc là hắn thấy trong đó một loại châm pháp. Diệp Thần Phong nhìn ra được đường bá thăng còn không có tướng thất tinh hồi mệnh châm luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, bất quá, Diệp Thần Phong đời trước thấy thất tinh hồi mệnh châm chỉ là tàn cuốn, bên trong ghi chép châm pháp tịnh không đầy đủ. Đường bá thăng tại sử xuất thất tinh hồi mệnh châm sau. Cách mỗi 2 phút tự hội bang Tôn Mỹ Hinh đem một lần mạch, thế nhưng hắn gặp Tôn Mỹ Hinh mạch đập không có biến hóa chút nào, 15 phút sau, hắn tướng 7 căn ngân châm lấy xuống, lắc đầu nói rằng, Tôn tiền bối. Ta thật là tận lực, Mỹ Hinh thể nội cơ năng tại gia tốc suy nhược. Sau này chỉ sợ ta trị liệu cũng không hội đối với nàng có hiệu quả bao lớn, cho nên nàng tối đa chỉ có 1 tháng mệnh. Đường tiên sinh, sẽ không, Mỹ Hinh sẽ không chết. Ngài nhất định còn có những biện pháp khác, ta cầu ngài nhất định muốn mau cứu Mỹ Hinh, nhất định muốn mau cứu Mỹ Hinh. Trương Phong trực tiếp hướng đường bá thăng quỳ xuống, một cái kình gõ đầu. Mà Tôn Tiểu Mỹ nhìn đến cha của mình quỳ xuống tới, cái này khả ái tiểu nha đầu một đôi trong đôi mắt to không ngừng bốc lên ra nước mắt tới, cũng học phụ thân của nàng hướng đường bá thăng quỳ xuống. Bá thăng, thật một chút biện pháp cũng không có. Tôn Bác Dịch cau mày hỏi. Đường bá thăng bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, Tôn tiền bối, dùng ta hiện nay y thuật thật là không thể ra sức. Ô, Tôn Tiểu Mỹ nhìn không được gào khóc giống lên, nghẹn ngào nói, mẹ sẽ không chết, mẹ sẽ không chết. Diệp Thần Phong nhìn đến đường bá thăng không có cách gì cứu tỉnh hắn tiểu di sau, hắn đứng dậy, nói rằng, nhượng ta xem một chút tiểu di bệnh đi. Nói không chừng ta có biện pháp cứu tỉnh tiểu di. Nghe vậy. Ở đây ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, tuy rằng Tôn Bác Dịch chúng nhân kiến thức qua Diệp Thần Phong cường hãn thân thủ, thế nhưng y thuật cùng thân thủ hoàn toàn là 2 việc khác nhau tình, lại nói liền quỷ y tam thánh chi một đường bá thăng đều không thể ra sức, Diệp Thần Phong có thể có càng cao hơn siêu y thuật. Phải biết rằng quỷ y tam thánh là cổ võ giới đỉnh cấp y thuật đại danh từ. Đường bá thăng đệ tử Vương Ngạn Đông mặt thượng lộ ra thần sắc khinh thường. Liền sư phụ hắn đều trị liệu không tốt người, trước mặt cái này mau đầu tiểu tử vậy mà nói hay là có biện pháp chữa cho tốt. Cái này khai cái gì quốc tế đại vui đùa ni. Tiểu tử, ngươi là Trấn Thiên Môn người nào? Ở đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Liền sư phụ ta cũng trị liệu không tốt người, ngươi có thể trị liệu tốt. Vậy các ngươi Trấn Thiên Môn còn muốn mời chúng ta quỷ y môn tới trị liệu làm gì? Vương Ngạn Đông cực vì khó chịu chất vấn. Tôn Bác Dịch vội vàng nói, bá thăng,
vị này chính là ta Tằng ngoại tôn Diệp Thần Phong, hắn là từ thế tục giới tới, ngày hôm nay vừa mới vừa đến Trấn Thiên Môn, ta xem hắn cũng là cấp suy nghĩ để cho mình tiểu di tỉnh táo lại, tịnh không có cái khác mạo phạm các ngươi quỷ y môn ý tứ. Tôn tiền bối, ngài lời nói này quá nghiêm trọng, ngài là chúng ta quỷ y môn trước nhâm trưởng môn bạn tri kỷ, thanh niên nhân mà. Có ai không có còn trẻ hết sức lông bông thời gian? Đường Bá Thăng vội vã khoát tay áo nói rằng. Thế nhưng, quỳ trên mặt đất Trương Phong đang nghe Diệp Thần Phong hay là có thể cứu tỉnh thê tử của hắn Tôn Mỹ Hinh sau đó, hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên, đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hỏi, ngươi thật có thể đủ cứu tỉnh Mỹ Hinh sao? Bởi Trương Phong mới vừa rồi không có tại trên đại điện, cho nên hắn còn tịnh không nhận thức Diệp Thần Phong ni. Thái gia gia nói ngươi là hắn Tằng ngoại tôn, như vậy ngươi chính là tiểu Mỹ ca ca ngươi nhanh một ít cứu tỉnh mẹ ta đi. Tôn tiểu Mỹ đi xả Diệp Thần Phong ống tay áo nói rằng. Diệp Thần Phong sờ sờ Tôn tiểu Mỹ đầu, nói rằng, ta cũng không xác định có thể không thể đủ lập tức cứu ngươi tỉnh mẹ, bất quá, ta nhất định có thể bảo trụ mạng của nàng. Thần Phong, ngươi thật có thể đủ bảo trụ Mỹ Hinh mệnh. Một bên hai mắt đẫm lệ mông lung Tôn Mỹ cầm không dám tin hỏi. Thần Phong, ngươi cũng không nên phô trương thanh thế, chúng ta biết thực lực của ngươi không thể nghi ngờ, thế nhưng cái này trị liệu không phải quấy rối. Tôn Bác Dịch ánh mắt ngưng trọng nói rằng. Đúng, Thái Gia Gia nói không sai, ngươi cũng không cần phô trương thanh thế, chúng ta đã nhận đồng ngươi là Tôn gia người. Thời gian qua kiêu ngạo không gì sánh được Tôn Hiểu Lệ cũng lên tiếng. Huynh đệ, ngươi cái này không phải đang đánh quỷ y môn mặt sao? Liền quỷ y tam thánh chi một đường Bá Thăng đều thúc thủ vô sách sự tình, ngươi hết lần này tới lần khác nói có biện pháp, nếu là kết quả là biện pháp của ngươi không quản dụng, chỉ biết ném chúng ta Trấn Thiên Môn thể diện, hay là còn có thể nhượng Trấn Thiên Môn cùng quỷ y môn quan hệ giữa không có từ trước như vậy dung hiệp. Tôn Hằng Phi thấp giọng tại Diệp Thần Phong bên cạnh nói rằng. Ca ca, ca ca, ngươi mau giúp ta mẹ trị liệu đi. Ngây thơ Tôn Tiểu Mỹ lôi kéo Diệp Thần Phong ống tay áo thúc giục. Diệp Thần Phong nhún vai, nói rằng, không thử một lần làm sao biết ni. Huống hồ liền quỷ y môn người đều đúng tiểu di thúc thủ vô sách, cho dù ta là ngựa chết thành ngựa sống y. Nhìn đến Diệp Thần Phong đi tới Tôn Mỹ Hinh bên giường biên, Đường Bá Thăng sắc mặt cũng hơi có chút khó coi, miễn cưỡng cười nói, người tuổi trẻ bây giờ có can đảm nếm thử là chuyện tốt tình, có thể quá mức tự đại cuồng vọng tự không là chuyện tốt. Sư phụ! Ta xem hắn thật là dự định ngựa chết coi như ngựa sống y, hay là cuối cùng hắn liền bệnh gì cũng kiểm không tra được, hay là bị hắn như thế gặp lại đằng sẽ tăng nhanh bệnh nhân tử vong. Đường Bá Thăng đệ tử Vương Ngạn Đông lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong bị cái này thầy trò luôn mãi khiêu khích, trong lòng cũng có chút khó chịu, không mặn không nhạt trả lời một câu, người vừa rồi sử dụng thất tinh hồi mệnh châm có thể vẫn chưa tới hỏa hầu ni. Trở về nhiều hơn nữa luyện tập một chút đi. Chương 665, thất tinh hồi mệnh châm. Cái gì? Nói quỷ y tam thánh chi một đường Bá Thăng châm pháp vẫn chưa tới hỏa hầu. Tất cả mọi người tại chỗ đều mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong. Vương Ngạn Đông gặp Diệp Thần Phong cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, hắn là lại cũng vô pháp vẫn duy trì tính táo, tiểu tử, cho dù ngươi nhìn ra sư phụ ta dùng là thất tinh hồi mệnh châm thì thế nào? Thất tinh hồi mệnh châm là chúng ta quỷ y môn độc môn châm pháp, với lại có thể sử xuất thất tinh hồi mệnh châm người ngoại trừ chúng ta trưởng môn ở ngoài, cũng chỉ có sư phụ ta cùng quỷ y tam thánh hai người khác. Mà Đường Bá Thăng chân mày lại hơi nhíu lên, vừa rồi Tôn Bác Dịch nói Diệp Thần Phong là ngày hôm nay mới vừa tới đến Trấn Thiên Môn chung, theo lý mà nói Diệp Thần Phong căn bản không thể có thể nhận ra thất tinh hồi mệnh châm tới, điều này làm cho Đường Bá Thăng trong lòng sinh ra nghi hoặc. Tôn Bác Dịch chúng nhân gặp ở đây bầu không khí càng tới càng cứng, vừa định muốn mở miệng điều tiết bầu không khí, chỉ thấy Diệp Thần Phong tay phải cầm Tôn Mỹ Hinh thủ đoạn, nhu hòa linh hồn lực tiến nhập Tôn Mỹ Hinh thân thể trong, lập tức biết được Tôn Mỹ Hinh tình huống, lập tức nói rằng, ta tiểu di vấn đề là ra tại trong đầu, nàng trong đầu nhiều căn huyết quản bế tắc, cái này là dẫn đến nàng thời gian dài hôn mê bất tỉnh nguyên nhân, bất quá, trong thân thể nàng mặt rất nhiều khí quan cũng ở vào suy kiệt trạng thái. Như vậy dĩ vãng đi xuống tiểu di quả thực chỉ có thể sống chừng một tháng thời gian. Giả thần giả quỷ, Vương Ngạn Đông khinh thường nói, tiểu tử, vừa rồi sư phụ ta ngân châm đâm vào đầu của bệnh nhân thượng, người đương nhiên có thể đoán ra bệnh nhân là trong đầu xảy ra vấn đề,
Còn có vừa rồi sư phụ ta cũng đã nói bệnh nhân cơ năng tại gia tốc suy kiệt, cho nên ngươi cũng có thể đoán ra bệnh nhân nhiều chỗ khí quan ở vào suy kiệt trạng thái. Kỳ thực nói cho cùng, ngươi liền một cái thí cũng không có nói. Diệp Thần Phong căn bản không để ý đến Vương Ngạn Đông kêu gào. Đúng Tôn Bác Dịch đẳng người nói, tiểu di trong đầu bế tắc huyết quản xử lý tương đối phiền phức, bất quá, ta có thể trước lập tức bang tiểu di khôi phục thể nội suy kiệt khí quan. Diệp Thần Phong linh hồn lực có trị liệu hiệu quả, bang Tôn Mỹ Hinh khôi phục cơ năng của thân thể là căn bản không có bất cứ vấn đề gì, có thể xử lý trong đầu bế tắc huyết quản tự có chút phiền phức, nếu như mạnh mẽ sơ thông, cho dù cuối cùng Tôn Mỹ Hinh có thể tỉnh táo lại, chỉ sợ cũng phải biến thành một cái đầu óc có vấn đề ngu ngốc. Cho nên dưới mắt chỉ có thể từng bước tới. Huynh đệ, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi lập tức có thể khôi phục tiểu cô thể nội suy kiệt khí quan. Tôn Hằng Phi nhìn không được kinh ngạc thốt ra. Thần Phong, ngươi không nên miễn cưỡng mình, dù sao ngươi không phải học y. Tôn Bác Dịch cũng hiểu được chính hắn một tầng Tôn Tử Nghiêu có phần thổi chúng quá lớn một chút. Chỉ có Trương Phong vẻ mặt kích động hỏi, ngươi thật có thể đủ lập tức khôi phục Mỹ Hinh thể nội suy kiệt khí quan sao? Buồn cười, thực sự là thật là tức cười. Lập tức khôi phục suy kiệt khí quan. Ngươi cho là mình là thần tiên sao? Vương Ngạn Đông bĩu môi mong chờ nói rằng. Nguyên bản Đường Bá Thăng đang vì Diệp Thần Phong có thể một lời nói toạc ra thất tinh hồi mệnh châm sự tình mà nghi hoặc ni. Cho rằng Diệp Thần Phong hay là thật có một ít bản lĩnh, có thể lúc này nghe được Diệp Thần Phong nói có thể lập tức khôi phục bệnh nhân thể nội suy kiệt khí quan. Hắn cũng lập tức buồn cười lắc đầu. Cho rằng Diệp Thần Phong hoàn toàn là tại tự đánh mặt của mình. Sự thực thắng hùng biện, Diệp Thần Phong biết bây giờ không phải là giải thích thời gian, chỉ có khôi phục tiểu di thể nội suy kiệt khí quan, sợ rằng ở đây những này người mới có thể đủ tin, vì vậy, tay phải hắn lần nữa cầm Tôn Mỹ Hinh thủ đoạn, cuồn cuộn không ngừng nhu hòa linh hồn lực chậm rãi rót vào đến Tôn Mỹ Hinh thể nội. Linh hồn lực đang không ngừng chữa trị Tôn Mỹ Hinh thể nội bị tổn thương khí quan. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong trên trán bắt đầu bốc lên ra chừng hạt đậu mồ hôi hột, hắn tiểu di Tôn Mỹ Hinh thể nội bị tổn thương khí quan thật sự là quá nghiêm trọng. Trang đảo còn là thật giống hồi chuyện, cho là nắm bệnh nhân tay là có thể chữa bệnh. Còn muốn khôi phục bệnh nhân bị tổn thương khí quan, đây quả thực là tại mơ mộng hão huyền, Vương Ngạn Đông giễu cợt nói. Nhưng mà, tại Vương Ngạn Đông lời của vừa hạ xuống. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt Tôn Mỹ Hinh, mặt thượng đang chậm rãi khôi phục một ít huyết sắc. Ngay cả nguyên bản suy yếu hô hấp cũng biến thành ổn trọng nhiều, ở đây tất cả mọi người có thể cảm thụ được Tôn Mỹ Hinh biến hóa, nhưng khi bọn họ nhìn đến cái này loại bất khả tư nghị sau khi biến hóa, bọn họ một đám há to miệng, mở to hai mắt nhìn, nhất là vừa còn đang giễu cợt Diệp Thần Phong Vương Ngạn Đông, miệng hắn trong phảng phất là ăn con ruồi thông thường, trước mặt tiểu tử này thật là tại trị liệu bệnh nhân. Với lại trị liệu còn có hiệu quả. Ra ra, ba, ta cảm giác được Mỹ Hinh khí tức ổn nhiều, hiện tại Mỹ Hinh được cứu rồi, hiện tại Mỹ Hinh được cứu rồi. Trương Phong vẻ mặt kích động đúng Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An nói rằng. Tôn Bác Dịch miễn cưỡng tỉnh lại, nói rằng, xem ra Thần Phong không có phô trương A. Tiểu tử này không chỉ thân thủ là yêu nghiệt cấp bậc, ngay cả y thuật cũng như thế như B. Trương Phong, Thần Phong thế nhưng con trai của Mỹ Cầm. Ngươi có thể phải thật tốt cảm tạ Mỹ Cầm cùng Đông Hoa bọn họ hai cái. Trương Phong vội vàng đi tới Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm bên cạnh, nói rằng tỷ, tỷ phu, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Tôn Mỹ Cầm vội vàng nói, cảm tạ cái gì tạ ơn, lẽ nào Mỹ Hinh không phải của ta muội muội sao? Người một nhà nói những lời này có ý tứ sao? Một bên Diệp Đông Hoa hắn nhìn mình con trai Diệp Thần Phong ánh mắt là càng tới càng mê hoặc. Lúc trước hắn vừa tiếp thu con trai của mình là một cái tuyệt thế cao thủ, hiện tại con trai của hắn lại biến thành một cái y thuật cao siêu người. Đây là hắn nguyên bản cái kia hoàn khố đệ tử thông thường con trai mà. Tôn Tiểu Mỹ bỏ đến trên giường, trắng mịn tay nhỏ bé bang Diệp Thần Phong xoa hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác nói rằng, ca ca giỏi quá, ca ca giỏi quá. Khoảng chừng nửa giờ sau, Diệp Thần Phong buông lỏng ra Tôn Mỹ Hinh thủ đoạn. Nói rằng, tiểu di thể nội bị tổn thương khí quan hoàn toàn khôi phục, tạm thời không có mạng sống nguy hiểm. Tại Diệp Thần Phong tuyên bố trị liệu hoàn tất sau, Đường Bá Thăng đệ nhất cái vào tới giường bệnh bên cạnh, giúp đỡ Tôn Mỹ Hinh kiểm tra thân thể tình trạng. Một lát sau, hắn đờ đẫn nói rằng thật,
thật toàn bộ khôi phục. Trên đời này vẫn còn có y thuật thần kỳ như vậy. Đường Đường Bá Thăng lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần Phong thời gian, hai con ngươi trung thần sắc biến, mặt thượng tràn đầy hưng phấn, hướng Diệp Thần Phong chắp tay, nói rằng, mới vừa rồi là chúng ta thầy trò hai mạo phạm tiên sinh ngài, Ngạn Đông, ngươi mau tới đây cấp tiên sinh nói khiểm. Đường Bá Thăng cái này tên hơn 60 tuổi lão đầu xưng hô Diệp Thần Phong vì tiên sinh, hắn thấy cái này một điểm đều không có lúng túng, quỷ y môn từ trước đến nay là dùng y thuật phân chia bối phận, dùng Diệp Thần Phong như thế được y thuật, Đường Bá Thăng xưng hô đối phương một tiếng tiên sinh cũng là chuyện đương nhiên. Vương Ngạn Đông không dám vi phạm bản thân ý của sư phụ, bất đắc dĩ đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, nói rằng, xin lỗi. Gặp đồ đệ của mình nói xin lỗi. Đường Bá Thăng đúng Tôn Bác Dịch nói rằng, Tôn tiền bối, dùng tình huống hiện tại Mỹ Hinh không có bất luận cái gì nguy hiểm tánh mạng, chỉ bất quá chính như vị tiên sinh này theo như lời, muốn khơi thông Mỹ Hinh não bộ bế tắc huyết quản, như thế một cái đặc biệt chuyện khó giải quyết. Đúng, tiên sinh, ngài cũng biết quỷ y môn thất tình hồi mệnh châm sao? Ngài là làm thế nào biết ta thất tình hồi mệnh châm không có đến hỏa hầu? Đường Bá Thăng hỏi. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, từ trước ta trong lúc vô tình đã từng thất tinh hồi mệnh châm tàn cuốn, cái gọi là thất tinh hồi mệnh châm chính là căn cứ bắt đầu thất tinh sở nghiên cứu ra tới. Nếu như tướng thất tinh hồi mệnh châm luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, như vậy tại ghim kim cứu người thời gian hội xuất hiện bắt đầu thất tinh ảo giác, chỉ sợ người thất tinh hồi mệnh châm vừa mới nhập môn. Gặp Diệp Thần Phong đem sư phụ của mình nói không chịu được như thế, Vương Ngạn Đông lại không nhịn được, quát dẹp đường, tiểu tử. Cho dù ngươi có một chút bản lĩnh thì thế nào? Ngươi sử xuất cái thất tình hồi mệnh châm cho ta xem. Ngươi cho là thất tình hồi mệnh châm là ai đều có thể đủ tùy tiện đánh tới sao? Ta chỉ có thể sử xuất thất tình hồi mệnh châm trước 5 châm, đến nỗi cuối cùng 2 châm châm pháp ta không có xem qua. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Nếu tiên sinh đã hội thất tình hồi mệnh châm trước 5 châm, như vậy ta đem sau 2 châm cũng nói cho tiên sinh ngài. Hy vọng thất tinh hồi mệnh châm có thể trước đây người học nghề trong trị liệu tốt Mỹ Hinh. Thất tinh hồi mệnh châm là quỷ y môn độc môn châm pháp, vốn là tuyệt đối không thể đủ truyền ra ngoài, có thể thứ nhất Diệp Thần Phong đã tại cơ duyên xảo hợp hạ học xong trước 5 châm, nói cho hắn biết cuối cùng 2 châm cũng không có gì đáng ngại, lại mà Đường Bá Thăng cái này y học người điên, hắn lại muốn kiến thức một chút thất tinh hồi mệnh châm vận dụng đến lô hỏa thuần thanh sẽ là một loại như thế nào hiệu quả. Hắn cũng tin tưởng người trẻ tuổi trước mặt này không phải tại ăn nói bừa bãi, nếu như hắn cuối cùng phát hiện người trẻ tuổi trước mặt này không sử ra được thất tinh hồi mệnh châm, như vậy hắn không để ý trực tiếp sát Diệp Thần Phong, quỷ y môn thế lực có thể không phải Trấn Thiên môn có thể so sánh. Không biết, Đường Bá Thăng chút thực lực ấy tại Diệp Thần Phong trước mặt thế nhưng chút nào thiếu nhìn, cho dù Diệp Thần Phong thật sự không ra thất tinh hồi mệnh châm tới, hắn cũng cầm Diệp Thần Phong không biết làm thế nào. Chương 666, 7 châm rơi, ảo giác hiện. Sau đó, Đường Bá Thăng lập tức tướng thất tinh hồi mệnh châm cuối cùng 2 châm nói cho Diệp Thần Phong, đồng thời hỏi, tiên sinh, người có muốn hay không trước đem cuối cùng 2 châm hiểu thấu đáo vài ngày thời gian? Ta có thể tạm thời tại Trấn Thiên Môn ở. Diệp Thần Phong đối với thất tinh hồi mệnh châm trước 5 châm là lô hỏa thuần thanh, tại hắn từ Đường Bá Thăng khẩu trung biết được cuối cùng 2 châm sau đó. Hắn phát hiện cuối cùng này 2 châm là từ trước 5 châm chi chung diễn biến mà đến, trong đầu tướng thất tinh hồi mệnh châm chọn bộ châm pháp diễn luyện một lần mới lên tiếng, không cần phải đẳng mấy ngày, tuy rằng ta không biết tướng thất tinh hồi mệnh châm tối cao hiệu quả phát huy được, đến cùng có thể không thể đủ tướng tiểu di cứu tỉnh. Thế nhưng chúng ta bây giờ tự thử một lần đi. Diệp Thần Phong cái này loại qua loa hành động, nhượng Đường Bá Thăng không nén nổi khẽ nhíu mày, mà tại Đường Bá Thăng đệ tử Vương Ngạn Đông xem ra. Cái này Diệp Thần Phong quả thực là tự đại cuồng vọng tới cực điểm, hắn trong lòng vẫn đối với Diệp Thần Phong không sai lắm. Dù sao Diệp Thần Phong cùng tuổi tác của hắn không sai biệt lắm đại, mà hắn Vương Ngạn Đông là quỷ y môn công nhận nhân tài kiệt xuất, trong lòng tự nhiên là ngạo khí 10 phần, lúc này liền sư phụ hắn Đường Bá Thăng đều cùng Diệp Thần Phong ngồi ngang hàng với, như vậy hắn không chẳng khác nào là tại Diệp Thần Phong trước mặt lùn một đầu sao. Đây là hắn không có cách gì tiếp nhận. Tiểu tử. Ngươi cho là thất tình hồi mệnh châm là bình thường châm pháp sao? Ngươi tùy tiện là có thể sử xuất ra. Còn nói thất tình hồi mệnh châm đang sử dụng đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh hội sản sinh bắt đầu thất tình ảo giác. Ngươi bớt ở chỗ này nói bậy. Vương Ngạn Đông lạnh giọng quát dẹp đường.
Ngạn Đông, không được vô lễ. Đường Bá Thăng tuy rằng cũng đúng Diệp Thần Phong qua loa cách làm có chút bất mãn, thế nhưng hắn biết Quỷ Y Môn Thất Tinh Hồi Mệnh Châm Châm Phổ Thượng ghi chép, đường Thất Tinh Hồi Mệnh Châm luyện đến cảnh giới cao nhất. Quả thực hội xuất hiện bắt đầu thất tinh ảo giác, chỉ là tại Quỷ Y Môn chung không ai có thể đạt được loại cảnh giới đó. Lại mà Vương Ngạn Đông còn chưa có bắt đầu học tập Thất Tinh Hồi Mệnh Châm, cho nên hắn mới có thể cho là Diệp Thần Phong là tại nói bậy. Thần Phong, người có muốn nghe hay không Bá Thăng, trước đêm cuối cùng hai châm hiểu thấu đáo vài ngày thời gian. Tôn Bác Dịch cũng mở miệng hỏi, hắn biết Thất Tinh Hồi Mệnh Châm là Quỷ Y Môn độc môn châm pháp, Đường Bá Thăng cũng là một cái không hơn không kém y học người điên, nếu như cuối cùng hắn tặng ngoại tôn Diệp Thần Phong xứ không ra Thất Tinh Hồi Mệnh Châm tới, sợ rằng Đường Bá Thăng lập tức hội dở mặt. Cuối cùng khả năng dẫn đến nguyên bản quan hệ không tệ Chấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn hoàn toàn quyết liệt, cái này không phải Tôn Bác Dịch không muốn nhìn thấy. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai, từ trong lòng ngực mặt lấy ra tùy thân mang theo châm cứu bao, đồng thời móc ra một cái bật lửa, lợi dụng cái bật lửa cấp ngân châm tiêu độc, hắn dùng hành động mà nói minh bản thân không yêu cầu hiểu thấu đáo cuối cùng hai châm. Người ở chỗ này nhìn đến Diệp Thần Phong trực tiếp dùng cái bật lửa cái này loại đơn sơ phương thức cấp ngân châm đun nóng tiêu độc, một đám không nén nổi là hoàn toàn thất vọng. Cái này nơi nào tượng một cái y thuật cao siêu cao nhân. Bất quá, nghĩ đến vừa rồi Diệp Thần Phong trong thời gian thật ngắn, kỳ tích như tướng Tôn Mỹ Hinh thể nội suy kiệt khí quan khôi phục, bọn họ cái này tài hơi đúng Diệp Thần Phong có một ít lòng tin. Có thể Đường Bá Thăng cùng Vương Ngạn Đông khi nhìn đến Diệp Thần Phong lợi dụng cái bật lửa cấp ngân châm tiêu độc thời gian, Đường Bá Thăng mặt thượng lộ ra không vừa lòng chi sắc, hắn thấy châm cứu mỗi một bước đều là cực kỳ trọng yếu. Diệp Thần Phong làm như vậy thật sự là đem châm cứu cho rằng trò đùa, trong lòng không nén nổi có một cổ lửa giận đang chậm rãi sản sinh. Mà Vương Ngạn Đông càng là trực tiếp cười nhạo lên, nói rằng, thần y xứng đáng là thần y a. Ta đảo muốn nhìn ngươi thế nào xử xuất chúng ta Quỷ Y Môn Thất Tinh Hồi Mệnh Châm. Ta có thể nói cho ngươi biết, sư phụ ta hận nhất loại lừa dối hắn người, nếu như ngươi lừa dối hắn, liền Chấn Thiên Môn đều không bảo vệ được ngươi. Tự cấp ngân châm lần lượt đun nóng Diệp Thần Phong, bên tai vẫn truyền đến Vương Ngạn Đông lải nhải ong ong kêu loạn thanh. Trong cơ thể hắn 10 cấp linh hồn lực khí thế tức khắc phóng ra ngoài đi ra, hướng về phía Vương Ngạn Đông giống lên một tiếng, câm miệng. Vương Ngạn Đông thực lực tài chính là thiên giai hạ phẩm, hắn nơi nào thừa chịu được Diệp Thần Phong 10 cấp linh hồn lực khí thế. Đương một tầng cường hãn khí thế hướng hắn kéo tới, hắn toàn thân chợt run lên, cả người sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, hắn cảm giác mình hình như tại kề cận cái chết đi một vòng, đũng quần trong nóng lên, một cổ hoàng sắc dịch thể thẩm thấu hắn đũng quần chảy ra. Đứng tại Vương Ngạn Đông bên cạnh Đường Bá Thăng vừa rồi cũng cảm thấy, từ trên người Diệp Thần Phong phát ra khí thế, may mà cái này cổ khí thế không phải ghim hắn, cho nên hắn mới không có trước mặt mọi người thất thố, ánh mắt nhìn về phía ngồi ở bên giường Diệp Thần Phong thời gian, trong con ngươi mang theo nhẹ nhẹ sợ hãi, trong lòng thầm nghĩ cái này, tiểu tử này, điều này sao có thể. Căn cứ vừa rồi khí thế, tiểu tử này thực lực cao hơn thiên giai trung phẩm. Không đúng, nếu như vừa rồi cổ khí thế kia là nhằm vào ta, sợ rằng ngay cả ta cũng chống đối không ở đi. Cho nên nói tiểu tử này thực lực cao hơn thiên giai thượng phẩm. Hắn tài nhiều ít tuổi, hình như Tôn tiền bối mới vừa nói hắn hay là từ thế tục giới tới. Giống như vậy thiên tài nên chỉ có những thần kia bí đỉnh cấp thế lực tài năng đủ bồi dưỡng được đến đây đi. Không đúng, hay là những thần kia bí đỉnh cấp thế lực cũng bồi dưỡng không ra cái này đẳng yêu nghiệt tới. Đường Bá Thăng phía sau không khỏi ra toàn thân mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi lại có thể còn nghĩ nếu như Diệp Thần Phong xứ không ra Thất Tinh Hồi Mệnh Châm, hắn liền trực tiếp sát Diệp Thần Phong, dùng hắn một chút thực lực, hắn biết bản thân nếu quả như thật đúng Diệp Thần Phong động thủ, cuối cùng bị giết chết nhất định là hắn bản thân. Đường Bá Thăng hơi thở dài một hơi, ánh mắt nhìn đến một bên đúng quần trong chảy hoàng sắc dịch thể Vương Ngạn Đông thời gian, trên mặt hắn là nóng hừng hực một phiến. Vương Ngạn Đông là đồ đệ của hắn, mà hiện tại đồ đệ của hắn trực tiếp bị Diệp Thần Phong vừa hô, cấp ở giữa sợ đến tè ra quần. Đây quả thực là mất mặt vứt xuống bà ngoại ra đi. Ở đây Tôn Bác Dịch, Tôn Dương An chúng nhân nhìn đến tè ra quần Vương Ngạn Đông, bọn họ một đám trong lòng là bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Vương Ngạn Đông quả thực là hổ trên người nhổ lông, liền thực lực đột phá đến tiên thiên cảnh sơ kỳ Tôn Bác Dịch đều không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong.
Vương Ngạn Đông như thế một cái chính là thiên giai hạ phẩm thực lực người, cũng dám một lần lại một lần khiêu khích Diệp Thần Phong. Cái này không là thuần túy tìm cho mình không thoải mái mà. Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ nhìn đến Vương Ngạn Đông trước mặt mọi người bị dọa đến tè ra quần, Tôn Hằng Phi mặt thượng lộ ra một vòng nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, thấp giọng với Tôn Hiểu Lệ, nói rằng, người nói cháu trai này bản thân cảm giác là không phải quá lương hảo một điểm. Ai không dễ chọc, hết lần này tới lần khác muốn chọc tới chúng ta cái này vị sát tinh đệ đệ, đáng đời hắn bị dọa đến tè ra quần, người bây giờ trong lòng là không phải rất thoải mái. Cháu trai này mỗi lần tới Trấn Thiên Môn cũng đều phải quấn quýt lấy ngươi, hắn có thể là của ngươi trung thực người theo đuổi chi một. Tôn Hiểu Lệ đôi mắt đẹp liếc một cái Tôn Hằng Phi, thấp giọng nói rằng, ngươi nói Diệp Thần Phong có thể sử xuất quỷ y môn thất tinh hồi mệnh châm sao? Cái này ta nào biết, ta chỉ biết là hiện nay mà nói cái này huynh đệ kẻ trộm ngưu bê. Tôn Hằng Phi không có cái nghiêm chỉnh nói rằng. Đường Bá Thăng gặp đồ đệ của mình Vương Ngạn Đông cái này phó bộ dáng chật vật cũng không phải biện pháp, vừa định muốn quát lớn một phen Vương Ngạn Đông, trước hết để cho Vương Ngạn Đông đi đổi cái quần, mà ngay tại lúc này Diệp Thần Phong bắt đầu hạ thủ, Đường Bá Thăng vừa đến cổ họng miệng lời nói cũng không tự chủ thu lại, mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Tất cả mọi người tại chỗ đều mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong ngón tay nắm bắt ngân châm. Tướng linh hồn lực quán chú đến ngân châm trong, bị linh hồn lực bao trùm ở ngân châm, vậy mà hư không tiêu thất, Diệp Thần Phong không chút do dự tướng đệ nhất kim đâm tại Tôn Mỹ Hinh đầu thượng, người ở chỗ này tỉnh không nhìn thấy cái gì bắt đầu thất tinh ảo giác. Tiếp theo là đệ nhị châm, đệ tam châm, đệ tứ châm, đệ ngũ châm, thứ sáu châm, đệ thất châm, người ở chỗ này vẫn như cũ là không nhìn thấy bất luận cái gì ảo giác, từ đầu đến cuối mắt không chấp Đường Bá Thăng có chút hơi thất vọng rồi. Hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong đích xác sử dụng là thất tinh hồi mệnh châm, thế nhưng những này không phải hắn muốn thấy, có thể cho dù như vậy, dùng thực lực của hắn cũng cầm Diệp Thần Phong không thể làm gì. Đường bảy châm toàn bộ đâm vào Tôn Mỹ Hinh đầu thượng sau, Diệp Thần Phong trên trán đã rịn ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, hắn cũng cảm giác đặc biệt kỳ quái, theo lý mà nói hắn sử xuất thất tinh hồi mệnh châm đã đặc biệt thuần thục, cũng đạt được cảnh giới nhất định. Chẳng lẽ là hay nhất hai châm xảy ra vấn đề? Giữa lúc Diệp Thần Phong bách từ bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Tôn Mỹ Hinh ngay phía trên chậm chậm hiện lên một mảnh nhỏ bầu trời đêm, tại đen kịt không gì sánh được bầu trời đêm trên có lóng lánh bảy cái điểm sáng, đây không thể nghi ngờ là bắt đầu thất tinh phương thức sắp xếp. Diệp Thần Phong phát huy ra thất tinh hồi mệnh châm tối cao công hiệu. Bảy châm rơi. Ảo giác hiện. Chương 667, Quỷ Vương Thập Tam Châm. Tại bắt đầu thất tinh ảo giác xuất hiện thời gian, trong phòng trong sát na biến được vô cùng an tĩnh, ngay cả mới vừa rồi bị sợ đến tè ra quần Vương Ngạn Đông, hắn hai con ngươi cũng bất khả tư nghị chăm chú nhìn Tôn Mỹ Hinh phía trên. Y học người điên Đường Bá Thăng kích động sắc mặt đỏ lên, cả người thân thể liên tục khẽ run, bàn tay gầy guộc bỗng nhiên nắm thành quyền đầu, một đôi mắt trong bung ra ra lửa nóng quang mang, đối với tượng hắn như vậy suốt đời chấp nhất theo đuổi y thuật người điên mà nói. Sinh mệnh không có bất kỳ vật gì so y thuật tới càng trọng yếu hơn, hắn không nghĩ tới sinh thời vẫn có thể nhìn đến thất tinh hồi mệnh châm cảnh giới cao nhất, lỗ mũi và trong miệng hô hấp bởi kích động cũng biến thành dồn dập. Đến nỗi Tôn bác dịch chúng nhân đã sớm là một đám ngây ra như phỗng, bọn họ không có nghĩ đến châm cứu vẫn có thể sản sinh cái này loại ảo giác đi ra. Đây quả thực là bọn họ chưa bao giờ nghe. Tôn Mỹ Hinh trên thân thể phương một mảnh nhỏ trong trời đêm. Bắt đầu thất tinh sắp hàng đặc biệt rõ ràng, bảy vì sao phát ra quang mang tại từ từ mãnh liệt. Tôn Mỹ Hinh nữ nhi Tôn Tiểu Mỹ cổ rất là khả ái cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay chỉ vào bắt đầu thất tinh ảo giác, nói rằng thật xinh đẹp sao Nga. Ca ca thực sự là thật lợi hại, mẹ bệnh khẳng định lập tức tự hồi tốt. Mỹ Cầm, người nói đây là hai người chúng ta con trai sao? Diệp Đông Hoa rốt cục nhìn không được thấp giọng hỏi Tôn Mỹ Cầm. Tôn Mỹ Cầm không vui nói, ta nói người cái này người quá kỳ quái một điểm đi. Từ trước con trai của chúng ta không học vấn không nghề nghiệp, người luôn luôn nói hắn không nên thân, hiện tại con trai của chúng ta thân thủ được có thể nói tuyệt thế cao thủ, còn có như thế toàn thân tuyệt vời y thuật, người trái lại không vui. Lẽ nào ta cái này làm mẹ còn có thể không nhận biết con trai của mình sao? Ta nghĩ nhất định là Thần Phong tại thế tục giới xảy ra chuyện gì? Đằng đến buổi tối hỏi một chút hắn không phải tốt mà.
Tôn Hằng Phi là một cái kình vuốt mắt, nhìn trước mặt bắt đầu thất tinh ảo giác. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng, hiện tại ta không bội phục cái này huynh đệ cũng không được, đừng nói là sau đó nhượng ta còn gọi ca ca hắn, coi như là nhượng hắn gọi ba hắn cũng không thành vấn đề a. Chỉ cần hắn đồng ý giáo ta hai chiêu là được. Một bên Tôn Hiểu Lệ trong con ngươi xinh đẹp tia sáng kỳ dị lưu động, từ Diệp Thần Phong tại trên đại điện cho thấy cực kỳ cường hãn thân thủ, rồi đến bây giờ Diệp Thần Phong cho thấy liền quỷ y tam thánh chi một đường bá thăng đều không có cách gì sử xuất y thuật. Đến nơi này nhất khắc, Tôn Hiểu Lệ mới biết được bản thân từ trước thật là ếch ngồi đáy giếng. Thấp giọng nói một câu, nếu như cái này trên thế giới thật có thiên tài, như vậy trừ Diệp Thần Phong ra không còn có thể là ai khác. Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa hai vị này Diệp Thần Phong cậu, bọn họ hai cái nghe được Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ lời nói sau, không hẹn mà cùng điểm gật đầu, Diệp Thần Phong cái này cháu ngoại trai thật để cho bọn họ hai cái không phục đều không được a. Mà Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An tắc là nhìn nhau liếc mắt, Tôn Dương An nói rằng, ba, con trai của Mỹ Cầm thật là thế tục giới người sao? Thế tục giới tại sao có thể có loại thiên tài này tồn tại? Dương An, ngươi cái này là nói cái gì lời nói? Đây nhất định là ông trời đã định trước, chúng ta Trấn Thiên Môn muốn may mắn, chúng ta Trấn Thiên Môn muốn may mắn, ta nghĩ nếu như tại Thần Phong lãnh đạo hạ. Chúng ta Trấn Thiên Môn hay là tại tương lai có thể xâm nhập cổ võ giới đỉnh cấp trong thế lực, cho nên ta quyết định sau đó Thần Phong chính là chúng ta Trấn Thiên Môn hạch tâm. Tôn Bác Dịch thấp giọng tại Tôn Dương An bên tai nói rằng. Nghe vậy, Tôn Dương An chỉnh trọng điểm gật đầu, mặt thượng là không ức chế được kích động, hắn biết hay là hắn đứa cháu ngoại này thật có thể đủ lãnh đạo Trấn Thiên Môn đi đến một bước kia. Tại mọi người nói chuyện gian, bắt đầu thất tinh tản ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Càng ngày càng mãnh liệt. Thẳng đến quang mang tướng một mảnh nhỏ bầu trời đêm cấp cắn nuốt, sau đó. Sở hữu quang mang chợt trong nháy mắt tưới Tôn Mỹ Hinh trong đầu. Tất cả mọi người nhìn không được nhắm hai mắt lại, đằng mở mắt lần nữa thời gian ảo giác đã tiêu thất. Một đôi ánh mắt đều tập trung vào Tôn Mỹ Hinh trên người, chỉ thấy nằm ở trên giường Tôn Mỹ Hinh mí mắt hơi run run hai hạ sau đó, tiếp theo sẽ không có phản ứng. Diệp Thần Phong tướng bảy căn ngân châm từ Tôn Mỹ Hinh đầu thượng rút xuống, thuận tiện dò xét một phen Tôn Mỹ Hinh trong đầu tình trạng, hắn phát hiện Tôn Mỹ Hinh trong đầu huyết quản bế tắc không phải thông thường nghiêm trọng, thì phi thường đặc biệt nghiêm trọng, cái này có chút nằm ngoài dự đoán của Diệp Thần Phong, vừa rồi thất tinh hồi mệnh châm phát huy được hiệu quả, chỉ là sơ thông Tôn Mỹ Hinh não bộ bế tắc trong đó hai điều huyết quản, như vậy vẫn là không cách nào có thể dùng Tôn Mỹ Hinh lập tức tỉnh táo lại. Ngoại thái công. Vừa rồi ta sử dụng thất tinh hồi mệnh châm chỉ giúp tiểu di sơ thông hai điều huyết quản, hiện tại tiểu di trong đầu còn có hơn huyết quản như cũ ở vào nghiêm trọng bế tắc trạng thái, xem ra trong khoảng thời gian ngắn tiểu di thì không cách nào thanh tỉnh. Diệp Thần Phong đúng Tôn Bác Dịch nói rằng. Tôn Bác Dịch vội vàng hỏi, Thần Phong, lẽ nào ngươi không thể đủ nhiều sử dụng vài lần thất tinh hồi mệnh châm sao? Như vậy không là có thể tại vài lần ghim kim sau. Tướng sở hữu Mỹ Hinh trong đầu bế tắc huyết quản sơ thông sao? Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, thất tinh hồi mệnh châm đệ nhất thứ dùng hiệu quả là tốt nhất, nếu như lần thứ hai sử dụng nữa, hiệu quả tựu không lớn, bất quá, ta có thể mỗi ngày băng tiểu di trị liệu một lần, dùng ta phỏng chừng tối đa trong vòng nửa năm tiểu di là có thể đã tỉnh lại, cho nên mọi người không cần phải lo lắng. Xem ra chúng ta quỷ y môn thất tinh hồi mệnh châm cũng không phải vạn năng a. Tiên sinh, ngài tướng thất tinh hồi mệnh châm phát huy đến cảnh giới như thế, lại vẫn không thể đủ tướng Mỹ Hinh cứu tỉnh. Đường Bá Thăng tiếc nuối nói, hắn nói với Diệp Thần Phong lời nói giọng nói là càng tới càng cung kính, căn cứ ngắn như vậy ngắn một đoạn thời gian, hắn đã có thể khẳng định Diệp Thần Phong y thuật tại trên hắn, đồng thời Diệp Thần Phong thực lực cũng muốn cao hơn hắn không ít, cho nên, giờ khắc này ở trong mắt hắn, hắn đã đem Diệp Thần Phong cho rằng là tiền bối đối đãi. Đúng, tiên sinh. Nếu như người nghĩ lập tức cứu tỉnh Mỹ Hinh, ta chỗ này đảo còn là có một biện pháp, sẽ nhìn tiên sinh có không có cái cơ duyên này. Đường Bá Thăng đột nhiên nghĩ đến một việc. Có biện pháp nào, người trái lại nói cho ta nghe một chút đi nhìn. Diệp Thần Phong đương nhiên cũng là muốn mau sớm cứu tỉnh hắn tiểu di Tôn Mỹ Hinh. Tiên sinh, biện pháp là như vậy. Đường Bá Thăng bắt đầu kiên nhẫn hướng Diệp Thần Phong giải thích lên. Đang nghe hoàn Đường Bá Thăng tự thuật sau. Diệp Thần Phong biết đối phương khẩu trung biện pháp, nguyên lai tại quỷ y môn còn có một bộ tên là quỷ vương thập tam châm châm pháp,
Bộ này châm pháp quỷ y môn từ trước đến nay là đúng mọi người công khai. Có người nói quỷ y môn trước một đời lại trước một đời trưởng môn lập được một cái quy củ. Nếu như tại cổ võ giới chung ai có thể đủ hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm, như vậy toàn bộ quỷ y môn chợt nghe từ người kia điều khiển. Từ trước đây đến hiện tại, tại cổ võ giới chung còn không có bất cứ người nào có thể hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm, bất quá, tất cả mọi người suy đoán cái này quỷ vương thập tam châm nên là một loại đặc biệt lợi hại châm pháp, thậm chí có khởi tử hồi sinh công hiệu cũng nói không nhất định, đáng tiếc như thế một phần bí bảo, không có bất cứ người nào có thể rình bí mật trong đó. Tiên sinh, quỷ vương thập tam châm nguyên thủy châm phổ, vẫn luôn là do ta tại bảo quản, ngày hôm nay ta cũng mang tại trên người. Cũng không biết tiên sinh có nguyện ý hay không thử một lần. Đường Bá Thăng từ trong lòng ngực mặt lấy ra một cái hình chữ nhật kim trúc hộp. Bị dọa đến tè ra quần Vương Ngạn Đông nghe được sư phụ của mình nhắc tới quỷ vương thập tam châm, trên mặt hắn lập tức lộ ra một vòng không dễ phát giác dáng tươi cười. Hắn hiện tại thế nhưng tướng Diệp Thần Phong hận thấu xương, Diệp Thần Phong vậy mà nhượng hắn trước mặt mọi người tè ra quần, nhượng mặt mũi của hắn mất hết. Đây quả thực là một cái nhượng hắn không có cách gì dễ dàng tha thứ sự tình, lập tức nói rằng y thuật của ngươi không phải rất cao siêu sao. Như vậy ngươi nhất định có thể sử xuất quỷ vương thập tam châm đi. Đừng nói cho ta, ngươi căn bản không sử ra được. Ngươi không cho là mình quá phiền sao? Cả ngày tượng chỉ ong ong la hoảng con ruồi, con người của ta có thể nói có phách con ruồi chết thói quen, cho nên ngươi hay nhất không cần trở lại phiền ta. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai nói rằng, tiên sinh, bất quá, nhắc nhở ngươi một điểm, nếu như ngươi dự định hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm, như vậy ta phải muốn nói cho ngươi, đã từng xem qua quỷ vương thập tam châm người, có một phần lớn người biến thành ngươi ngu ngốc, còn có một chút người hai mắt trực tiếp mù rơi, ta trước đây cũng xem qua quỷ vương thập tam châm châm phổ, hình như châm này phổ hội đem người mang vào nào đó ảo giác ở giữa đi. Đường Bá Thăng hảo tâm nhắc nhở. Nguyên bản Diệp Thần Phong thật đúng là đúng cái này quỷ vương thập tam châm không có hứng thú gì, đang nghe Đường Bá Thăng lời nói này sau, hắn đột nhiên tự hứng thú, trực giác của hắn tự nói với mình, cái này quỷ vương thập tam châm châm phổ bên trong khẳng định ẩn núp bí mật gì. Lại nói, Đường Bá Thăng trước đây không phải cũng xem qua châm phổ sao? Bây giờ không phải là làm theo không có việc gì, Diệp Thần Phong đảo không tin cái này tà. Hắn dự định nhìn một cái này quỷ vương thập tam châm trung ẩn chứa huyền cơ gì. Chương 668, ảo cảnh gặp nạn. Tốt, ta sẽ tới nhìn một cái này quỷ vương thập tam châm châm phổ. Diệp Thần Phong đúng Đường Bá Thăng nói rằng. Nguyên bản Vương Ngạn Đông cho rằng Diệp Thần Phong đang nghe sư phụ hắn Đường Bá Thăng lời nói này sau, nhất định là không có dũng khí nhìn nữa quỷ vương thập tam châm châm phổ, có thể lúc này hắn vậy mà nghe được Diệp Thần Phong nói muốn nhìn. Tuy rằng Vương Ngạn Đông là hận không thể lập tức sát Diệp Thần Phong, thế nhưng hắn không phải không thừa nhận Diệp Thần Phong y thuật đặc biệt cao siêu, có thể hắn là thấy tận mắt quỷ vương thập tam châm châm phổ đáng sợ, cho nên hắn thấy Diệp Thần Phong cho dù y thuật cùng thực lực toàn bộ cường hãn, nhìn cái này quỷ vương thập tam châm sau, bất biến thành một người ngu ngốc, cũng sẽ biến thành một cái người mù, tuyệt đối không thể tham ngộ thấu được quỷ vương thập tam châm châm phổ. Kết quả là, nguyên vốn chuẩn bị đi đổi quần Vương Ngạn Đông. Hắn không để ý đúng quần trong ẩm ướt, hắn chuẩn bị lưu lại thưởng thức Diệp Thần Phong thê thảm kết cục. Thần Phong, đây cũng không phải là hồ đồ, quỷ vương thập tam châm châm phổ rất tà môn, dù sao ngươi cũng có nắm chắc tối đa trong vòng nửa năm cứu tỉnh Mỹ Hinh, ngươi không cần thiết đi hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm châm phổ. Tôn Bác Dịch vội vàng nói, hắn hiện tại thế nhưng đưa cái này tặng ngoại tôn cho rằng là bảo bối ngật đáp, hắn tuyệt đối không cho phép Diệp Thần Phong có nửa điểm sai lầm. Vừa nghe nói nhìn cái châm phổ sẽ cho người biến thành người mù, thậm chí là ngu ngốc, Tôn Mỹ Cầm làm mẫu thân của Diệp Thần Phong, nàng thế nào có thể nhìn đến con trai của mình đi bốc lên to lớn như vậy nguy hiểm. Lập tức đi lên trước, lôi kéo Diệp Thần Phong cánh tay, nói rằng, Thần Phong, mụ không cho phép ngươi mạo hiểm, ngươi ngoại thái công nói không sai, nếu ngươi có thể trong vòng nửa năm cứu ngươi tỉnh Tiểu Di, như vậy ngươi tự căn bản không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Diệp Thần Phong khóe miệng xẹt qua một vòng nhu hòa dáng tươi cười, nói rằng, mụ. Ngươi yên tâm đi, không chính là nhìn cái châm phổ sao. Ta tuyệt đối không có việc gì. Diệp Thần Phong có loại dục vọng mãnh liệt muốn biết quỷ vương thập tam châm châm phổ trong ẩn núp bí mật. Hay là bên trong bí mật đối với hắn để thăng thực lực chỗ hữu dụng cũng nói không nhất định,
bây giờ hắn biết cổ võ giới trung tại thiên giai chi thượng, còn có tiên thiên cảnh, phá thiên cảnh cùng nguyên thiên cảnh, dùng thực lực của hắn bây giờ giống như là tiên thiên cảnh trung kỳ, cho nên hắn cho rằng mạo hiểm nhìn một cái quỷ vương thập tam châm châm phổ tuyệt đối là đáng giá, huống hồ hắn vẫn cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ lắm. Diệp Thần Phong trực tiếp từ đường bá thăng trong tay, tướng gửi châm phổ hình chữ nhật hộp lấy vào tay trong, đúng mọi người nói, các ngươi không cần lại khuyên ta. Châm này phổ ngày hôm nay ta nhất định muốn xem một chút, cho dù ngày hôm nay các ngươi ngăn cản ta, sau đó ta chẳng lẽ không có thể đi quỷ y môn nhìn sao? Lại nói, tin tưởng ta nhất định hội không có chuyện gì. Người ở chỗ này nhìn đến Diệp Thần Phong quyết tâm sau đó, một đám đình chỉ khuyên can, ngay cả Tôn Mỹ Cầm cũng bị Diệp Đông Hoa cấp kéo lại. Diệp Đông Hoa thấy được Diệp Thần Phong mặt thượng chăm chú không gì sánh được biểu tình, tại Tôn Mỹ Cầm bên tai, nói rằng, Mỹ Cầm, con trai của chúng ta là thật lớn lên, có chút sự tình cũng có thể nhượng hắn đi bản thân quyết định, Thần Phong có thể từ một cái hoàn khố đệ tử biến thành ngày hôm nay cái này lần dáng dấp. Lẽ nào chúng ta làm phụ mẫu không nên tin tưởng con trai của mình sao? Nguyên vốn chuẩn bị bất kể như thế nào đều muốn cướp đi Diệp Thần Phong trong tay hộp Tôn Mỹ Cầm. Nàng đang nghe Diệp Đông Hoa lời nói này sau đó, nàng chậm chậm yên tĩnh lại, chỉ là mặt thượng vẫn như cũ là hiện đầy vẻ lo âu. Xem ra ta cái này tầng ngoại tôn không phải cái bất việc chủ a. Dương An, đợi một lát nếu như nhìn đến Thần Phong có chút nào không thích hợp. Chúng ta phải muốn lập tức ngăn lại, Tôn Bác Dịch nghiêm túc nói. Ba, ngài yên tâm đi, nếu như đợi một lát có thay đổi gì, ta sẽ tại trước tiên ngăn lại. Tôn Dương An bảo đảm nói. Tôn Hằng Phi nhìn Diệp Thần Phong cầm trong tay gửi châm phổ hộp, cảm thán nói rằng, hiện tại ta đúng cái này huynh đệ kính ngưỡng tình có thể nói là một cái kình tăng vọt, phải biết rằng cái này quỷ vương thập tam châm châm phổ, theo chúng ta quả thực là ma quỷ châm phổ, tại nhiều người xem qua châm phổ đã xảy ra chuyện sau đó, bây giờ có ai còn dám nhìn nữa châm này phổ. Ta cuối cùng cảm giác Diệp Thần Phong có thể hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm. Bởi vì ngày hôm nay ta tại trên người hắn nhìn đến nhiều lắm chuyện bất khả tư nghị. Tôn Hiểu Lệ hai con người có chút mong đợi nhìn Diệp Thần Phong, cổ họng trong thấp giọng lẩm bẩm. Tại Diệp Thần Phong quyết định muốn nhìn quỷ vương thập tam châm châm phổ sau đó, Đường Bá Thăng còn nói thêm, tiên sinh, hy vọng ngươi có thể hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm, như vậy sau đó chúng ta quỷ y môn tự tùy ý ngài sai phái. Đứng tại Đường Bá Thăng bên cạnh Vương Ngạn Đông, khóe miệng lộ ra một vòng không dễ phát giác âm ngoan dáng tươi cười, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử, ta chờ nhìn ngươi thế nào biến thành một người ngu ngốc. Dám để cho ta Vương Ngạn Đông thể diện mất hết, cái này sẽ là của ngươi kết cục. Diệp Thần Phong cũng không biết Vương Ngạn Đông ý nghĩ trong lòng, lúc này, sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung vào trong tay kim trúc trên cái hộp, Diệp Thần Phong chậm chậm tướng kim trúc hộp mở ra, phát bên trong còn có cái khác tiểu số một kim trúc hộp. Diệp Thần Phong thận trọng tướng tiểu số một hộp đem ra, nếu đã quyết định muốn nhìn quỷ vương thập tam châm, như vậy hắn cũng không sao tốt do dự cũng không là cường giả nên có tâm tình. Diệp Thần Phong âm thầm hít sâu một hơi, trực tiếp tướng tiểu số một hộp mở ra, nhìn đến bên trong tồn phóng một khối màu xám nắng vải vóc, cũng không biết là dùng tài liệu gì chế thành, bất quá, từ bên ngoài thượng khán khối này vải vóc đã đặc biệt rất xưa. Diệp Thần Phong tướng khối kia màu xám nắng vải vóc từ hộp trong đem ra, chậm chậm đặt ở lòng bàn tay thượng than khai tới, màu xám nắng vải vóc là một khối hình vuông hình dạng, mặt trên có rất nhiều địa phương đều nhiễm máu tươi, nên là máu tươi, nhưng mà, thời gian dài như vậy xuống, máu tươi đã biến thành hắc sắc dơ bẩn. Ngoại trừ máu tươi bên ngoài, hình vuông vải vóc thượng còn rậm rạp chằng chịt ghi lại rất nhiều đặc chủng ký hiệu chữ nhật tự, Diệp Thần Phong liền một chữ cũng xem không hiểu. Giữa lúc hắn cảm thấy cái này quỷ vương thập tam châm châm phổ quá lãng được hư danh thời gian, hắn phát hiện mình nhìn hình vuông vải vóc thượng văn tự cùng ký hiệu, trong đầu chậm chậm bắt đầu có loại mê muội cảm giác. Diệp Thần Phong nhìn không được nhắm mắt lại lắc lắc đầu, đằng hắn mở mắt lần nữa thời gian, hắn phát hiện cảnh tượng trước mắt cũng thay đổi, hắn biết bản thân nhất định là bị mang vào nào đó ảo giác ở giữa. Nhưng này ảo giác có phần quá giống như thật một ít đi. Diệp Thần Phong trong lỗ mũi không ngừng xông vào những người phát nôn mùi máu tươi, tại hắn dưới bàn chân, trước mặt của hắn là vô số cổ thi thể, trên mặt đất thật là máu chảy thành sông. Diệp Thần Phong nhìn đến cách đó không xa địa phương có một tòa âm khí tùm vật kiến trúc, tại tòa vật kiến trúc ngay phía trên có một khối đen như mực bảng hiệu,
mặt trên viết ba cái màu máu đỏ đại tự Quỷ Vương Tông. Diệp Thần Phong đối mặt cái này thây phơi khắp nơi tràng cảnh, hắn thật sâu hộc ra một hơi thở, tận lực có thể dùng bản thân tính táo một chút, đồng thời không ngừng nhắc nhở trước mắt mình đây hết thảy chỉ là ảo giác mà thôi. Mà giữa lúc Diệp Thần Phong nghĩ phải như thế nào thoát ly loại ảo giác này thời gian, trên mặt đất từng cổ một thi thể vậy mà không có dấu hiệu nào đứng lên, có thi thể không có bên đầu, có thi thể ruột đều từ trong bụng chảy ra, có thi thể thịt trên người cũng không có. Cái này số dùng vạn kế thi thể trên người tản ra tuyệt đối nhượng người khó có thể chịu được mùi hôi, một đám dương nanh múa vuốt hướng Diệp Thần Phong không ngừng công kích. Diệp Thần Phong nơi nào sẽ nghĩ đến có như thế một ra? Hắn cảm giác mình đề thăng không khởi thể nội linh hồn lực tới, hắn suy đoán có lẽ là tại ảo cảnh chung nguyên nhân, nhưng này ảo cảnh cũng quá giống như thật đi. Này mùi hôi thi thể công kích đến Diệp Thần Phong trên người, hắn có thể cảm thụ được đặc biệt chân thật đau đớn. Thây phơi khắp nơi, huyết lưu vạn lý. Trên đỉnh đầu bầu trời lại là đen kịt một phiến, nếu như là định lực thiếu một chút người, tại đột nhiên gian gặp phải loại chuyện này, nhất định là sẽ trực tiếp phát điên. Đã như vậy, muốn chiến liền chiến. Tại không biết làm sao thoát ly cái này loại ảo cảnh thời gian, đối với Diệp Thần Phong mà nói cũng chỉ có biện pháp này. Tuy rằng Diệp Thần Phong không thể đủ sử dụng linh hồn lực, thế nhưng hắn còn hữu lực lượng, từng quyền, một cước công kích tới những. Này mùi hôi thi thể, mặc cho thối hoác máu tươi tiên đầy toàn thân của hắn. Theo Diệp Thần Phong tướng những, này mùi hôi thi thể một đập nát. Hắn phát hiện mình thân thể trong là chiến ý dâng trào, hắn có loại liếc nhìn thiên hạ cảm giác, tướng hai cỗ hủ thi đầu tương hỗ đụng vào nhau bạo liệt, máu tươi dính đầy gò má của hắn sau, hắn ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, a. Gầm lên giận dữ hoàn tất sau đó, trước mặt nguyên bản số dùng vạn kế hủ thi, một lần nữa toàn bộ nằm tại trên mặt đất, mà có một đoàn hắc sắc thể khí xông vào Diệp Thần Phong thân thể trong, Diệp Thần Phong trong đầu cũng xuất hiện năm cái đại tự Quỷ Vương thập tam châm. Tiếp theo, Quỷ Vương thập tam châm châm phổ tại Diệp Thần Phong trong đầu bắt đầu diễn luyện. Chương 669, chỉ mảnh treo chuông thời khắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong tiến nhập ảo cảnh trạng thái đã có 15 phút. Tôn Mỹ Hinh trong phòng là một phiến an tĩnh, ở đây ánh mắt mọi người toàn bộ dừng lại đang nhắm mắt Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong mặt thượng khi thì lộ ra thần sắc thống khổ. Khi thì lại lộ ra thần sắc kinh khủng, khi thì lại lộ ra thần sắc kiên định. Các loại biểu tình tại Diệp Thần Phong mặt thượng không ngừng biến đổi, cuối cùng hóa thành một cổ cuồn cuộn ngất trời khí thế, từ trên người của hắn trong giây lát bộc phát ra, ở trong phòng đưa tới một cổ sóng to gió lớn. Phanh, 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 phanh. Đã bị cái này cổ khí thế ảnh hưởng, trong phòng bàn cùng cái ghế toàn bộ bạo liệt ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều không có cách gì tới gần Diệp Thần Phong, bọn họ đều chịu không nổi Diệp Thần Phong trên người cái này cổ hình như là khí thế bế nghĩa thiên hạ, bọn họ tại mỗ trong nháy mắt, có như vậy một loại cảm giác, bọn họ dường như cảm thấy mình ở Diệp Thần Phong trước mặt chính là một con kiến, mà Diệp Thần Phong chính là một người cao lớn không gì sánh được cự nhân, có thể dùng bọn họ tâm linh không ngừng run rẩy lật. Bá Thăng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôn Bác Dịch sắc mặt khó coi hỏi Đường Bá Thăng, hiện tại bọn họ nghĩ phải kịp thời ngăn cản Diệp Thần Phong cũng không làm được, bởi vì bọn họ căn bản không có cách gì tới gần Diệp Thần Phong. Đường Bá Thăng mặt thượng lộ ra cực vì thần sắc hưng phấn, nói rằng, Tôn tiền bối, tượng tình huống như vậy từ trước không có phát sinh qua, nếu như ta đoán không lầm lời nói, hay là ngài tằng ngoại tôn hiểu thấu đáo cái này Quỷ Vương thập tam châm bên trong huyền bí, chúng ta Quỷ Y Môn chờ đợi ngày này đã chờ thật là lâu. Tôn gia mọi người nghe được Đường Bá Thăng lời nói sau, bọn họ tài thoáng an tâm một điểm. Duy chỉ có Vương Ngạn Đông sắc mặt hình như là ăn đại tiện giống nhau, nếu như Diệp Thần Phong thật hiểu thấu đáo Quỷ Vương thập tam châm. Cái này đối với hắn mà nói có thể không là một chuyện tốt tình, nói cách khác Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo Quỷ Vương thập tam châm sau, toàn bộ Quỷ Y Môn đều muốn vô điều kiện nghe Diệp Thần Phong sai phái, như vậy hắn Vương Ngạn Đông cũng không là trở thành Diệp Thần Phong chính là thủ hạ sao. Điều này làm cho hắn hàm răng cắn là chi lạc rung động. Ở vào trong ảo cảnh Diệp Thần Phong, hắn đối với tình huống của ngoại giới là hết thảy không biết, Quỷ Vương thập tam châm châm pháp tại trong óc của hắn không ngừng diễn luyện, không ngừng diễn luyện.
thẳng đến toàn bộ quỷ vương thập tam châm châm phổ hình như sáp nhập vào Diệp Thần Phong thân thể trong, hắn mới đột nhiên gian mở ra hai con ngươi. Nhìn trên mặt đất từng cổ một hủ thi, hắn phát hiện mình vẫn như cũ là không có thoát ly ra ảo cảnh. Đây là có chuyện gì? Ta hiện tại nên tướng quỷ vương thập tam châm học xong, vì sao vẫn chưa ra khỏi thạch lâm trong ảo cảnh? Diệp Thần Phong cau mày, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Diệp Thần Phong đột nhiên nhớ tới vừa rồi có một đoàn hắc sắc thể khí xông vào trong thân thể của hắn, khi hắn chuẩn bị tra xét một chút thời gian, cả người thân thể bỗng nhiên thẳng được thẳng tắp, hình như biến thành một cương thi thông thường. Thân thể muốn hơi cong động một cái đều làm không đến. Tiếp theo, Diệp Thần Phong dạ dày bên trong bốc lên khó chịu, có loại nghĩ cảm giác muốn nôn mửa, hắn một đôi mắt biến được càng ngày càng đen, thẳng đến hai con ngươi hoàn toàn biến thành đen thui sắc. Diệp Thần Phong trên người cũng đột nhiên gian biến được sát khí đằng đằng. Một cổ hắc sắc thể khí lượn lờ toàn thân của hắn, kèm theo hắc sắc thể khí càng nồng nặc, liền Diệp Thần Phong mặt thượng biểu tình cũng biến thành âm khí tùm, hình như Diệp Thần Phong đột nhiên biến thành một người khác dường như. Phốc, 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 cổ họng ngòn ngọt, ba khẩu nước sơn máu đen, từ Diệp Thần Phong trong miệng phun đi ra, lúc này. Diệp Thần Phong trong đầu bị đẫm máu lấp đầy. Hắn có loại muốn nhiễm máu tươi cảm giác mãnh liệt, loại cảm giác này tại tướng lý trí của hắn từng điểm nuốt hết. Nhưng mà, tại ở vào ảo cảnh chung Diệp Thần Phong thổ huyết thời gian, trong phòng mọi người đồng dạng nhìn đến nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, trong miệng đột nhiên phun ra ba khẩu máu tươi. Trong phòng mọi người còn nhìn đã có hắc sắc thể khí không ngừng từ Diệp Thần Phong trong da thẩm thấu đi ra, từng bước phúc đắp lên Diệp Thần Phong mỗi một tấc da thịt. Sát khí từ Diệp Thần Phong trên người phóng lên cao. Trong phòng bị Diệp Thần Phong trên người phát ra sát khí cấp tràn ngập đầy, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống, những người ở chỗ này cảm giác dường như đi tới địa ngục thông thường, trong lòng có loại không hiểu kinh hoàng, cổ sát khí kia dường như có thể tướng người sợ hãi vô hạn phóng đại. Vương Ngạn Đông khi nhìn đến nhắm mắt lại Diệp Thần Phong miệng phun máu tươi, rồi đến Diệp Thần Phong trên người cái này loại cực độ quỷ dị sau khi biến hóa. Khóe miệng của hắn lần thứ hai lộ ra dáng tươi cười, trong lòng thầm nghĩ, muốn hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm, ngươi cho là mình người nào. Lần này ta xem ngươi nhất định phải biến thành ngu ngốc. Bá thăng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải mới vừa nói thần phong hay là hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm sao? Cái dạng này tượng là hiểu thấu đáo sao? Tôn Bác Dịch vội vàng mở miệng hỏi. Đường Bá thăng trong lòng cũng sốt ruột, cay đắng lắc đầu. Nói rằng, tôn tiền bối, ta cũng không biết đây rốt cuộc là thế nào một hồi sự tình. Không được, ta tuyệt đối không thể đủ nhượng nhi tử của ta có vấn đề, ta tuyệt đối không thể đủ nhượng nhi tử của ta có vấn đề. Tôn Mỹ Cầm khi nhìn đến Diệp Thần Phong miệng phun máu tươi sau đó, tâm tình của nàng là hoàn toàn thất khống, thế nhưng bất kể như thế nào nỗ lực, hắn cũng căn bản không có cách gì tới gần Diệp Thần Phong. Dương An, chúng ta phải muốn lập tức ngăn lại Thần Phong. Nhượng Thần Phong từ trong ảo giác tỉnh táo lại, nếu không thật không biết Thần Phong sẽ biến thành hình dáng ra sao. Tôn Bác Dịch quyết định thật nhanh nói rằng. Tôn tiền bối, ta cũng tới giúp ngươi môn. Đường Bá Thăng trong lòng có chút áy náy nói rằng, dù sao cái này quỷ vương thập tam châm châm phổ là hắn cầm đi ra. Ở đây người có thực lực, ngoại trừ Vương Ngạn Đông trốn ở một bên ở ngoài, cái khác người sôi nổi để thăng khởi thể nội chân kình chi lực, từng bước hướng Diệp Thần Phong tới gần. Chuẩn bị tập hợp tất cả mọi người lực lượng, nhìn có thể không thể đủ tướng Diệp Thần Phong tỉnh lại. Nhưng mà, tại cái này thời gian, nhắm mắt lại Diệp Thần Phong, thân thể trong giây lát một cái run run, từ trên người hắn phát ra sát khí càng nồng nặc, những sát khí này xông vào ở đây tất cả mọi người thân thể trong, ngoại trừ trốn ở một bên Vương Ngạn Đông, hắn khi nhìn đến tình huống không ổn sau đó, thân thể lập tức trốn được trong phòng một cái ngăn tủ đằng sau. Hắn cái này mới không có bị sát khí xâm lấn thể nội. Hắc sắc sát khí tại xông vào Tôn Bác Dịch đám người thân thể sau, bọn họ tức khắc cảm giác toàn thân liền một điểm lực lượng cũng không sử ra được, cả người chỉ có thể mềm nhũn ngồi trên mặt đất thượng. Thân ở trong ảo cảnh Diệp Thần Phong, lý trí không ngừng bị nuốt hết, may mà Diệp Thần Phong tâm tính đủ kiên định, hắn chăm chú cắn môi, nhẹ nhẹ máu tươi từ trên bờ môi của hắn tràn ra tới, bàn tay chăm chú nắm thành quyền đầu. Móng tay toàn bộ rơi vào bàn tay chi chung, hắn nỗ lực dùng đau đớn để duy trì bình tĩnh. Không được, tuyệt đối không được, ta không thể đủ tiếp tục như vậy nữa.
Diệp Thần Phong tại trong lòng kiên định thầm nghĩ. Diệp Thần Phong đột nhiên tê tâm liệt phế nộ giống lên, còn con này ảo cảnh toán cái gì? Ta Diệp Thần Phong liền Thiên Vương lão tử còn không sợ, ta còn có thể sợ cái gì? Cái này thiên muốn cùng ta chiến, ta liền đánh vỡ cái này thiên, cái này địa muốn cùng ta chiến, ta liền đánh nứt ra cái này địa. Diệp Thần Phong chán nổi gân xanh khởi, trải qua hắn cái này lần khí thế ngập trời giống giật, nguyên bản đen kịt trên bầu trời, chiếu xuống tới một chú ánh dương quang, vừa vặn bao phủ tại trên người của hắn. Diệp Thần Phong trên người hắc sắc thể khí đang chậm rãi lùi về thể nội, ánh mắt hắn trung hắc sắc cũng đang chậm rãi trở thành nhạt, bị dần dần nuốt hết lý trí lần nữa phóng thích ra ngoài. Tại ảo cảnh trung Diệp Thần Phong sản sinh biến hóa thời gian, trong phòng nhắm mắt lại Diệp Thần Phong cũng sản sinh biến hóa, trong phòng sát khí tại từng bước trở lại Diệp Thần Phong thể nội, Diệp Thần Phong mặt thượng biểu tình cũng biến thành khá. Trốn tại ngăn tủ đằng sau Vương Ngạn Đông, khi hắn nhìn đến Diệp Thần Phong cái này lần biến hóa sau đó, trong đầu hắn nhô ra một đáp án, lẽ nào tiểu tử này thật hiểu thấu đáo Quỷ Vương thập tam châm. Hắn muốn từ trong ảo giác tỉnh táo lại. Ta tuyệt đối không thể đủ nhường tiểu tử này tỉnh táo lại, thừa dịp hiện tại ta xong rồi giòn một chưởng đánh chết hắn, đến lúc đó ta cũng có thể từ chối, ta cho là tiểu tử này thất khống, khi đó người cũng đã chết, bọn họ có thể làm gì ta. Nghĩ ở trong lòng đến biện pháp này sau, Vương Ngạn Đông trong cơ thể lập tức đề thăng khởi chân kình chi lực, nhanh chóng từ ngăn tủ đằng sau chui ra, hướng Diệp Thần Phong nhanh chóng vọt tới, một chưởng hướng Diệp Thần Phong thiên linh cái vỗ xuống. Người ở chỗ này bởi còn không có khôi phục năng lực hành động, đột nhiên gian nhìn đến Vương Ngạn Đông hành vi, bọn họ muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Không cần, không nên thương tổn con ta, Tôn Mỹ cầm gầm hét lên. Đường Bá Thăng, cái này sẽ là của ngươi đồ đệ sao? Nếu như ta Tằng ngoại tôn có nửa điểm sai lầm, cho dù tới cái cá chết lưới rách, chúng ta Trấn Thiên Môn cũng phải cùng các ngươi Quỷ Y Môn đấu đến cùng. Ngắn ngủi này thời gian, Diệp Thần Phong cái này Tằng ngoại tôn tại Tôn Bác Dịch trong lòng đã chiếm vô cùng trọng yếu địa vị. Thảo, cái này Quy cháu trai, hắn quá đê tiện vô sỉ. Tôn Hằng Phi cực độ khó chịu quát dẹp đường. Nếu là Diệp Thần Phong thiếu một sợi tóc, ta tuyệt đối sẽ thân thủ sát Vương Ngạn Đông. Tôn Hiểu Lệ tức giận sắc mặt đỏ lên không gì sánh được, tại trong lòng nàng đã nhận đồng Diệp Thần Phong cái này đệ đệ, thậm chí bởi vì Diệp Thần Phong các loại biểu hiện, nàng mơ hồ có chút sùng bái Diệp Thần Phong. Tại cái này chỉ mảnh treo chuông chi tế, mắt nhìn mình bàn tay cách Diệp Thần Phong thiên linh cái càng ngày càng gần, Vương Ngạn Đông không để ý đến người chung quanh ngôn ngữ, khóe miệng dáng tươi cười càng thịnh vượng. Chương 670, Bi Thúc Tiểu Nhân Vật. Tại tất cả mọi người đều cho rằng Vương Ngạn Đông một trưởng nhất định là muốn đánh vào Diệp Thần Phong trên thiên linh cái thời gian, nhắm mắt lại Diệp Thần Phong không có dấu hiệu nào đảo tại trên mặt đất, có thể dùng Vương Ngạn Đông một trưởng này là hoàn toàn huy không. Vương Ngạn Đông chợt một trưởng không có phách toái Diệp Thần Phong thiên linh cái, nhìn thân thể nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Diệp Thần Phong, nguyên bản bao trùm tại Diệp Thần Phong trên da hắc sắc thể khí tại càng ngày càng ít, Vương Ngạn Đông biết Diệp Thần Phong nên lập tức sẽ tỉnh táo lại. Hắn phải muốn nắm chặt thời gian. Ngạn Đông, ngươi lập tức dừng tay cho ta, ngươi có biết hay không bản thân đang làm cái gì? Đường Bá Thăng thở phì phò phẫn nộ quát. Vương Ngạn Đông vẻ mặt chính trực nói rằng, sư phụ, ta xem tiểu tử này đặc biệt cổ quái, nếu như không nhân cơ hội này giải quyết rồi hắn, chỉ sợ hắn hội trở thành một đại phiền toái, cho nên cho dù sư phụ ngươi muốn trách cứ ta, ngày hôm nay Ngạn Đông cũng muốn tướng tiểu tử này đưa lên Tây Thiên đi. Nói xong, Vương Ngạn Đông thân thể ngồi chồm hổm xuống, tướng tay phải bàn tay vi khẽ nâng lên, cười lạnh nói, lúc này ta khẳng định hội một lần giải quyết ngươi, sẽ không để cho ngươi cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Đương Vương Ngạn Đông chuẩn bị lần thứ hai huy trưởng thời gian, nguyên bản nhắm mắt lại, thân thể nằm thẳng dưới đất Diệp Thần Phong, thân thể trực đính đính chợt ngồi dậy, bởi Vương Ngạn Đông tự ngồi xổm Diệp Thần Phong trước mặt, Diệp Thần Phong đột nhiên như vậy gian ngồi dậy. Thân thể hắn trực tiếp đánh vào Vương Ngạn Đông thân thể chi thượng. Phanh, một tiếng. Vương Ngạn Đông cả người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trong phòng trên vách tường. Thật sự là Diệp Thần Phong thân thể quá cứng ngắc, dường như tựu như cùng bàn thạch thông thường. Vương Ngạn Đông thân thể căn bản chịu không nổi đụng như vậy. Bị đụng bay đến trên vách tường Vương Ngạn Đông, hắn cảm giác ngực khó chịu đau đớn. Một đôi trong con ngươi tràn đầy âm ngoan chi sắc. Ánh mắt nhìn chăm chú vào ngồi trên mặt đất thượng,
hai mắt chăm chú nhắm, thân thể vẫn không nhúc nhích Diệp Thần Phong. Cái này hai lần bất ngờ nhượng Vương Ngạn Đông buồn bực có loại thổ huyết xung động, Diệp Thần Phong hiện nay rõ ràng thị sử cho không cảm giác trạng thái, hắn đường đường một gã thiên giai cao thủ, lẽ nào liền như thế một người cũng không giải quyết được sao? Nếu Vương Ngạn Đông đã bước ra bước thứ nhất, như vậy hiện tại không có thu tay lại đạo lý. Nhu Nhu đau đớn không gì sánh được ngực, Vương Ngạn Đông lần thứ hai hướng Diệp Thần Phong đi tới, lúc này hắn không có lựa chọn ngồi xổm xuống, hắn nâng lên chân phải, chuẩn bị một cước đá bể Diệp Thần Phong đầu. Trong không khí chân phong trận trận, đường Vương Ngạn Đông đùi phải cách Diệp Thần Phong đầu càng ngày càng gần thời gian, bao trùm tại Diệp Thần Phong trên da thể chữ đậm nét thể khí toàn bộ thu rút vào bên trong thân thể của hắn, hắn nhắm mắt lại. Cổ họng trong phát sinh một tiếng sảng khoái thanh âm, hắn tự ảo cảnh từ hoàn toàn thức tỉnh qua đây. Bất quá, Diệp Thần Phong vừa tỉnh lại, hắn còn không có cảm giác được nguy hiểm, thân thể từ dưới đất đứng lên, thể nội linh hồn lực nghẹn được quá khó tiếp thu rồi. Cực phi thoải mái vươn người một cái, song trưởng tại mở rộng đi ra ngoài thời gian, bàn tay trực tiếp đánh vào Vương Ngạn Đông ngực, phải biết rằng cái này nhất cá lại yêu là Diệp Thần Phong tại thả ra thể nội nín linh hồn lực. Kết quả là, Vương Ngạn Đông một lần nữa bi thúc. Chân phải còn không có đá phải Diệp Thần Phong đầu, đã bị đột nhiên từ dưới đất đứng lên Diệp Thần Phong nhất cá lại yêu đánh bay đi ra ngoài. Tốt xảo bất xảo, bởi vừa rồi Diệp Thần Phong khí thế trên người, trong phòng rất nhiều bầy biện đều lăng loạn, nguyên bản một bả dựng đứng trường thương tạo thành một cái 45 độ sừng nghiêng, bị phách bay ra ngoài Vương Ngạn Đông, hắn hoa cúc vừa vặn đúng đầu thương, tư lạc. Một tiếng. Cả đem trường thương từ Vương Ngạn Đông hoa cúc trong dưới vào tiến nhập, nhượng Vương Ngạn Đông nếm được bạo cúc hoa tư vị. Trường thương từ Vương Ngạn Đông mông trực tiếp đâm vào hắn dạ dày bên trong, mắt của hắn sừng là hoàn toàn đã ươn ướt, làm nửa ngày hắn liền một cái không cảm giác người đều không giải quyết được, với lại hắn tại trước khi chết còn thưởng thức được chân chính hoa cúc tàn. Vương Ngạn Đông hai mắt khẽ đảo, cả người đoạn qua khí đi. Từ dưới đất đứng lên duỗi người Diệp Thần Phong. Hắn cảm giác mình bàn tay hình như phát đến thập đồ đạc. Mở mắt, đập vào mi mắt rõ ràng là Vương Ngạn Đông bị một cây trường thương bạo cúc hoa hình ảnh, bĩu môi mong chờ nói rằng cái này người là chuyện gì xảy ra. Hắn để làm chi đem trường thương thống tiến bản thân mông trong. Ở đây cái khác người nhìn đến từ Vương Ngạn Đông đệ nhất thứ huy trưởng công kích, đến cuối cùng dùng như vậy phương thức tử vong, với lại Vương Ngạn Đông toàn bộ công kích quá trình có phần cũng quá suy một ít đi. Cuối cùng bị Diệp Thần Phong vươn người một cái tựu đánh chết. Điều này làm cho tất cả mọi người đều có một ít buồn cười. Huynh đệ, ngoại trừ nói ngươi nhiều bê, ta vẫn có thể nói ngươi cái gì? Ngươi là ta Tôn Hằng Phi thần tượng, tê liệt ngồi dưới đất Tôn Hằng Phi hướng về phía Diệp Thần Phong nói rằng. Thần Phong, ngươi không có việc gì thật thật tốt quá, ngươi không có việc gì thật thật tốt quá, ngươi có biết hay không mụ vừa rồi có nhiều lo lắng ngươi. Tôn Mỹ cầm viền mắt chung nước mắt không ngừng chảy ra. Nghe mọi người ngươi một câu, ta một câu ngôn ngữ, Diệp Thần Phong phát hiện tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ tê liệt ngồi trên mặt đất, hắn đầu tiên đi tới Tôn Mỹ cầm bên cạnh, vừa cầm Tôn Mỹ cầm thủ đoạn, chuẩn bị bang Tôn Mỹ cầm kiểm tra một chút thời gian, vừa rồi xông vào Tôn Mỹ cầm thể nội hắc sắc sát khí chảy ra, về tới Diệp Thần Phong thể nội, Tôn Mỹ cầm đã ở trước tiên nội khôi phục lực lượng. Sau đó, Diệp Thần Phong lại lần lượt cầm ở đây cái khác người thủ đoạn, đồng dạng mỗi người thể nội cũng sẽ có hắc sắc sát khí chảy vào Diệp Thần Phong thể nội. Đang giúp mọi người khôi phục năng lực hành động sau, Diệp Thần Phong đơn giản hỏi một lần, hắn vừa rồi tiến nhập ảo cảnh sau, có không có xảy ra chuyện gì? Tại Diệp Thần Phong biết được cả kiện chuyện đã xảy ra sau, khi hắn lần thứ hai nhìn đến bị bạo cúc hoa mà chết Vương Ngạn Đông thời gian, liền hắn cũng có chút không nhịn được nghĩ cười. Cái này Vương Ngạn Đông vận khí cũng quá môi một ít đi. Diệp Thần Phong dò xét một phen thân thể của chính mình, phát hiện ở bên trong thân thể nơi đan điền, có một cổ hắc sắc thể khí lượn vòng ở nơi nào, hắn thế nào cũng vô pháp tướng hắc sắc thể khí bức ra thể nội, vì vậy chỉ có thể tạm thời buông tha cái ý niệm này. Tiên sinh, ngài thật lĩnh ngộ quỷ vương thập tam châm. Đường Bá Thăng kích động hỏi. Diệp Thần Phong không có che giấu điểm gật đầu. Hắn không những lĩnh ngộ quỷ vương thập tam châm, tại hắn cuối cùng thoát ly ảo cảnh thời gian, trong đầu hắn còn xuất hiện một bản địa đồ, thế nhưng hắn không biết cái này bản địa đồ là dùng để làm gì. Bất quá, hiện tại trước đem Tôn Mỹ Hình cứu tỉnh mới là chính sự,
Diệp Thần Phong đúng mọi người, nói rằng, ta trước đúng Tiểu Di thi triển Quỷ Vương Thập Tam Châm, ta nghĩ cái này Quỷ Vương Thập Tam Châm mới có thể nhượng Tiểu Di lập tức tỉnh táo lại. Tôn Bác Dịch chúng nhân trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn, đang nghe Diệp Thần Phong lời nói sau, chỉ có thể tạm thời giấu ở trong lòng, một đám ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, bọn họ đều muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Quỷ Vương Thập Tam Châm là bộ dáng gì. Nhất là y học người điên Đường Bá Thăng, hắn cũng không có bởi vì đồ đệ mình tử vong mà chật vật, trái lại hắn tên đồ đệ này nhượng hắn là mất hết thể diện, người như vậy hắn thấy căn bản không xứng làm đồ đệ của hắn. Diệp Thần Phong đi tới bên giường biên, lần thứ hai tướng ngân châm trước dùng cái bật lửa đun nóng tiêu độc, trong đầu nhớ lại Quỷ Vương Thập Tam Châm châm pháp, ngón tay nắm bắt tiêu độc hoàn tất ngân châm, đoàn lượn vòng tại hắn đan điền trong hắc sắc thể khí. Tại hắn vận dụng Quỷ Vương Thập Tam Châm thời gian, hắc sắc thể khí bắt đầu bất an, có một bộ phận hắc sắc thể khí thoát ly ra bên trong đan điền của hắn, nhanh chóng thông hướng hắn nắm bắt ngân châm cánh tay, cả điều cánh tay trong nháy mắt bị hắc sắc thể khí bao trùm ở. Diệp Thần Phong cánh tay phải âm khí tùm, hình như là biến thành một chỉ tử vong chi tay một loại. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị một màn này cấp khiếp sợ đến, ngay cả Diệp Thần Phong cũng hết sức kinh ngạc, bất quá. Trên mặt hắn thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, hết sức chuyên chú sử xuất Quỷ Vương Thập Tam Châm. Tại Diệp Thần Phong sử xuất Quỷ Vương Thập Tam Châm thời gian, người ở chỗ này mơ hồ nhìn đến tại Tôn Mỹ Hinh phía trên, hình như lẩn quẩn vô số viên hắc sắc đầu khô lâu, đầu lâu mắt, miệng, lỗ mũi và tai trong không ngừng bốc lên ra hắc khí, những người nhìn tổng có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. 15 phút sau, Diệp Thần Phong chát hạ Quỷ Vương Thập Tam Châm cuối cùng một châm. Hắn lập tức cầm Tôn Mỹ Hinh thủ đoạn, lần thứ hai lợi dụng linh hồn lực kiểm tra rồi một phen Tôn Mỹ Hinh trong đầu tình trạng, hắn phát hiện Tôn Mỹ Hinh não bộ bế tắc huyết quản, tại theo Quỷ Vương Thập Tam Châm phát huy tác dụng sau, chậm chậm một chút xíu sơ thông, xem ra Tôn Mỹ Hinh nên lập tức là có thể đã tỉnh lại. Nửa giờ sau, đủ hôn mê 3 năm Tôn Mỹ Hinh, mắt của nàng ra không ngừng lay động, ngón tay cũng bắt đầu rung rung, hai mắt chậm chậm mở ra. Tôn Mỹ Hinh tỉnh. Chương 671, Nhiều Bê cực độ. Trương Phong khi nhìn đến lão bà của hắn Tôn Mỹ Hinh mở hai mắt ra sau, hắn kích động nước mắt đều từ trong hốc mắt chảy ra, liều lĩnh nhào tới đầu giường, một tay lấy Tôn Mỹ Hinh ôm vào trong ngực. 3 năm này, hắn luôn luôn đều đang chờ ngày này, chờ Tôn Mỹ Hinh thanh tỉnh qua ngày này, hơi lộ ra thô ráp bàn tay ôn nhu vuốt ve Tôn Mỹ Hinh đôi má, thanh âm có chút khàn khàn nói rằng, Mỹ Hinh, ngươi cuối cùng là đã tỉnh lại, ngươi cuối cùng là đã tỉnh lại a. Mẹ, mẹ, mỗi ngày đi ngủ trước ta có thể đủ nghe mẹ ngươi cấp ta kể chuyện xưa. Tôn Tiểu Mỹ bò đến trên giường nũng nịu nói rằng. Tôn Mỹ Hinh nhìn hết thảy trước mặt, mắt của nàng con ngươi trung tràn đầy vẻ mê mang, trong đầu cảm giác hỗn loạn, hình như là ngủ một cái rất dài giấc ngủ, nghi ngờ hỏi cái này là. Phụ thân của Tôn Mỹ Hinh Tôn Dương An tướng 3 năm này sự tình đại khái nói một lần, đồng thời nói cho Tôn Mỹ Hinh, nguyên bản nàng khả năng chỉ có một tháng mệnh, là Diệp Thần Phong xuất thủ cứu giúp, cuối cùng mới đem nàng cấp cứu tỉnh. Tôn Mỹ Hinh đang nghe hoàn cha mình lời nói này sau, nàng tài phát hiện tỷ tỷ của mình Tôn Mỹ Cầm cũng ở trong phòng, bởi vì tại nàng trước khi hôn mê Tôn Mỹ Cầm còn chưa có tới đến cổ võ giới chung, từ nhỏ các nàng hai tỷ muội cảm tình chính là tốt nhất. Tôn Mỹ Hinh nhìn đến bởi kích động mà hai mắt đẫm lệ mông lung Tôn Mỹ Cầm, mở miệng hô đạo tỷ. Mỹ Hinh, người có thể tỉnh qua đây thật là thật tốt quá. Tôn Mỹ Cầm dùng mu bàn tay sát sát ướt át khóe mắt. Tôn Mỹ Hinh ánh mắt ở trong phòng quét mắt một vòng sau đó, cuối cùng như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người, ôn nhu hỏi, ngươi chính là Thần Phong đi. Cảm ơn ngươi đem tiểu di ta từ quỷ môn quan kéo trở về. Diệp Thần Phong vừa rồi sử dụng Quỷ Vương Thập Tam Châm sau. Hắn cảm giác thân thể trong suy nhược lợi hại, tùy ý lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nói rằng, người một nhà không cần phải nói cảm tạ. Tỷ, người sinh cái một cái con trai ngoan a. Tôn Mỹ Hinh nhìn đến Diệp Thần Phong thái độ như vậy hiền hòa, nàng nhịn không được đúng Tôn Mỹ Cầm nói rằng. Tôn Mỹ Cầm ánh mắt nhìn con trai của mình, trong hốc mắt hàm lệ điểm gật đầu. Từ vừa rồi Diệp Thần Phong sử xuất Quỷ Vương Thập Tam Châm sau, Đường Bá Thăng sáng quắc ánh mắt liền không có rời đi Diệp Thần Phong thân thể, hắn trong lòng tâm tình đã không thể đủ kích động để hình dung, cả người hắn so đánh máu gà còn muốn hưng phấn, hắn cảm giác mình huyết dịch của cả người dường như 100 độ nước sôi.
Tim đập tần suất tại vẫn tăng nhanh, nguyên nhân chỉ là cuối cùng có người có thể hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm. Vào hôm nay hắn không chỉ thấy được thất tinh hồi mệnh châm cảnh giới cao nhất, còn đã từng thấy được quỷ vương thập tam châm, vậy làm sao có thể đủ nhượng hắn như thế một cái y học người điên không tâm tình thất khống. Tiên sinh, ngài có thể không thể đủ ta và cùng nơi hồi một chuyến quỷ y môn. Tại ngài gặp qua chúng ta trưởng môn sau đó chúng ta quỷ y môn tự toàn bộ nghe ngài sai phái. Chúng ta hiện giữ trưởng môn cũng một mực chờ ngài xuất hiện, hắn khẳng định hội lập tức đem chức trưởng môn tặng cho tiên sinh ngài. Đường Bá Thăng hô hấp dồn dập đúng Diệp Thần Phong nói rằng. Còn không có đẳng Diệp Thần Phong trả lời, Tôn Bác Dịch tự dẫn đầu lên tiếng, cái này Đường Bá Thăng vậy mà ngay trước mặt hắn muốn đem hắn tặng ngoại tôn đào đi. Đây quả thực là đang nói đùa. Bây giờ hắn cái này vị tầng ngoại tôn tuổi còn trẻ thân thủ tựu đạt tới cao như vậy cảnh giới, với lại hắn toàn thân y thuật có thể xưng là cổ võ giới người thứ nhất. Dù sao liền quỷ y tam thánh chi một Đường Bá Thăng y thuật cũng không có Diệp Thần Phong cao minh, huống chi hiện tại Diệp Thần Phong còn nắm giữ quỷ vương thập tam châm. Bá Thăng, ngươi lời này cũng nói quá không địa đạo, Thần Phong là ta Tôn Bác Dịch tầng ngoại tôn, hiện tại ta tại ở đây đem lời nói rõ ràng. Ta muốn đem Thần Phong bồi dưỡng thành Chấn Thiên môn hạ nhất nhậm trưởng môn, cho nên hắn sẽ không đi đương các ngươi quỷ y môn trưởng môn. Tôn Bác Dịch rất nói thật. Ở đây cái khác Tôn gia người nghe được Tôn Bác Dịch lời nói này sau. Một đám mặt thượng tất cả cũng không có biểu hiện ra không vui thần sắc, bởi vì bọn họ tại Diệp Thần Phong trên người thấy được hy vọng, bọn họ đều cho rằng nếu như Chấn Thiên môn tại Diệp Thần Phong tay thượng, như vậy Chấn Thiên môn nhất định là hội càng chạy càng xa. Tôn tiền bối, bây giờ ngài tăng ngoại tôn hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm, chúng ta trước không thảo luận có muốn hay không nhượng hắn đảm nhiệm chúng ta quỷ y môn trưởng môn, bất quá, ngài tổng nên muốn nhượng hắn cùng ta cùng nơi hồi một chuyến quỷ y môn đi. Tiền nhiệm trưởng môn cùng ngài thế nhưng bạn chi kỷ, Đường Bá Thăng cung kính đúng Tôn Bác Dịch nói rằng. Diệp Thần Phong cũng vừa vặn muốn giải hiểu rõ xuất hiện ở trong đầu hắn bản địa đồ đến cùng có tác dụng gì. Còn có đoàn lượn vòng tại hắn đan điền trong hắc sắc thể khí, cho nên quỷ y môn hắn còn là phải muốn đi một chuyến, vì vậy nói rằng, ngoại thái công, nếu quỷ vương thập tam châm đúng quỷ y môn trọng yếu như vậy ta đi một chuyến quỷ y môn đi. Ngược lại, Diệp Thần Phong rồi hướng Đường Bá Thăng, nói rằng, bất quá, ngày hôm nay ta tài mới vừa tới đến Chấn Thiên môn, ta phải bồi phụ mẫu ta ăn thật ngon bữa cơm, ngày mai chúng ta ra lại phát đi quỷ y môn đi không được. Gặp Diệp Thần Phong đáp ứng đi quỷ y môn, Đường Bá Thăng liền vội vàng gật đầu nói rằng, tiên sinh, cái này đương nhiên không có bất kỳ vấn đề gì, như vậy ngày hôm nay ta đã ở Chấn Thiên môn ở lại đi. Đảng ngày mai cùng tiên sinh ngài vừa đi xuất phát. Tôn Bác Dịch nghe được bản thân tăng ngoại tôn chủ động đưa ra muốn đi một chuyến quỷ y môn, như vậy hắn cũng không tốt làm tiếp ngăn trở, chỉ là trừng mắt một cái Đường Bá Thăng, nói rằng, ta có thể đặc biệt rõ ràng lão nhân kia tính tình. Hắn nếu như muốn cướp đi ta tằng ngoại tôn đi làm cái gì quỷ y môn trưởng môn, ta Tôn Bác Dịch cần phải muốn đánh thượng các ngươi quỷ y môn đi. Lúc này, sự tình toàn bộ giải quyết xong Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên nghĩ tới Tần Nghị còn đang Chấn Thiên môn sau hoa viên trong chờ hắn đi. Hắn đúng Tôn Bác Dịch nói rằng, ngoại thái công, ta một người bạn còn đang Chấn Thiên môn hoa viên trong chờ ta hiện tại lập tức muốn đi qua một chuyến. Tôn Bác Dịch bây giờ đối với cái này vừa gặp gỡ không lâu sau tầng ngoại tôn là muốn gì được đó, đúng Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ, nói rằng, hai người các ngươi cùng Thần Phong tại Chấn Thiên môn chung đi khắp nơi đi, ta nghĩ các ngươi giữa những người tuổi trẻ đề tài của nên tương đối nhiều. Tại Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ theo Diệp Thần Phong đi ra Tôn Mỹ Hinh gian phòng sau, Tôn Hằng Phi là triệt để không nhịn nổi, hưng phấn nói, huynh đệ, ngươi thật là từ thế tục giới tới. Cái này thế giới có phần cũng quá thảo đản đi, cổ võ giới nhất lưu thế lực này cái gọi là thiên tài ta không có hiếm thấy, có thể tại huynh đệ trước mặt ngươi quả thực là yếu bạo. Diệp Thần Phong nghe Tôn Hằng Phi lải nhải, cái này Tôn Hằng Phi ngược lại cũng là một cái tính tình thật người, sau đó, Diệp Thần Phong ánh mắt vừa nhìn về phía Tôn Hiểu Lệ cả người lạnh như băng, nên thuộc về lạnh giá mỹ nữ hình, bất quá, hắn đã tại Tôn Hiểu Lệ trên người cảm giác không ra địch ý. Tôn Hiểu Lệ cảm giác được Diệp Thần Phong nhìn nàng chằm chằm, nàng lạnh giá mặt lạnh giá không nổi nữa, hơi phiếm hồng cúi đầu, nói rằng, Diệp Thần Phong, ta nhận đồng ngươi. Khoảng chừng 5 phút sau, Diệp Thần Phong, Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi đi tới Chấn Thiên môn sau hoa viên trong,
Tần Nghị cùng bằng hữu của hắn Trần Tử Kiệt tại hoa viên trong bãi lồng các loại hoa hoa thảo thảo. Tần Nghị khi nhìn đến Diệp Thần Phong xuất hiện ở hoa viên trong sau, lập tức chạy đi đến Diệp Thần Phong trước mặt, nói rằng, lão đại, người cuối cùng cũng trở về a. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta quên mất ni. Tần Nghị, ngươi thế nào biến thành huynh đệ ta tiểu đệ? Tôn Hằng Phi không nén nổi thốt ra, đã từng Tôn Hằng Phi cùng Tần Nghị từng có vài lần chi duyên. Bởi Tần Nghị không có tận lực ẩn núp hắn toàn thân thiên giai trung phẩm thực lực, đương Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ cảm ứng được Tần Nghị thực lực trình tự sau, bọn họ hai cái càng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái này Tần Nghị không phải đã biến thành một cái phế vật sao? Với lại sớm thì không thể đủ tu luyện, như vậy thực lực của hắn làm sao có thể đến thiên giai trung phẩm? Sau đó, bọn họ hai cái ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, từ Tần Nghị hô Diệp Thần Phong vì lão đại, bọn họ hai cái là có thể từ đó suy đoán ra một ít đầu mối. Diệp Thần Phong gặp Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ ánh mắt nghi hoặc, hắn biết có một ít sự tình cũng không cần thiết che giấu, lại nói hắn nhìn ra được Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi đều là tính tình người đứng giữa, vì vậy thuận miệng nói rằng, các ngươi không cần nhìn ta như vậy, Tần Nghị thương thế bên trong cơ thể là ta trị liệu tốt, đồng thời ta còn giúp hắn tăng lên thoáng cái thực lực, đương nhiên ta cũng có năng lực bang hai người các ngươi để thăng thực lực. Diệp Thần Phong ngón tay chỉ vào Tôn Hằng Phi nói rằng, ngươi bây giờ ở vào địa giai thượng phẩm, tại ta giúp ngươi để thăng thực lực sau, ngươi mới có thể tiến nhập thiên giai trung phẩm trình tự. Mà ngươi, Diệp Thần Phong lại chỉ vào Tôn Hiểu Lệ, nói rằng, thực lực của ngươi bây giờ ở vào thiên giai hạ phẩm, tại ta giúp ngươi để thăng thực lực sau, ngươi mới có thể tiến nhập thiên giai thượng phẩm trình tự. Với lại, ta giúp các ngươi để thăng thực lực biện pháp không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Dù sao mẫu thân của Diệp Thần Phong là Tôn gia người, hắn thân thể trong đồng dạng chảy phân nửa Tôn gia huyết, nếu như có thể giúp một cái, hắn không để ý giúp một cái, chí ít bây giờ Trấn Thiên Môn không để cho hắn sản sinh phản cảm. Lúc này, Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi là hoàn toàn không thể đủ bình tĩnh, sùng sục. Sùng sục, sùng sục, hai người cổ họng trong không ngừng nuốt nước bọt, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt tràn đầy nóng cháy. Bọn họ biết Diệp Thần Phong hẳn không phải là đang nói dối, dù sao bọn họ kiến thức qua Diệp Thần Phong thân thủ cùng y thuật. Vì vậy, Tôn Hằng Phi lập tức lộ ra lấy lòng dáng tươi cười, nói rằng ca, ngươi chính là ta Tôn Hằng Phi ca ca, ta sau đó ta Tôn Hằng Phi liền làm đệ đệ của ngươi. Một bên Tôn Hiểu Lệ đỏ mặt bàng, hàm răng khinh cắn môi, thấp giọng nói rằng, ngươi cũng là ca ca ta. Diệp Thần Phong cười lắc đầu. Nói rằng, ngày hôm nay ta quá mệt mỏi, đặng ngày mai đi xong quỷ y môn sau đó, ta lại bang hai người các ngươi để thăng thực lực. Bất quá, cái này kiện sự tình hai người các ngươi trước không cần đối với bất kỳ người nào nói, nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ nhượng ta giúp các ngươi để thăng thực lực. Còn có sau đó chúng ta sẽ dùng tên tương xứng đi. Ta gọi các ngươi Hiểu Lệ cùng Hằng Phi, các ngươi có thể gọi Thần Phong. Diệp Thần Phong linh hồn lực có để thăng nhân thể các bộ vị cơ năng công hiệu. Dùng hắn thực lực trước mắt mà nói, thiên giai thượng phẩm dưới người, hắn linh hồn lực đúng bộ phận này người đều cũng có để thăng tác dụng. Nghe vậy, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ là vội vàng gật đầu, tại bọn họ cho rằng Diệp Thần Phong quả thực là ngưu bê cực độ, chúng ta Tôn Hằng Phi đồng chí tại trong lòng đã quyết định, sau đó nhất định vội vàng theo Diệp Thần Phong nhịp bước đi. Chương 672, có chút sự tình phải muốn đi làm. Màn đêm chậm 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 lại. Trấn Thiên Môn trong đại điện là đèn đuốc sáng trưng, từng cái trên bàn là bày đầy các mầu mỹ vị món ngon, hầu như sở hữu Trấn Thiên Môn đệ tử nòng cốt đều trình diện. Về trận này đột nhiên tổ chức hiến hội, rất nhiều đệ tử nòng cốt là nhiều cách nói xôn xao, ngày hôm nay có quan hệ Diệp Thần Phong sự tình đã ở đệ tử nòng cốt trong lúc đó truyền ra, có người nói cái này vị trưởng môn ngoại tôn, không chỉ có thực lực siêu quần, còn tướng hôn mê 3 năm tôn mỹ hình cấp cứu tỉnh. Càng làm cho những này đệ tử nòng cốt kinh ngạc chính là, cái này vị trưởng môn ngoại tôn là từ thế tục giới tới, cái này để cho bọn họ là càng bức thiết muốn thấy Diệp Thần Phong bộ mặt thật. Trấn Thiên Môn chung các đại trưởng lão cũng đã phân phó, có quan hệ Diệp Thần Phong sự tình tuyệt đối không thể đủ đúng những môn phái khác chung người nhắc tới. Ngày hôm nay Trấn Thiên Môn tổ chức trận này long trọng yến hội nguyên nhân, là Tôn Bác Dịch vì cho thấy Diệp Thần Phong tuyệt đối tầm quan trọng, cũng vì từ trước Trấn Thiên Môn. Từ trước Tôn gia thẹn với Diệp Đông Hoa một nhà ba người một lần chính thức xin lỗi.
Tại tất cả mọi người trông mong Diệp Thần Phong đến thời gian, chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí đang Tôn Mỹ Cầm trong phòng đi. Vừa rồi hắn đã vô căn cứ đúng Diệp Đông Hoa cùng Tôn Mỹ Cầm giải thích một phen thực lực của hắn cùng y thuật sự tình, tùy tiện tướng cái này hai người cấp hồ lộng đã qua. Trong phòng, Tôn Mỹ Cầm trong tay cầm một bộ màu trắng trường sam cùng một cái hắc sắc trường sam, không ngừng tại Diệp Thần Phong trước mặt so với, cái này hai bộ quần áo thợ khéo cùng vải vóc tuyệt đối là hoàn mỹ đến không có thể soi mói. Bất quá, Diệp Thần Phong đối với ăn mặc không có quá nhiều yêu cầu, thuận miệng nói rằng, mụ, tùy tiện xuyên một bộ y phục là được. Tôn Mỹ Cầm gõ một cái Diệp Thần Phong đầu, nói rằng, cái này sao có thể được ni, con ta đợi một lát nhất định muốn thể diện mặt xuất hiện ở yến hội thượng. Ngược lại, Tôn Mỹ Cầm hỏi muội muội bên cạnh Tôn Mỹ Hinh, Mỹ Hinh. Ngươi nhìn Thần Phong mặc đồ trắng sắc coi được, còn là hắc sắc coi được. Tỷ, Thần Phong tiêu chuẩn móc áo, dạng gì y phục mặc tại trên người của hắn đều phi thường tốt nhìn, nếu không tự mặc bộ này hắc sắc tốt, hắc sắc có thể cho Thần Phong tăng thêm vài phần xấu xa cảm giác, nữ nhân không tự thích có chút xấu xa nam nhân sao. Nói không chừng, đãi sẽ trực tiếp có chấn thiên môn trung đệ tử nòng cốt coi trọng Thần Phong ni. Tôn Mỹ Hinh vừa cười vừa nói. Đúng, con trai. Ta trái lại quên hỏi ngươi, ngươi và Bạch Gia Nha đầu hôn ước thế nào? Ngươi bây giờ có bạn gái hay không? Tôn Mỹ Cầm vội vàng hỏi. Diệp Thần Phong cũng không muốn lại như thế dây dưa tiếp, những người khác đều tại trong đại điện chờ bọn họ đâu. Tiện tay từ Tôn Mỹ Cầm trong tay cầm lấy một cái hắc sắc trường sam sau, tướng Tôn Mỹ Cầm cùng Tôn Mỹ Hinh đẩy ra gian phòng, nói rằng, mụ, ta phải thay quần áo, chuyện của ta sau đó sẽ chậm chậm cùng ngươi nói. Diệp Thần Phong đổi xong hắc sắc trường sam sau, liền theo Tôn Mỹ Cầm cùng Tôn Mỹ Hinh cùng đi vào phi thường náo nhiệt trong đại điện, đương Diệp Thần Phong xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thời gian, trong đại điện xảo tạp thanh trong nháy mắt tiêu thất, một đôi toàn bộ ánh mắt tập trung đến Diệp Thần Phong trên người, nhất là một ít chấn thiên môn hạch tâm nữ đệ tử, các nàng một đám hình như là lang thấy được thỏ thông thường. Trải qua cắt quần áo hoàn mỹ hắc sắc trường sam phụ trợ. Cộng thêm Diệp Thần Phong khóe miệng hơi nhếch lên, tương đối đẹp trai ngũ quan cùng vừa phải vóc người, trên người mơ hồ tản mát ra một cổ đặc thù mị lực, cái này hoàn toàn phù hợp mỗi một nữ nhân trong lòng cái kia có điểm xấu xa nam nhân hình tượng. Ngồi ở đại điện ngay chính giữa một cái bàn vị trí đầu não Tôn Bác Dịch hướng Diệp Thần Phong vẫy vẫy tay, nói rằng, Thần Phong, tới ngoại thái công ở đây ngồi, ngoại thái công có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi ni. Cái bàn này chu vi ngồi là trưởng môn Tôn Dương An, chấn thiên môn các đại trưởng lão. Cùng với quỷ y môn Đường Bá Thăng, theo lý mà nói tượng Diệp Thần Phong cái này bối phận người căn bản không có tư cách ngồi vào cái bàn này thượng ăn cơm, ngay cả Diệp Thần Phong hai vị cậu cũng chỉ có thể đủ ngồi ở bên cạnh trên một cái bàn. Tôn Bác Dịch trước mặt mọi người nhường Diệp Thần Phong đi sang ngồi, ý vị này tương lai chấn thiên môn muốn dùng Diệp Thần Phong làm trung tâm, tại rất nhiều kinh ngạc cùng ánh mắt hâm mộ chung. Diệp Thần Phong đi tới Tôn Bác Dịch bên cạnh ngồi xuống. Tôn Bác Dịch hướng Diệp Thần Phong giới thiệu một chút đang ngồi các đại trưởng lão, Diệp Thần Phong cũng lần lượt hướng các đại trưởng lão chào hỏi, gặp Diệp Thần Phong thanh niên nhân này không kiêu không nóng này, chấn thiên môn các đại trưởng lão cười híp mắt gật đầu. Thần Phong, xin lỗi các loại lời nói ngoại thái công cũng không nói nhiều, sau đó chấn thiên môn chính là Thần Phong ngươi ở đây cổ võ giới ra, có chuyện gì tự cứ việc đúng ngoại thái công ta nói. Tôn Bác Dịch đúng Diệp Thần Phong nói rằng, Diệp Thần Phong vừa vặn có sự tình yêu cầu chấn thiên môn giúp đỡ, vì vậy nói rằng, ngoại thái công, ta nghĩ cho các ngươi giúp ta điều tra một chút hàn môn Hàn Sơ Tuyết hành tung. Hàn môn, Hàn Sơ Tuyết, cái này hình như là hàn môn trước một đời trưởng môn nữ nhi đi. Nhà đầu kia không phải đã sớm từ cổ võ giới trung tiêu thất sao? Tôn Bác Dịch suy tư một lát sau nói rằng, ngoại thái công, ta là tại thế tục giới cùng Hàn Sơ Tuyết gặp nhau, sau lại nàng một người bất cáo nhi biệt, cho nên ta nghĩ nàng nhất định hội trở lại cổ võ giới chung tới, cho nên ta yêu cầu chấn thiên môn thế lực tới giúp ta điều tra Hàn Sơ Tuyết hành tung. Diệp Thần Phong nói rằng, tốt, Thần Phong, đợi một lát ta lập tức phân phó chấn thiên môn đệ tử đi điều tra Hàn Sơ Tuyết hành tung, nhìn nha đầu kia có không có ở cổ võ giới chung xuất hiện. Tôn Bác Dịch cho dù không hỏi, hắn cũng tuyệt đối đoán ra Diệp Thần Phong khẳng định cùng Hàn Sơ Tuyết quan hệ không bình thường. Thần Phong, người trước bồi ngoại thái công thật tốt ăn bữa cơm tối. Tôn Bác Dịch nói rằng, trưởng môn,
ngày hôm nay ta thu được Quy Nguyên Môn thiệp mời, nửa tháng sau, Quy Nguyên Môn trưởng môn 50 đại thọ, lần này hình như mời rất nhiều môn phái người. Một gã Trấn Thiên Môn trưởng lão đúng Tôn Dương An nói rằng, Trấn Thiên Môn cùng Quy Nguyên Môn từ trước đến nay không có giao tình gì, chỉ là Trấn Thiên Môn cùng Quy Nguyên Môn cự ly tịnh không có có xa lắm không, phỏng chừng Quy Nguyên Môn muốn cùng tới gần các hàng loạt môn kéo tốt quan hệ, cho nên lần này mới có thể mời Trấn Thiên Môn. Nguyên bản cùng Tôn Bác Dịch nói chuyện phiếm Diệp Thần Phong, hắn đang nghe Quy Nguyên Môn sau đó, trong lòng lập tức sinh ra một cái ý nghĩ, lần này Diệp Thần Phong tiến nhập cổ võ giới trong đó một cái mục đích là bang Tần Nghị tìm về mất thể diện. Lần này Quy Nguyên Môn trưởng môn 50 đại thọ không phải là một lần cơ hội sao? Còn có, Diệp Thần Phong cũng có thể thừa cơ hội này, nhìn Trấn Thiên Môn là không là thật tâm thật ý đối đãi hắn. Còn là chỉ coi trọng thực lực của hắn, dù sao Quy Nguyên Môn là một cái thứ thiệt nhất lưu thế lực. Tần Nghị cùng Tôn Hằng Phi bọn họ ngồi ở Diệp Thần Phong đám người đằng sau một bàn, cho nên Tần Nghị cũng nghe được vị trưởng lão kia nói, mặt thượng biểu tình thoáng có vẻ có chút mất tự nhiên. Diệp Thần Phong đúng Tôn Dương An, nói rằng, nửa tháng sau, ta muốn dẫn Tần Nghị đi tham gia Quy Nguyên Môn trưởng môn 50 đại thọ. Tôn Dương An đã biết Tần Nghị là Diệp Thần Phong đưa Trấn Thiên Môn tới, cho nên nói, bây giờ Diệp Thần Phong lời nói bên trong ý tứ lại không quá minh bạch, hắn muốn cùng Quy Nguyên Môn là địch. Thần Phong, cái này kiện sự tình là không phải nhượng chúng ta lại thương lượng một chút. Dù sao Quy Nguyên Môn là một cái nhất lưu thế lực. Tôn Dương An có chút do dự nói rằng, Trấn Thiên Môn không cần cùng đi với ta, nửa tháng sau, chỉ cần ta cùng Tần Nghị đi Quy Nguyên Môn thì tốt rồi, đây là ta đáp ứng Tần Nghị, cho nên có chút sự tình là phải muốn đi làm. Diệp Thần Phong giọng nói nhiều mấy phần lãnh ý. Ngồi ở phía sau một bàn Tần Nghị nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, hắn tướng nắm tay nắm chăm chú, cổ họng khô khan hướng về phía Diệp Thần Phong hô một tiếng, lão đại. Thần Phong. Nửa tháng sau ta cùng đi với ngươi, Tôn Hằng Phi không chút do dự nói rằng. Cũng tính ta một người, Tôn Hiểu Lệ ngọa nguậy môi đỏ mọng nói rằng. Tôn Bác Dịch nghe được Diệp Thần Phong trong lời nói lãnh ý, hắn lập tức đúng Tôn Dương An mắng. Dương An, ngươi còn thương lượng cái giám a? Quên ngươi lão tử ta mới vừa nói qua lời nói sao? Chúng ta Trấn Thiên Môn, chúng ta Tôn gia đã thẹn với Thần Phong bọn họ nhiều lắm. Cho nên nửa tháng sau chúng ta cùng Thần Phong cùng đi Quy Nguyên Môn, ta vừa vặn nới lỏng ta bộ xương già này. Ngươi thật đúng là càng sống càng trở về, không chính là một cái nhất lưu thế lực sao? Chỉ cần có dũng khí trêu chọc ta Tằng ngoại tôn, coi như là đỉnh cấp thế lực ta cũng làm theo đánh con mẹ nó. Tôn Bác Dịch là đổ ập xuống mắng Tôn Dương An một bữa. Tôn Dương An sắc mặt có chút xấu hổ, đúng Diệp Thần Phong lộ ra thần sắc áy náy. Nói rằng, Thần Phong, ngoại công nói với ngươi câu thật xin lỗi, ta thực sự là càng sống càng nhát gan, Thần Phong ngươi là ngoại tôn của ta, lần này ngoại công cùng Trấn Thiên Môn nhất định chống đỡ ngươi đến cùng. Nghe được Tôn Bác Dịch lời nói này sau, lại nghe được Tôn Dương An nói xin lỗi, Diệp Thần Phong trong giọng nói lạnh giá tài xem như là tiêu thất, nói rằng, ngoại công, không có việc gì, mọi người đều là người một nhà. Bây giờ Diệp Thần Phong thế nhưng tay trong có một chương phong vệ đội vương bài, cho nên cho dù không có Trấn Thiên Môn giúp đỡ, những phong vệ đội lập tức tiến nhập cổ võ giới, cổ thế lực này cũng tuyệt đối không thua với bất kỳ một cái nào nhất lưu thế lực, may mà, cái này Trấn Thiên Môn cuối cùng không để cho hắn thất vọng. Diệp Thần Phong đứng lên đi tới đằng sau một bàn Tần Nghị vị trí bên cạnh, vỗ vỗ Tần Nghị vai, nói rằng, Tần Nghị, nửa tháng sau... Ta sẽ nhường ngươi đã từng mất thể diện toàn bộ tìm trở về, cái này là lão đại ta đã sớm cấp cam kết của ngươi. Chương 673, đến Quỷ Y Môn. Ngày thứ hai, đường Đông Phương chậm chậm thăng khởi một vòng sáng, bao phủ đại địa cả đêm hắc ám hoàn toàn bị đánh vỡ thời gian. Diệp Thần Phong hô hấp sáng sớm không khí lạnh như băng, tại Trấn Thiên Môn cực đại tu luyện trường thượng đùa bỡn một bộ uy vũ sinh uy quyền pháp. Đêm qua, Diệp Thần Phong nằm ở trên giường vẫn đang nghiên cứu, hắn bên trong đan điền một đoàn hắc sắc thể khí, có thể là thế nào cũng nghiên cứu không ra cái nguyên cớ tới. Cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận, chỉ có tại hắn vận dụng Quỷ Vương thập tam châm thời gian, bên trong đan điền cái này một đoàn hắc sắc thể khí mới có thể xuẩn xuẩn dục động. Chiếu nhìn như vậy tới, cái này đoàn hắc sắc thể khí nên đúng thân thể hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Diệp Thần Phong hai con ngươi nhìn Đông Phương chậm chậm thăng khởi sáng.
lần này đi xong Quỷ Y môn sau, đẳng nửa tháng sau cùng Tần Nghị đi hướng tới Quy Nguyên môn thời gian, đây cũng là Diệp Thần Phong tại cổ võ giới trận chiến đầu tiên, hắn còn không vội mà lập tức nhượng phong vệ đội thành viên tiến nhập cổ võ giới, bởi vì phong vệ đội cái này một lá bài tẩy chỉ có tại thời khắc nguy cấp nhất cầm đi ra, như vậy tài năng đủ cấp địch nhân một cái xuất kỳ bất ý đả kích. Thần Phong, sớm như vậy đã thức dậy, ngày hôm qua ngươi ở đây Trấn Thiên Môn còn ở tập quán sao? Tôn Hằng Phi cả lơ phất phơ đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, cùng Diệp Thần Phong kề vai sát cánh, hiện tại hắn đã đem Diệp Thần Phong cho rằng là chân chính huynh đệ, cho nên mới phải đúng Diệp Thần Phong như thế tùy ý. Các ngươi cổ võ giới không khí so thế tục giới tươi mát nhiều. Diệp Thần Phong thuận miệng vừa cười vừa nói. Tôn Hằng Phi hai con ngươi đột nhiên biến được có chút bị ổi lên, tấu gần Diệp Thần Phong một ít, hỏi Thần Phong, lớn như vậy, ta còn chưa đi ra cổ võ giới ni. Ta nghe nói thế tục giới có thể sánh bằng ở đây đặc sắc nhiều. Nghe nói thế tục giới mỹ nữ càng nhiều, ngày nào đó ngươi có thể nhất định muốn dẫn ta ra đi xem một chút. Không thành vấn đề, chờ ta tướng cổ võ giới sự tình làm sau khi xong, mang ngươi cùng Hiểu Lệ cùng đi thế tục giới chơi cái một đoạn thời gian. Diệp Thần Phong một tiếng đáp ứng xuống. Hiểu Lệ, ngươi nghe thấy được không có, Thần Phong nói cổ võ giới sự tình xong xuôi. Hắn muốn dẫn chúng ta đi thế tục giới vui đùa một chút, ngươi cũng không phải vẫn muốn đi sao. Chỉ bất quá ngoại thái công cùng ngoại công vẫn không cho phép, hiện tại có Thần Phong những lời này, đến lúc đó bọn họ hai lão sợ rằng sẽ không có ý kiến. Tôn Hằng Phi nhìn đến vừa vặn hướng tới ở đây đi tới Tôn Hiểu Lệ nói rằng. Tôn Hiểu Lệ tính cách thuộc về lạnh giá hình, đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Tôn Hằng Phi, nói rằng, Hằng Phi, ngươi có thể không thể chính kinh một điểm. Mỗi ngày đều tưởng cái không có lớn lên hài tử, sau đó hội có nữ nhân thích ngươi sao? Tôn Hằng Phi là một bộ lợn chết bất kể khai thủy năng biểu tình, tùy ý nói rằng, Hiểu Lệ, nguyên bản ta thế nhưng Trấn Thiên Môn rất nhiều nữ đệ tử trong lòng lý tưởng đối tượng, chỉ tiếc từ tối hôm qua Thần Phong lượng tương sau đó. Này nữ đệ tử một đám tượng phạm vào hoa si tự đắc, sợ rằng các nàng tối hôm qua toàn bộ bởi vì Thần Phong mà mất ngủ. Ngươi cho rằng nữ nhân đều không có trường mắt sao? Ngươi và Thần Phong tướng so, căn bản cũng không có chút nào có thể sánh bằng tính. Tôn Hiểu Lệ hơi có chút không được tự nhiên nói rằng, cái này là nàng đệ nhất thứ chính mồm xưng hô Diệp Thần Phong vì Thần Phong. Lão đại, ngày hôm nay ta cùng đi với ngươi Quỷ Y môn, ta có thể là tiểu đệ của ngươi. Ngươi đi đâu vậy, ta liền đi nơi đó. Tần Nghị ngáp từ Trấn Thiên Môn trong đi ra. Hắn lần lượt cảm thấy Diệp Thần Phong đối với hắn chân thành tình nghĩa huynh đệ, hắn cũng càng cho rằng đời này có thể làm Diệp Thần Phong tiểu đệ là một cái đặc biệt chuyện may mắn tình, sau này dù cho Diệp Thần Phong nhượng hắn đi tử. Hắn cũng không hội một chút nhíu mày, do dự bất luận cái gì một cái. Nghe được Tần Nghị chủ động đưa ra phải bồi Diệp Thần Phong đi Quỷ Y môn. Tôn Hằng Phi lập tức nói rằng, Thần Phong, ta cũng cùng đi với ngươi một chuyến. Vừa vặn ta cũng đã lâu không có đi qua Quỷ Y môn. Ta cũng đi, Tôn Hiểu Lệ trong miệng băng băng lạnh lùng nhớ lại cái này ba cái tự. Lần này Diệp Thần Phong chỉ là đi một chuyến Quỷ Y môn, tìm hiểu một chút Quỷ Vương Thập Tam Châm cất giấu trong đó bí mật, đem Tần Nghị đám ba người mang theo cũng không phải là không thể được, vì vậy thuận miệng nói rằng ta không có vấn đề. Tại Trấn Thiên môn ăn xong một bữa cơm sáng sau, Diệp Thần Phong chúng nhân liền chuẩn bị theo đường Bá Thăng đồng loạt xuất phát, Tôn Bác Dịch đang nghe Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ cũng muốn cùng đi thời gian, hắn thấp giọng dặn dò hai người một phen, nói rằng, Hằng Phi, Hiểu Lệ, hai người các ngươi cần phải cấp ta nhìn chằm chằm điểm, cũng không thể đủ nhượng Thần Phong trở thành Quỷ Y môn người a. Thái công, người yên tâm đi, ta Tôn Hằng Phi khác không được, nói đến quấy rối là nhất lành nghề. Tôn Hằng Phi phách bộ ngực bảo đảm nói. Thái công, Thần Phong là chúng ta Trấn Thiên Môn, là chúng ta Tôn gia người. Tôn Hiểu Lệ chỉ nói đơn giản như vậy một câu. Một bên, Tôn Mỹ cầm giúp đỡ Diệp Thần Phong chỉnh lý quần áo một chút, nói rằng, Thần Phong, chờ ngươi tại cổ võ giới sự tình xong xuôi, mụ muốn hồi thế tục giới nhìn một chút, ra ra ngươi cùng tiểu thúc nhìn thấy ta và cha ngươi khẳng định sẽ rất vui vẻ. Thần Phong, tiểu tử ngươi, tuy rằng ngươi bây giờ thật có bản lãnh, thế nhưng ta có thể vẫn là của ngươi lão tử. Diệp Đông Hoa vỗ vỗ Diệp Thần Phong vai, còn nói thêm, Thần Phong, những lời này là ba vẫn muốn nói cùng ngươi, tiểu tử ngươi cuối cùng là cấp ta mặt dài, cho nên ngươi cấp ta thống khoái đem tại cổ võ giới sự tình làm xong,
sau đó chúng ta cùng đi cấp gia gia ngươi cùng tiểu thúc một kinh hỉ. Ba mẹ, hai người các ngươi không cần phải như vậy đi. Ta chỉ là đi quỷ y môn một hai ngày mà thôi, tốt, các ngươi an tâm tại trấn thiên môn chờ ta, ta nhất định hội mau sớm mang bọn ngươi hồi thế tục giới đi. Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, sau đó liền cùng Tần Nghị chúng nhân cùng nơi ngồi trên đường bá thăng mã xa. Đường bá thăng mã xa, cần phải so sánh với thứ Diệp Thần Phong ngồi mã xa tinh xảo nhiều, không riêng gì bên ngoài nhìn qua hoa lệ không ít, với lại nội bộ ngồi địa phương cũng mềm mại rất nhiều, dọc theo đường đi lắc lư không hội cảm giác như vậy khó chịu. Từ trấn thiên môn ngồi xe ngựa đến quỷ y môn, ước chừng phải có 3 canh giờ lộ trình. Dọc theo đường đi Diệp Thần Phong từ đường bá thăng khẩu trung hiểu được rất nhiều về quỷ y môn sự tình, quỷ y môn thuộc về nhất lưu thế lực, trong môn phái tổng cộng có 40 tên thiên giai cao thủ, bất quá, quỷ y môn tại cổ võ giới địa vị đặc biệt đặc thù, bởi vì quỷ y môn am hiểu nhất chính là y thuật, có ai suốt đời ở giữa không hội sinh bệnh ni. Cho nên quỷ y môn cùng rất nhiều cổ võ giới môn phái quan hệ đều đặc biệt tốt. 3 giờ thời gian vội vã trôi qua. Mã Sa Đình tại một chỗ chân núi, Diệp Thần Phong đi xuống xe ngựa sau, trước mặt là một đám đi thông đỉnh núi thềm đá, hướng trên đỉnh núi nhìn lại, có thể nhìn đến một cái đặc biệt phong cách cổ xưa vật kiến trúc, đó phải là quỷ y môn sở tại. Đường bá thăng đúng Diệp Thần Phong hơi biểu áy náy nói, tiên sinh, Mã Sa không lên núi được đỉnh, chỉ có thể đỉnh ở chỗ này. Diệp Thần Phong khoát tay áo, nói rằng, không có việc gì, ta có thể không phải cái gì tinh đắt tiền thiếu gia. Tiên sinh, chúng ta lên đi. Đường bá thăng rất lễ phép làm ra một cái tư thế mời. Diệp Thần Phong dẫn đầu đi lên bậc thang, Tần Nghị, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đi theo Diệp Thần Phong phía sau, kỳ thực từ dưới đi đến quỷ y môn, khoảng chừng chỉ cần dùng 10 phút đồng hồ thời gian mà thôi. Lại đi đến giữa sườn núi thời gian, Diệp Thần Phong nhìn đến hai bên trái phải cách đó không xa có một phiến vườn thuốc, tại vườn thuốc địa phương tụ tập một nhóm người. Diệp Thần Phong thuận miệng hỏi, những người đó đang làm gì? Tiên sinh, người có chỗ không biết, chu vi rất nhiều thành trấn trong cũng sẽ đem bệnh nguy kịch, thậm chí là bất trị người đưa đến chúng ta quỷ y môn tới, mà chúng ta quỷ y môn cũng vừa vặn dùng những. Này người luyện tập trị liệu, nếu như có thể trị liệu tốt xu không thu, nếu như trị liệu không tốt cũng tự không có biện pháp, như vậy chẳng khác nào là đạt được hai thắng hiệu quả, phải biết rằng có thể đưa đến chúng ta quỷ y môn người tới. Trên căn bản là một chân đã bước trên hoàng tuyền lộ người. Đường bá thăng đúng Diệp Thần Phong giải thích. Gặp Diệp Thần Phong hình như đúng cái này cảm thấy hứng thú. Đường bá thăng lại hỏi, tiên sinh, ngài có cần tới hay không nhìn? Dù sao ta còn muốn đi thông báo một tiếng trưởng môn ni. Đợi hội ta lại hạ tới tìm ngươi. Diệp Thần Phong nghĩ đến quỷ y môn dù sao cũng không có việc gì tình làm, còn không bằng tại ở đây nhìn quỷ y môn y thuật ni. Vì vậy liền nói rằng, tốt, đợi một lát ngươi tự tới nơi này tìm chúng ta đi. Tiên sinh, ta an bài cho ngươi một gã đệ tử, nhượng hắn tùy tiện nghe lời ngươi phân phó. Đường bá thăng nói rằng, Diệp Thần Phong cũng không thích cái này loại làm người khác chú ý cảm giác, cái này thì không cần, ta chỉ là đi tùy tiện nhìn mà thôi, ngươi nhanh lên đi thông chi các ngươi trưởng môn đi. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Gặp Diệp Thần Phong cự tuyệt. Đường bá thăng ngược lại cũng không tốt nói cái gì nữa, như vậy cũng tốt, tiên sinh là một cái tùy tính người, ta đi một chút sẽ trở lại. Chương 674, từ đâu tới tiểu tử? Tại đường bá thăng ly khai sau đó, Tôn Hằng Phi đệ nhất cái mở miệng, nói rằng, Thần Phong, ta tới quỷ y môn nhiều lần như vậy, lúc này hay là ta đệ nhất thứ đã bị loại đãi ngộ này? Dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, đường bá thăng thông chi quỷ y môn trưởng môn. Nên có một hồi thời gian ni. Chúng ta đi nhìn bên kia trị liệu. Diệp Thần Phong hướng một bên cách đó không xa vườn thuốc đi tới. Tại vườn thuốc một khối trống trải địa phương, nơi nào vây quanh khoảng chừng có 20 nhiều tên quỷ y môn đệ tử. Tại những đệ tử này làm thành vòng tròn ở giữa, phóng một khối hình chữ nhật tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ thượng nằm một cái 30 nhiều tuổi trung niên nam nhân. Cái này tên trung niên nam nhân sắc mặt biến thành màu đen. Trong lỗ mũi khí tức suy yếu không gì sánh được, có loại hình như tùy thời đều muốn tắt thở hình dạng. Tại cục gỗ này bản đứng bên cạnh một cái chừng 40 tuổi nam nhân mặt thượng mơ hồ tiết lộ ra cao ngạo thần sắc, thỉnh thoảng kiểm tra tấm ván gỗ thượng tên ở vào hôn mê trung niên nam nhân. Cái này tên hơn 40 tuổi nam nhân tên là Tiền Vạn Khải,
vừa tấn chức quỷ y môn trưởng lão hàng, tại quỷ y môn chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới thiên giai thượng phẩm, cùng với toàn thân y thuật quá quan, như vậy ngươi có thể trở thành trưởng lão rồi, tại quỷ y môn Tiền Vạn Khải xem như là trẻ tuổi nhất trưởng lão rồi, thảo nào hội như thế ngạo khí. Tiền Vạn Khải tại cẩn thận kiểm tra rồi một phen trung niên thân thể của nam nhân sau, lắc đầu, nói rằng, không cần thiết tại cái này loại trên thân người lãng phí thời gian, theo ta thấy cái này loại người coi như là thần tiên hạ phàm cũng khó mà cứu sống. Tiền Vạn Khải nói là đặc biệt chắc chắc, là một gã thầy thuốc, hắn tốt xấu cũng có thể thử trị liệu xem một chút đi. Lão đại, cái gì gọi là thần tiên hạ phàm cũng không cứu sống nổi. Hắn rõ ràng liền cứu chị đều cứu được không chị Ni. Ta xem nếu như lão đại ngươi xuất thủ khẳng định có thể trị liệu tốt cái này người. Đứng bên ngoài khuyên Tần Nghị thấp giọng với Diệp Thần Phong nói rằng. Tần Nghị lời nói này đúng vậy, ta Tôn Hằng Phi cũng không ưa nhất cái này loại tự cho là đúng người. Tôn Hằng Phi có chút khó chịu nói rằng. Mà Tôn Hiểu Lệ chỉ là dùng một tiếng hừ lạnh tới biểu thị trong lòng nàng đồng dạng không vừa lòng. Tần Nghị cùng Tôn Hằng Phi thanh âm đã ép tới đặc biệt thấp, thế nhưng đối với thiên giai thượng phẩm Tiền Vạn Khải mà nói. Hắn thính giác so với người bình thường nhạy cảm nhiều, ánh mắt tức khắc nhìn về phía Diệp Thần Phong đám người địa phương, nhìn đến ba người khác đều là dùng Diệp Thần Phong làm trung tâm, hắn lập tức hướng về phía Diệp Thần Phong, quát dẹp đường, từ đâu tới tiểu tử. Các ngươi là vừa gia nhập quỷ y môn sao? Bổn trưởng lão nói cái này người không cứu chính là không cứu. Tại Tiền Vạn Khải nhìn về phía Diệp Thần Phong đám người thời gian, còn lại quỷ y môn đệ tử cũng nhìn về phía Diệp Thần Phong chúng nhân, trong đó có người nhận ra Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ, dù sao Trấn Thiên Môn cùng quỷ y môn vẫn có lui tới. Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ cũng không dứt đã tới quỷ y môn một lần. Cái này không phải Trấn Thiên Môn Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ sao? Bọn họ ngày hôm nay thế nào tới quỷ y môn? Một gã quỷ y môn đệ tử không nén nổi nghi vấn hỏi. Tiền Vạn Khải đang nghe hai bên trái phải đệ tử ngôn ngữ sau, hắn đồng dạng nhận ra Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ, như vậy bốn người này không phải quỷ y môn người, mà là Trấn Thiên Môn người, hắn tự càng dáng vẻ bệ vệ thịnh vượng, quát dẹp đường, bổn trưởng lão tại ở đây cấp môn hạ đệ tử truyền thụ y thuật, các ngươi những này ngoại nhân có tư cách tới nơi này sao? Lập tức nói xin lỗi ta sau đó, rời đi nơi này. Tôn Hằng Phi có thể không phải một cái bị khinh bỉ chủ. Huống chi có Diệp Thần Phong đứng tại bên cạnh hắn, cái này nhượng hắn càng 10 phần phấn khích, nói rằng, ngươi cũng xứng làm quỷ y môn trưởng lão. Ngươi động liên tục tay cũng không có nhúc nhích tay, ngươi thế nào tự dám khẳng định bệnh nhân này không cứu. Với lại vẫn nói thần tiên hạ phàm đều không cứu sống nổi, ngươi cái này không phải tại chuyện phiếm sao. Hắc, đứng sau lưng Tiền Vạn Khải một gã đệ tử đi ra. Trong miệng phát sinh một tiếng quái khiếu. Nói rằng, cái này là các ngươi đúng sư phụ ta nói chuyện thái độ sao? Tôn Hằng Phi, người tiểu cô Tôn Mỹ Hinh nếu không có chúng ta đường trưởng lão liên tục cứu trị, nàng chỉ sợ sớm đã đi gặp Diêm Vương gia, cho nên quỷ y môn không phải là các ngươi cản rỡ địa phương. Đừng tưởng rằng các ngươi Trấn Thiên Môn cùng quỷ y môn có chút sâu xa, các ngươi là có thể như thế không chút kiêng kỵ. Cái này tên chừng 20 tuổi quỷ y môn đệ tử tên là Tuần Lễ Hảo Sinh. Tại quỷ y môn chung một ngày tấn thăng làm trưởng lão, như vậy thì có tư cách thu thuộc về đệ tử của mình, mà Tuần Lễ Hảo Sinh liền là Tiền Vạn Khải tấn chức trưởng lão sau thu đệ tử. Tôn Hằng Phi, các ngươi Trấn Thiên Môn đệ tử biết cái gì y thuật? Các ngươi tự không nên ở chỗ này mù đảo loạn. Vội vàng cấp Tiền trưởng lão xin lỗi sau đó lập tức rời đi nơi này đi. Nghe chu vi đệ tử đầu mâu nhắm ngay Tôn Hằng Phi chúng nhân. Tiền Vạn Khải không có làm chút nào ngăn cản, ngược lại là mặt thượng cười híp mắt, hắn rất thích cái này loại có quyền lực cảm giác, cái này đối với hắn mà nói thật sự là quá tuyệt vời. Gì, cái này không phải Thanh Vân Môn phế vật Tần Nghị sao? Tôn Hằng Phi, các ngươi như thế nào cùng loại phế vật này lăn lộn ở cùng một chỗ? Nhưng lại đem loại phế vật này mang theo chúng ta quỷ y môn tới. Một gã đệ tử đột nhiên nhận ra thân phận của Tần Nghị. Cái này đưa đến người ở chỗ này lại một lần nữa sôi nổi lên tiếng. Tôn Hằng Phi, các ngươi Trấn Thiên Môn nói như thế nào cũng là nhị lưu môn phái, ngươi làm sao sẽ cùng Tần Nghị loại phế vật này lăn lộn cùng một chỗ. Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ, vội vàng đem Tần Nghị phế vật này mang đi. Cái này là các ngươi từ nơi nào nhặt được phế vật? Thế nào như thế lạ mặt?
Những, này quỷ y môn đệ tử là càng nói càng quá mức, cuối cùng vậy mà lại đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Thần Phong, còn nói Diệp Thần Phong là nơi nào nhặt được phế vật. Bọn họ cái này không phải tự tìm đường chết sao? Nếu là liền Diệp Thần Phong cũng là phế vật, như vậy bọn họ liền phế vật cặn đều không tính là. Diệp Thần Phong ngay từ đầu thật không có ý định cùng những. Này người tính toán, dù sao cái này trên thế giới buồn nôn chi quá nhiều người, hắn nơi nào quản được qua đây? Nhưng là bây giờ cái này không phải buộc hắn muốn xuất thủ sao? Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai, ánh mắt nhìn về phía nở nụ cười Tiền Vạn Khải, nói rằng, ta có thể trị liệu tốt cái này người, mà ngươi lại không xứng làm một gã thầy thuốc, làm một gã thầy thuốc, tại không hề động tay trước đã nói bệnh nhân không cứu, giống như ngươi vậy người còn không bằng đi chọn phân người. Ở đây chào phúng thanh trong nháy mắt đình chỉ, một đám bất khả tư nghị nhìn Diệp Thần Phong. Mà Tiền Vạn Khải là khí được sắc mặt đỏ lên, cười lạnh nói, tiểu tử, có mấy lời cũng không thể đủ nói lung tung, người có thể trị liệu tốt cái này người. Người nghĩ rằng chúng ta quỷ y môn y thuật là phóng nhìn sao? Ngay cả ta đều trị liệu không tốt người, trừ phi có quỷ y tam thánh, hoặc là của chúng ta trưởng môn xuất thủ, nếu không cái này người nhất định là không cứu sống nổi. Chúng ta có thể tới đánh cuộc, nếu như ta cứu sống cái này người. Người thành thành khẩn khẩn cho chúng ta cúi người chào nói khiểm, còn có ở đây nơi này tất cả mọi người muốn cho chúng ta cúi người chào nói khiểm, nếu như ta không cứu sống cái này người, chúng ta có thể cho các ngươi cúi người chào nói khiểm, các ngươi cho rằng thế nào? Diệp Thần Phong phong đạm vân khinh hỏi. Tiểu tử, ngươi lại muốn cùng sư phụ ta cược, ta xem ngươi là không muốn sống đi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta biết sợ ngươi sao? Bất quá, tiền đặt cuộc này là không phải sửa lại. Nên muốn đổi thành quỳ xuống xin lỗi. Tiền Vạn Khải đồ đệ Tuần Lễ Hào sinh khinh thường nói. Đúng, muốn đổi thành quỳ xuống xin lỗi, cái này là các ngươi cuồng vọng đại giới. Các ngươi cũng dám không nhìn chúng ta quỷ y môn y thuật, đây đối với chúng ta quỷ y môn đệ tử mà nói là một cái không thể đủ dễ dàng tha thứ sự tình. Diệp Thần Phong không để ý đến những này kêu gào đệ tử, ánh mắt mà là nhìn Tiền Vạn Khải. Hỏi các ngươi thua là không phải cũng quỳ xuống xin lỗi. Tiền Vạn Khải trong lòng đột nhiên gian biến có chút bất an, thế nhưng việc đã đến nước này, hắn không thể đủ tại cái này thời gian hạ xuống mặt mũi, vì vậy khẳng định nói, chúng ta thua, chúng ta cũng quỳ xuống xin lỗi, bất quá, chúng ta là không thể nào biết thua. Nghe được Tiền Vạn Khải đáp án sau, Diệp Thần Phong chen vào trong đám người, Tần Nghị đám ba người đi sát Diệp Thần Phong phía sau. Diệp Thần Phong đi tới tấm ván gỗ trước, kiểm tra rồi một phen nằm tại tấm ván gỗ thượng trung niên nam nhân, trung niên nam nhân là trung nào đó cực vì kịch liệt độc tố, hiện tại độc tố đã lan tràn tiến trung niên nam nhân trái tim, đây đối với y thuật tương đối cao siêu người mà nói cũng là một cái rất chuyện khó giải quyết, thảo nào cái này Tiền Vạn Khải sẽ nói cái này trung niên nam nhân không cứu. Độc khí công tâm, cái này trung niên nam nhân khoảng chừng chỉ có 10 phút mệnh. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng, bất quá, cái này đối với hắn mà nói rõ ràng không phải vấn đề gì. Đang nghe Diệp Thần Phong kiểm tra ra trung niên nam nhân tình huống sau, Tiền Vạn Khải vừa cười vừa nói, thế nào? Bây giờ là không phải không có biện pháp trị liệu, độc tố lan tràn tiến trái tim của hắn, cho nên ta mới có thể nói cho dù thần tiên hạ phàm cũng không cứu sống hắn. Chương 675, ngũ vị nghịch hành châm. Chờ đợi một lát quỳ xuống xin lỗi. Diệp Thần Phong trả lời Tiền Vạn Khải chỉ là lãnh như thế lãnh một câu. Tiền Vạn Khải gặp Diệp Thần Phong kiểm tra ra trung niên nam nhân bệnh trạng, vẫn còn có to lớn như thế tự tin. Hắn thế nào nhìn trước mặt người thanh niên này cũng mới 20 mấy tuổi, cho dù y thuật như thế nào đi nữa tốt có thể đủ cao siêu đi nơi nào. Huống chi tại cổ võ giới quỷ y môn từ trước đến nay là tối cao y thuật đại biểu, hắn cuối cùng cho ra một cái kết luận. Đó chính là trước mặt người thanh niên này là đang hư trương thanh thế. Tiểu tử, đợi một lát quỳ xuống nói xin lỗi nhất định là các ngươi. Tiền Vạn Khải cười lạnh nói. Thực sự là quá không biết trời cao đất rộng, kịch liệt độc tố lan tràn vào trái tim của hắn trong, lẽ nào ngươi muốn đem độc tố từ trái tim của hắn trong bước ra được không? Cũng dám cùng sư phụ ta cược, các ngươi cái này không phải đang tìm tử mà. Tuần Lễ Hào sinh đứng tại Tiền Vạn Khải bên cạnh. Trên người lộ ra một bộ cáo mượn oai hùng khí thế. Diệp Thần Phong không có lại để ý tới cái này thầy trò hai kẻ sướng người họa, tướng nằm tại tấm ván gỗ thượng trung niên y phục của nam nhân cởi ra,
Trung niên nam nhân thân thể chi thượng da đã hoàn toàn hiện ra vì nhàn nhạt màu đen, xem ra kịch liệt độc tố không riêng gì xâm lấn trung niên nam nhân trái tim, đồng thời đã ở trung niên thân thể của nam nhân trong hoàn toàn khuếch tán khai tới. Diệp Thần Phong biết hiện tại phải muốn nắm chặt thời gian, nếu không đợi được kịch liệt độc tố ăn mòn trung niên nam nhân tất cả khí quan sau, ngay cả hắn chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách. Cho nên, Diệp Thần Phong lập tức từ trong lòng ngực lấy ra tùy thân mang theo châm cứu bao, từ châm cứu bên trong bọc rút ra 5 căn ngân châm, lợi dụng cái bật lửa tới cấp ngân châm tiêu độc. Gặp Diệp Thần Phong cầm ra châm cứu bao, Tiền Vạn Khải đẳng người biết hắn muốn ghim kim. Có thể trung niên nam nhân loại trạng thái này ghim kim còn hữu dụng không? Trong lúc nhất thời ở đây quỷ y môn đệ tử mặt thường sôi nổi lộ ra vẻ khinh thường, bọn họ đương nhiên cũng không hy vọng Diệp Thần Phong cứu tỉnh cái này trung niên nam nhân. Dù sao nếu như Diệp Thần Phong thật thắng, bọn họ có thể cũng là muốn quỳ xuống nói xin lỗi. Rác rưởi, người cho là dùng vài căn phá châm là có thể cứu tỉnh cái này người sao? Bớt ở trước mặt chúng ta cố lộng huyền hư. Bốn người các ngươi còn là vội vàng cho chúng ta quỳ xuống xin lỗi. Chính là nói a, ta còn chưa từng thấy qua tượng tiểu tử này giống nhau không biết lượng sức người, rõ ràng không có bản lãnh gì, có thể hết lần này tới lần khác còn muốn sung đầu to, kết quả là cũng chỉ là nhượng người cười nhạo nguyên liệu. Chu vi quỷ y môn đệ tử ngươi một câu, ta một câu. Từng chuyện mà nói là bất diệt nhạc hồ, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong chính là một cái nhảy nhót vai hề. Có thể bọn họ không biết chân chính nhảy nhót vai hề rốt cuộc là ai. Chuẩn bị ghim kim cứu người Diệp Thần Phong không đếm xỉa tới hội những. Này món lòng, có thể một bên Tần Nghị, Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ, ba người bọn hắn nghe đến mấy cái này quỷ y môn đệ tử lần lượt vũ nhục Diệp Thần Phong ngôn ngữ sau, sắc mặt của bọn họ biến được càng khó coi. Các ngươi còn dám vũ nhục lão đại ta một câu thử nhìn một chút. Tần Nghị cực lực khống chế được tâm tình. Thân thể trong tận lực ẩn núp thực lực, có loại lập tức muốn bộc phát ra cảm giác. Các ngươi những, này ngu ngốc, các ngươi biết huynh đệ ta y thuật cao bao nhiêu siêu sao? Các ngươi biết huynh đệ ta vì sao muốn tới quỷ y môn sao? Bởi vì ta huynh đệ hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm, các ngươi những. Này người sau đó cũng chỉ là tay của huynh đệ ta hạ mà thôi. Tôn Hằng Phi nhìn không được gầm hét lên. Ha ha ha. Ở đây quỷ y môn đệ tử một trận trầm mặc sau đó, cực độ tiếng cười chói tai phóng lên cao. Tôn Hằng Phi, ngươi có thể hay không không khoác lác? Tiểu tử này hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm, ngươi tại sao không nói tiểu tử này là thần tiên hạ phàm? Tôn Hằng Phi, các ngươi tính toán này là nhận thua. Thậm chí ngay cả cái này loại lời nói dối đều nói đi ra. Quỷ vương thập tam châm là ai đều có thể đủ tùy tiện hiểu thấu đáo sao? Ngươi thật đúng là khi chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Tuần Lễ Hào sinh đè ép áp tay, những người ở chỗ này tạm thời ngừng nghị luận. Vừa cười vừa nói, các vị sư huynh sư đệ, đã như vậy, kế tiếp để chúng ta để thưởng thức cái này cái gọi là hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm cao nhân, y thuật có lợi hại bực nào. Tiền Vạn Khải đang nghe Tôn Hằng Phi liền lời như vậy nói hết ra, hắn trong lòng tự càng khẳng định Diệp Thần Phong 100% là đang hư trương thanh thế. Trong lòng một tia nghi ngờ cũng biến mất không thấy. Tôn Hiểu Lệ gặp Tôn Hằng Phi cùng Tần Nghị còn muốn cùng những. Này người tranh cãi, nàng vỗ vỗ bả vai của hai người. Bình thản chung có chứa một ít thịnh nộ nói rằng, sự thực thắng hùng biện, chúng ta hà tất đi theo những con ruồi này phân cao thấp. Đang lúc mọi người tranh cãi ầm ĩ thời gian, Diệp Thần Phong đã có thể bắt đầu động thủ, ngón tay nắm bắt ngân châm, 5 căn dùng cái bật lửa tiêu độc hoàn tất ngân châm. Như nước chảy mây trôi như đâm vào trung niên nam nhân trái tim chung quanh 5 cái huyệt vị chung, tại ghim kim trong quá trình hắn tịnh không có lợi dụng đến linh hồn lực, cho nên tại cái khác người xem ra, Diệp Thần Phong chát ra cái này nam châm là bình thường không thể đủ tái phổ thông nam châm. Có thể kỳ thực ni, cái này nam châm cũng không bình thường, cái này là một bộ là ngũ vị nghịch hành châm châm pháp, là đời trước Diệp Thần Phong sở học được. Cái này nam châm phân biệt ngăn lại trung niên nam nhân trái tim chung quanh 5 cái huyệt vị. Quang như vậy, đây chính là một bộ bình thường châm pháp, có thể Diệp Thần Phong còn muốn dùng linh hồn lực để kích thích bộ này châm pháp, như vậy tài năng đủ nhượng ngũ vị nghịch hành châm công hiệu chân chính phát huy được. Đây là trong truyền thuyết quỷ vương thập tam châm, ta xem là đại tiện 13 châm đi. Hai tử, mau về nhà tắm một cái ngủ đi.
Tuần Lễ Hào sinh nhìn không được giễu cợt nói. Tiểu tử, hiện tại nhận thua đi, ta cũng không đến mức như vậy làm khó dễ các ngươi, không chính là quỳ xuống xin lỗi sao? Đây đối với các ngươi những này phế vật mà nói không phải chuyện bình thường như cơm bữa. Tiền Vạn Khải vênh váo hung hăng nói rằng, Diệp Thần Phong vẫn như cũ là không để ý đến những này người, tại ngăn lại trung niên nam nhân trái tim chung quanh năm cái huyệt vị sau, hắn tướng tay phải bàn tay đặt tại trung niên nam nhân trên bụng, cuồn cuộn không ngừng nhu hòa linh hồn lực quán chú đến trung niên nam nhân thể nội. Nguyên bản không có bất luận cái gì đặc biệt ngũ vị nghịch hành châm, năm căn ngân châm thượng chợt bắt đầu tản mát ra quang mang nhàn nhạt, mà trung niên nam nhân trên da hiện ra hắc sắc đang từ từ hội tụ đến một chỗ. Cái này ngũ vị nghịch hành châm có thể nhượng nhân thể huyết lưu động, ngắn thời gian bị thi triển châm pháp người khống chế, Diệp Thần Phong chính là muốn lợi dụng phương pháp như vậy để tướng trung niên nam nhân thể nội độc tố toàn bộ bước ra tới. Hội tụ đến một chỗ hắc sắc đang chậm rãi hướng tới ngực di chuyển, cuối cùng di chuyển đến trung niên cổ của nam nhân khẩu, nguyên bản nhắm mắt lại nằm tại tấm ván gỗ thượng trung niên nam nhân, hắn chợt từ tấm ván gỗ thượng ngồi dậy, phốc một tiếng. Khẩu trung phun ra một hơi hắc sắc huyết, bất ngờ không kịp đề phòng phun tại Tiền Vạn Khải mặt thượng, có thể dùng Tiền Vạn Khải mặt thượng dính đầy máu đen. Từ tấm ván gỗ thượng ngồi xuống trung niên nam nhân, mặt thượng là gương mặt mê man, lẩm bẩm, chúng tôi không phải tại sơn thượng khảm đầu gỗ sao? Đúng, chúng tôi ở trong núi hái được một cái hồng sắc trái cây, ăn sau đó cái bụng tựu đặc biệt đau, cuối cùng tựu không cảm giác. Trung niên nam nhân nhìn đến Diệp Thần Phong tại nhổ trên người của hắn ngân châm, lập tức hướng về phía Diệp Thần Phong nói rằng, là ngươi cứu chúng tôi sao? Chúng tôi phải cảm ơn ngươi, ngươi là chúng tôi ân nhân cứu mạng, ngươi muốn chúng tôi thế nào báo ngươi? Thân thể của ngươi đã không có vấn đề gì, ta không yêu cầu ngươi báo đáp, ngươi có thể đi về nhà, trong nhà của ngươi người khẳng định rất lo lắng ngươi. Diệp Thần Phong khoát tay áo nói rằng, nghe được Diệp Thần Phong nhắc tới người nhà. Trung niên nam nhân cái này tài vô cùng lo lắng từ tấm ván gỗ thượng đi xuống, trực tiếp cấp Diệp Thần Phong dập đầu ba cái, nói rằng, chúng tôi về nhà trước đi xem chúng tôi ra vợ, ân công có thời gian nhất định phải tới chúng tôi trong nhà làm khách, chúng tôi sẽ ngủ ở cách nơi này không xa trong thôn, đến trong thôn ân công ngươi chỉ cần hỏi một chút đầu gỗ là nhà ai thì tốt rồi, chúng tôi biệt hiệu đã bảo làm đầu gỗ. Nói xong, trung niên nam nhân liền vội vàng hướng tới sơn hạ đi. Thẳng đến trung niên nam nhân sau khi rời đi, ở đây quỷ y môn người cũng không có phục hồi tinh thần lại, nhất là vừa tấn thăng làm trưởng lão Tiền Vạn Khải, hắn vạn lần không ngờ cái này bệnh nguy kịch trung niên nam nhân, cuối cùng vậy mà thật hội bị Diệp Thần Phong cấp cứu tỉnh. Cái này không phù hợp logic à, còn có hắn thực sự nhìn không ra vừa rồi Diệp Thần Phong thi triển châm pháp có cái gì đặc biệt. Đương nhiên, Tiền Vạn Khải có thể sẽ không cho là Diệp Thần Phong vừa rồi thi triển chính là Quỷ Vương Thập Tam Châm, dù sao Quỷ Vương Thập Tam Châm nhiều năm như vậy đều không có người có thể hiểu thấu đáo, làm sao có thể bị một người trẻ tuổi hiểu thấu đáo ni. Lại mà nếu như Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo Quỷ Vương Thập Tam Châm, như vậy Quỷ Y Môn khẳng định hội an bài người đang Diệp Thần Phong bên người chiếu cố, có thể Diệp Thần Phong bên người liền một cái Quỷ Y Môn đệ tử cũng không có. Cho nên, Tiền Vạn Khải chỉ cho rằng Diệp Thần Phong thi triển là một loại đặc thù châm pháp, đối với bọn hắn thầy thuốc mà nói, độc môn y thuật có to lớn lực hấp dẫn, cho nên Tiền Vạn Khải hiện tại trong lòng không có nghĩ muốn cấp Diệp Thần Phong quỳ xuống xin lỗi, mà là muốn thế nào từ Diệp Thần Phong cầm trong tay đến loại châm pháp này châm phổ. Không biết, đây là chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí điệu thấp. Chương 676, da mặt có thể thật là dày. Hiện tại các ngươi có thể quỳ xuống, chớ quên vừa rồi đáp ứng rồi sự tình, quỷ y môn người không hội như thế không nói tín dụng đi. Tôn Hằng Phi khi nhìn đến trung niên nam nhân đi xuống núi sau, hắn lập tức hứng thú tràn đầy mở miệng nói rằng. Đúng, vừa rồi các ngươi là thế nào chửi bới lão đại ta? Các ngươi phải muốn cấp lão đại ta quỳ xuống xin lỗi. Tần Nghị cũng lập tức nói rằng. Quỳ xuống xin lỗi, Tôn Hiểu Lệ lạnh giá khuôn mặt này nói rằng. Chu vi quỷ y môn đệ tử còn không có từ chuyện mới vừa rồi trung hoãn quá thần lai, cái kia trung niên nam nhân rõ ràng là độc khí công tâm, ngay cả trưởng lão Tiền Vạn Khải cũng không có biện pháp trị liệu, làm sao có thể bị một người trẻ tuổi chữa trị xong. Cái này để cho bọn họ có loại dường như cảm giác đang nằm mơ. Những, này quỷ y môn đệ tử làm sao cam tâm quỳ xuống.
Chính cái gọi là nam nhi dưới trướng có hoàng kim, cái này trên thế giới có chút ngu ngốc chính là như thế buồn cười, rõ ràng là không làm được sự tình, có thể hết lần này tới lần khác còn muốn cùng người khác cược, đến thời khắc quan trọng nhất, bọn họ trong lòng hội đem tôn nghiêm cho rằng là mượn cớ, một cái chân chính có tôn nghiêm người hội không giữ lời hứa sao. Còn có bọn họ vừa rồi đối đãi Diệp Thần Phong chúng nhân là một bộ cái gì sắc mặt. Nếu như nói Diệp Thần Phong thua, bọn họ khẳng định hội càng hung hăng càn quấy đi. Khẳng định hội yếu nhượng Diệp Thần Phong bọn họ quỳ xuống nói xin lỗi đi. Diệp Thần Phong nhún vai, ánh mắt nhìn chăm chú vào Tiền Vạn Khải, hỏi các ngươi bây giờ là không phải nên quỳ xuống nói xin lỗi. Gặp Tiền Vạn Khải không trả lời ngay. Tôn Hằng Phi vừa cười vừa nói, các ngươi không dưới quỵ xin lỗi cũng được, như vậy các ngươi chính là quy cháu trai, chính là không có nửa người dưới đồ chơi kia người, các ngươi những. Này người sống quả thực là cho chúng ta nam nhân mất mặt, liền đã nói cũng không thể đủ tuân thủ người. Các ngươi nói các ngươi còn xứng làm nam nhân sao? Nhu hòa dương quang từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống, có thể đây không tính là nóng bỏng dương quang. Lại có thể dùng Tiền Vạn Khải đôi má nóng hừng hực. Hắn vừa mới vừa tấn thăng làm quỷ y môn trưởng lão, vừa mới vừa hưởng thụ bị người tôn kính tư vị, hắn một cái đường đường trưởng lão làm sao có thể cấp vài cái thanh niên nhân quỳ xuống. Huống chi hắn còn muốn cầm đến Diệp Thần Phong vừa rồi loại châm pháp châm phổ, cứ như vậy hắn tại quỷ y môn trưởng lão trong hàng ngũ khẳng định có thể càng đi về phía trước một bước, dù sao quỷ y môn là dùng y thuật nghe tiếng môn phái, đối với quỷ y môn đệ tử mà nói, y thuật so thực lực tới càng trọng yếu hơn. Tiền Vạn Khải sắc mặt âm trầm xấu xí, nói rằng, tiểu tử, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ta xem quỳ xuống thì không cần, người chịu đựng nổi chúng ta ở đây mọi người cho ngươi quỳ xuống sao? Cái này không chính là bằng bôi nhỏ chúng ta toàn bộ quỷ y môn sao? Lẽ nào các ngươi muốn cùng toàn bộ quỷ y môn là địch? Tiền Vạn Khải chuyện phiếm năng lực trái lại thẳng cao thâm, chỉ một cái tử tự liên lụy đến toàn bộ quỷ y môn. Cứ như vậy nếu như Diệp Thần Phong chúng nhân còn phải kiên quyết để cho bọn họ quỳ xuống lời nói, coi như là đắc tội toàn bộ quỷ y môn. Đến lúc đó Tiền Vạn Khải bọn họ lại lật ngược phải trái một phen, cho dù Trấn Thiên Môn cùng quỷ y môn có chút sâu xa, đến khi đó chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Tiền trưởng lão nói không sai, chúng ta không phải là không muốn tuân thủ hứa hẹn, mà là không thể bởi vì chúng ta bôi nhỏ toàn bộ quỷ y môn. Đúng. Cho nên sự tình hôm nay ta xem tựu dừng ở đây. Không phải mới vừa mọi người đều đang nói đùa mà. Tôn Hằng Phi, các ngươi cũng không cần được voi đòi tiên, dù sao nơi này là chúng ta quỷ y môn địa phương, lẽ nào các ngươi thật muốn đem quan hệ náo cứng phải không? Có Tiền Vạn Khải đệ nhất cái mở miệng sau đó, cái này hai mươi mấy người quỷ y môn đệ tử cũng biến thành lẽ thẳng khí hùng lên. Nếu cái này kiện sự tình đã giải quyết rồi. Như vậy chúng ta để giải quyết một chuyện khác, Tiền Vạn Khải tự quyết định, ánh mắt lần thứ hai tập trung đến Diệp Thần Phong trên người. Quát dẹp đường, tiểu tử, người cái này toàn thân y thuật là từ đâu tới? Ta hiện tại tài nhớ tới ngươi vừa rồi thi triển là chúng ta Tiền gia bị đạo đã lâu châm pháp, khó trách ta nhìn hội quen thuộc như vậy. Tiền Vạn Khải là vẻ mặt thành thật cùng phẫn nộ, hình như nói thật đúng là tưởng chuyện như vậy. Tiền Vạn Khải đích thật là một cái y thuật gia tộc sinh ra, hắn là tại sao lại tài bái nhập quỷ y môn môn hạ, với lại Tiền gia tại phụ cận cũng là có chút danh tiếng, cho nên ở đây đệ tử đều biết thân phận của Tiền Vạn Khải. Tại Tiền Vạn Khải nói ra lời nói này sau đó, ở đây quỷ y môn đệ tử bất kể Tiền Vạn Khải nói là đúng hay sai, bọn họ mỗi một người đều đứng ở Tiền Vạn Khải bên này, vừa rồi tại Diệp Thần Phong chúng nhân trong tay kinh ngạc, bọn họ trong lòng chính đặc biệt không sai. Tiền Vạn Khải đồ đệ ngược lại cũng là một cái cơ linh người, gặp sư phụ của mình nói như vậy, Chu Hào Sinh lập tức mở miệng quát dẹp đường, tốt ngươi cái tiểu tử, nói, sư phụ ta Tiền gia độc môn châm pháp ngươi là từ đâu trong có được. Còn không vội vàng giao trả lại cho ta sư phụ, nếu không ngày hôm nay ngươi đừng hòng phải ly khai quỷ y môn. Diệp Thần Phong vẻ mặt cười nhạt nhìn Tiền Vạn Khải chúng nhân, hắn biết Tiền Vạn Khải nhất định là ham hắn vừa rồi thi triển châm pháp. Tôn Hằng Phi gặp người ở chỗ này không có quỳ xuống xin lỗi, ngược lại thì càng lớn lối lên, hình như muốn ham hắn huynh đệ Diệp Thần Phong châm pháp. Đây quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Thiệt thòi ngươi còn là quỷ y môn trưởng lão, ngươi vẫn có thể lại vô sỉ một chút sao? Ngươi không chính là muốn có được huynh đệ ta châm phổ sao?
ngươi dùng được lập nhiều như vậy mượn cớ. Tốt, ngày hôm nay chúng ta tự đi tìm quỷ y môn trưởng môn bình phân xử. Tôn Hằng Phi không thối lui chút nào nói rằng, hắn biết chỉ muốn gặp được quỷ y môn trưởng môn, cùng với quỷ y tam thánh chi một đường bá thăng, ở đây những. Này ngươi tự hoàn toàn kêu gào không đứng dậy. Tôn Hằng Phi, chú ý ngươi nói thái độ, sư phụ ta là quỷ y môn trưởng lão, lẽ nào hắn còn có thể lập lời nói dối sao? Sư phụ ta nói tiểu tử này thi triển là hắn tiền ra độc môn châm pháp, cái này chắc chắn sẽ không có sai. Chu Hào Sinh tại sư phụ của mình trước mặt cực lực biểu hiện. Tốt một điều hội vuốt mông ngựa cẩu. Diệp Thần Phong bình thản nhìn Chu Hào Sinh, lại tiếp tục nói, chiếu ngươi nói như vậy, sư phụ ngươi nói cái gì đều là đối với. Hắn muốn nói ngươi là một đống đại tiện, ngươi tự thật là một đống đại tiện. Nếu là hắn làm ngươi mẹ già, cuối cùng nói là bị ngươi làm, tự thật là bị ngươi làm. Chu Hào Sinh bị Diệp Thần Phong lời nói này là sang được sắc mặt đỏ lên không gì sánh được, khẩu trung muốn phản bác, có thể nghĩ không ra bất kỳ phản bác nào từ ngữ tới, chỉ là trên ngực hạ phập phồng lợi hại. Tốt ngươi cái răng tiêm khẩu lợi tiểu tử, lẽ nào ngươi muốn bức ta động thủ sao? Đem ngươi vừa rồi thi triển châm pháp châm phổ cấp ta nhìn một cái, nếu như là ta nhìn lầm, ta sẽ xin lỗi ngươi. Dù sao Trấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn có chút sâu xa, Tiền Vạn Khải cũng không dám làm thật quá mức, cho dù muốn động thủ hắn cũng phải muốn tìm một vạn toàn mượn cớ. Cho nên, Tiền Vạn Khải mới nói nếu như vậy giả thiết câu nói, chỉ cần hắn có thể nhìn đến châm phổ, hắn đúng trí nhớ của mình lực còn là rất tự tin. Có thể vạn nhất Diệp Thần Phong chúng nhân hay là muốn cường ngạnh, như vậy hắn cũng có động thủ viện cớ, đến lúc đó cho dù Quỷ Y Môn truy cứu tới, hắn cũng có thể đường hoàng có một phen bản thân lý do thoái thác. Tiểu tử, ngươi lẽ nào không nghe được Tiền trưởng lão nói sao? Tiền trưởng lão có thiên giai thượng phẩm thực lực, ngươi cũng không nên bản thân tìm không thoải mái. Tôn Hằng Phi, ngươi khuyên nhủ cái này không biết sống chết tiểu tử, Tiền trưởng lão chỉ là muốn xem hắn châm phổ mà thôi, lại nói nếu như hắn thi triển chính là tiền gia độc môn châm pháp, như vậy bút chướng này không muốn thật tốt tính một lần, nếu như hắn thi triển không phải tiền gia độc môn châm pháp, Tiền trưởng lão cũng nói. Hắn hội nói xin lỗi. Tôn Hằng Phi chúng nhân nghe chu vi quỷ y môn đệ tử ngôn ngữ, trên mặt bọn họ một đám lộ ra nụ cười khinh thường, Diệp Thần Phong thế nhưng liền tiên thiên cảnh sơ kỳ cao thủ đều có thể đủ đánh bại, chính là một cái thiên giai thượng phẩm toán cá điểu mao. Sợ rằng tại Diệp Thần Phong trước mặt liền cái rắm đều không tính là. Diệp Thần Phong nhìn Tiền Vạn Khải, nói rằng, cấp ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể cầm hạ ta. Ta liền đem châm phổ cho ngươi xem. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta để ngươi biết sự lợi hại của ta. Gặp Diệp Thần Phong như vậy không thức thời vụ, Tiền Vạn Khải biết bản thân phải muốn động thủ, thật sự là vừa rồi Diệp Thần Phong thi triển châm pháp quá hấp dẫn hắn, toàn thân thiên giai thượng phẩm thực lực tức khắc tăng lên lên, hướng Diệp Thần Phong vọt tới, xòe bàn tay ra chuẩn bị bắt Diệp Thần Phong hai điều cánh tay. Nhưng vào lúc này, đương ở đây quỷ y môn đệ tử đều cho rằng Diệp Thần Phong nhất định sẽ bị Tiền trưởng lão bắt thời gian. 3. Nhất thanh thúy hưởng. Diệp Thần Phong tùy ý vung ra một cái bàn tay, tốc độ sắp tới cực hạn, có thể dùng Tiền Vạn Khải căn bản không phản ứng kịp, đã bị Diệp Thần Phong một tát này cấp phiến chung, má trái gò má hoàn toàn lõm đi xuống, máu tươi không ngừng từ trên gương mặt chảy ra, cả người tượng con ruồi thông thường bị phách bay ra ngoài. Người này da mặt có thể thật là dày. Diệp Thần Phong tùy ý lắc lắc bàn tay nói rằng, chương 677, phải xui xẻo. Giữa lúc Diệp Thần Phong một cái tát tướng Tiền Vạn Khải phách bay ra ngoài thời gian. Đường Bá Thăng vừa thông báo xong quỷ y môn trưởng môn về Diệp Thần Phong sự tình, kết quả là quỷ y môn trưởng môn lập tức nhượng Đường Bá Thăng đem Diệp Thần Phong mời được trong phòng của hắn đi. Đường Bá Thăng đang chuẩn bị vội vàng hướng tới giữa sườn núi đuổi thời gian. Hai cái cùng Đường Bá Thăng tuổi không sai biệt lắm lão đầu ngăn cản đường đi của hắn, hai cái này lão đầu chung một người mặc thanh sắc quần áo tên là Hoa Văn Thông, một người khác mặc màu xám nắng quần áo tên là La Nam Trần, hai cái này lão đầu chính là Quỷ Y Tam Thánh chung hai người khác. Bởi Đường Bá Thăng vừa về tới Quỷ Y môn tự đi gặp trưởng môn, Hoa Văn Thông cùng La Nam Trần còn không biết Quỷ Vương Thập Tam Châm bị người hiểu thấu đáo sự tình, Hoa Văn Thông vừa cười vừa nói, Đường lão đầu. Ngươi đi như thế cấp làm gì? Ngươi lại không cần đi đầu thai, đúng, ngươi không phải đi trị liệu Trấn Thiên Môn trưởng môn nữ nhi Tôn Mỹ Hinh bị bệnh sao?
Tôn Mỹ Hinh bệnh tình có không có chuyện tốt? Đường lão đầu, lần sau có muốn hay không chúng ta hai cái cùng đi với ngươi một chuyến? Chúng ta quỷ y tam thánh đi ra mã, hay là vẫn có thể tướng Tôn Mỹ Hinh cứu tỉnh? La Nam Trần cũng thuận miệng nói rằng, Đường Bá Thăng hiện ở nơi nào có thời gian cùng cái này hai lão đầu lời vô ích. Hắn lập tức muốn đuổi đi đem Diệp Thần Phong mời lên đi. Vì vậy không nhịn được nói, hai người các ngươi lão đầu không cần cấp ta dài dòng, Tôn Mỹ Hinh bệnh đã hoàn toàn tốt, nàng cũng thử hôn mê tỉnh táo lại. Điều đó không có khả năng. Hoa Văn Thông cùng La Nam Trần miệng đồng thanh nói rằng, bởi vì bọn họ hai cái cũng là biết Tôn Mỹ Hinh bệnh tình, theo bọn họ Tôn Mỹ Hinh đời này có thể tỉnh lại xác suất đặc biệt thấp, mà Đường Bá Thăng y thuật cùng bọn họ hai cái tại sàn sàn như nhau trong lúc đó. Cho nên bọn họ không tin Đường Bá Thăng có thể tướng Tôn Mỹ Hinh cứu tỉnh. Hoa Văn Thông cùng La Nam Trần hai người chính là không cho Đường Bá Thăng ly khai, Đường Bá Thăng cái này tài hơi chịu đựng hạ tính tình. Nói rằng, Quỷ Vương Thập Tam Châm bị người hiểu thấu đáo, Tôn Mỹ Hinh là bị Quỷ Vương Thập Tam Châm cứu tỉnh, với lại ta còn đang Trấn Thiên Môn thấy được Thất Tinh Hồi Mệnh Châm cảnh giới cao nhất, ta hiện tại sẽ thỉnh vị tiên sinh kia đi gặp trưởng môn. Quỷ Vương Thập Tam Châm bị hiểu thấu đáo. Thất Tinh Hồi Mệnh Châm cảnh giới cao nhất. Hoa Văn Thông cùng La Nam Trần nghe được Đường Bá Thăng lời nói này sau, hai cái này lão đầu là hoàn toàn không bình tĩnh, bọn họ hai cái cũng giống như Đường Bá Thăng. Thuộc về triệt đầu triệt đuôi y học người điên, đột nhiên nghe thế hai cái tin chấn phấn lòng người. Làm sao có thể nhượng hai cái này lão đầu giữ được tính táo nữa? Hoa Văn Thông chợt ôm đồm ra Đường Bá Thăng cánh tay, hỏi, Đường lão đầu, người không có ở cùng ta nói đùa sao? La Nam Trần là khuôn mặt kích động đỏ lên, cũng lập tức nói rằng, Đường lão đầu, cái này loại vui đùa khai không thể nào, người cũng đừng để cho ta môn hai cái cao hứng hụt một hồi. Nếu không chúng ta hai cái cần phải muốn đem ngươi gian nhà hủy đi không thể. Ai có thời gian cùng các ngươi nói đùa. Bất quá, cái kia hiểu thấu đáo Quỷ Vương Thập Tam Châm, đồng thời tướng Thất Tinh Hồi Mệnh Châm cảnh giới cao nhất thi triển ra, là một cái 20 nhiều tuổi thanh niên nhân. Tốt, ta không thể đủ tại hai người các ngươi lão đầu trên người làm lỡ thời gian, ta muốn lập tức đi thỉnh vị tiên sinh kia. Đường Bá Thăng không vui nói. Chúng ta hai cái cũng cùng đi. Hoa Văn Thông cùng La Nam Trần lại một lần nữa miệng đồng thanh nói rằng, bọn họ gặp Đường Bá Thăng không tượng là đang nói đùa, trong lòng tâm tình tự càng hưng phấn, đối với bọn hắn mà nói, cái này trên thế giới không có so y thuật càng trọng yếu hơn. Hai người các ngươi lão đầu muốn đi cũng có thể, bất quá. Ta trước đó cần phải nói rõ với các ngươi bạch, các ngươi không cần cho rằng đối phương tuổi còn nhỏ. Tự khinh thường đối phương, ta là đã từng kiến thức qua đối phương cao siêu y thuật. Các ngươi nếu là đem vị tiên sinh kia làm cho tức giận, sợ rằng trưởng môn, thậm chí là tiền nhiệm trưởng môn đều sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đường Bá Thăng cấp hai cái này lão đầu gõ cảnh báo. Đường lão đầu, người yên tâm đi, ta không phải người không phân biệt nặng nhẹ, không trông mặt mà bắt hình dong đạo lý ta vẫn hiểu. Hoa Văn Thông bảo đảm nói. Tốt, Đường lão đầu, chúng ta nhanh đi thỉnh vị tiên sinh kia đi. Không cần nhường vị tiên sinh kia đợi lâu. La Nam Trần thúc giục. Vì vậy, cái này ba cái lão đầu hấp tấp hướng trên sườn núi chạy đi, dọc theo đường đi quỷ y môn đệ tử nhìn thấy cái này quỷ y tam thánh sau, một đám là sôi nổi hướng cái này ba cái lão đầu cung kính chào hỏi, bọn họ không nghĩ ra đường đường quỷ y tam thánh, cái này cổ võ giới trung đại biểu cho đỉnh cấp y thuật nhân vật, bọn họ như thế vội vàng đi làm gì. Tại quỷ y tam thánh vội vàng hướng tới sườn núi chỗ vườn thuốc đuổi thời gian. Nơi đó bầu không khí đặc biệt quỷ dị, chừng 20 tên quỷ y môn đệ tử, bọn họ nguyên bản cho là nên xuất hiện hình ảnh, nhất định là Diệp Thần Phong dễ dàng bị Tiền Vạn Khải cấp bắt, ai biết đạo cuối cùng Diệp Thần Phong tượng đập con ruồi dường như, trực tiếp tướng có thiên giai thượng phẩm thực lực Tiền Vạn Khải đánh bay. Cái này có muốn hay không như thế nghiêu bê? Bị một cái tát phách bay ra ngoài Tiền Vạn Khải, hắn sợ bản thân trên gương mặt lõm đi xuống xương. Lại mà nhìn đến trên bàn tay nhiễm đến máu tươi, cơn giận của hắn tức khắc dâng trào, hắn đường đường quỷ y môn trẻ tuổi nhất trưởng lão, lại bị một cái tiểu tử cấp một cái tát đánh bay. Tiền Vạn Khải tuy rằng kinh ngạc Diệp Thần Phong thực lực cường hãn, thế nhưng hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này, từ dưới đất bò dậy sau, quát dẹp đường, tiểu tử, người cũng dám tại chúng ta quỷ y môn xuất thủ đả thương người, người đây thật là muốn cùng chúng ta toàn bộ quỷ y môn là địch. Ngươi có thể không nên hối hận.
Cảm thụ được trên gương mặt toàn tâm đau đớn, Tiền Vạn Khải mặt thượng biểu tình là càng dữ tợn, hắn phải muốn lập tức đem chuyện này thông chi Quỷ Y Môn, dù sao ở đây Quỷ Y Môn đệ tử đều là đứng tại hắn bên này, đến lúc đó cả kiện chuyện đã xảy ra còn không phải tùy ý hắn bịa đặt sao. Tiểu tử, người đây là đang tự tìm cái chết, người chờ đã bị Quỷ Y Môn nghiêm phạt đi. Chu Hào Sinh đứng tại sư phụ hắn Tiền Vạn Khải bên cạnh kêu gào. Diệp Thần Phong nhìn đến những con ruồi này còn không dứt, vừa định muốn xuất thủ lần nữa, cách đó không xa Đường Bá Thăng đẳng ba cái lão đầu tại hướng tới ở đây bôn chạy tới. Nguyên bản Tiền Vạn Khải đang chuẩn bị nhượng người đi thông chi Quỷ Y Môn người, bây giờ một tới thì tới ba cái cấp quan trọng chính là nhân vật, phải biết rằng Quỷ Y Tam Thánh tại Quỷ Y Môn chung là trừ trưởng môn ở ngoài quyền lợi cao nhất, ở đây Quỷ Y Môn đệ tử cùng với trưởng lão Tiền Vạn Khải. Bọn họ sôi nổi đi ra phía trước nghênh tiếp Đường Bá Thăng đám ba người, Diệp Thần Phong trái lại tại dùng hai cái ghế chống đỡ lên tấm ván gỗ thượng ngồi xuống. Nói thật đi, Diệp Thần Phong trong lòng có chút khó chịu, không sai cái này Quỷ Y Môn chung người tố chất thế nào cứ như vậy thấp. Hắn chuẩn bị nhìn Đường Bá Thăng muốn xử lý như thế nào cái này kiện sự tình. Nếu để cho hắn không hài lòng, hắn cũng không có hứng thú đi giải Quỷ Vương Thập Tam Châm bí mật, lập tức phủi mông một cái đã đi người. Sở hữu Quỷ Y Môn đệ tử, bao quát trưởng lão Tiền Vạn Khải đều rất cung kính, mà Diệp Thần Phong nhưng ở cái này thời gian ngồi xuống, Tần Nghị đám ba người cũng không có đi lên trước, vẫn như cũ là đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh, điều này làm cho Tiền Vạn Khải lộ ra một tia cười lạnh, nhìn đến Diệp Thần Phong như thế vô lễ cùng hung hăng càn quấy, như vậy hắn đợi một lát tự càng nắm chắc khí bịa đặt cùng bố trí. Cái khác Quỷ Y Môn đệ tử khi nhìn đến Diệp Thần Phong hành vi sau, bọn họ đồng dạng trong lòng là tại nhìn có chút hả hê, bọn họ đặc biệt rõ ràng Quỷ Y Tam Thánh cổ quái tính tình, nếu như đắc tội Quỷ Y Tam Thánh coi như là đắc tội toàn bộ Quỷ Y Môn, cho nên những này Quỷ Y Môn đệ tử cho rằng ngày hôm nay Diệp Thần Phong chúng nhân tất nhiên phải xui xẻo, cho dù Trấn Thiên Môn cùng Quỷ Y Môn có chút sâu xa thì như thế nào. Huống chi Diệp Thần Phong còn ra tay đả thương Quỷ Y Môn trưởng lão. Trưởng lão Tiền Vạn Khải cùng cái khác Quỷ Y Môn đệ tử sôi nổi cung kính hướng Quỷ Y Tam Thánh chào hỏi, khóe mắt dư quang tại liếc đến Diệp Thần Phong vẫn như cũ là lúc ngồi, bọn họ trong lòng mắng to Diệp Thần Phong ngu ngốc, liền Tôn Hằng Phi chúng nhân cũng cùng nơi mắng, nếu như nói Diệp Thần Phong không biết Quỷ Y Tam Thánh thân phận, như vậy Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ làm sao có thể không biết. Bọn họ hai cái lại còn là kiên trì đứng tại Diệp Thần Phong bên cạnh. Mọi người ở đây hướng Quỷ Y Tam Thánh chào hỏi thời gian, Đường Bá Thăng ở trong đám người nhìn tới nhìn lui, cuối cùng đưa mắt như ngừng lại, ngồi ở phía sau tấm ván gỗ thượng Diệp Thần Phong trên người, Hoa Văn Thông cùng La Nam Trần ánh mắt theo Đường Bá Thăng ánh mắt, đồng dạng là như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Nhìn đến Quỷ Y Tam Thánh ánh mắt lần lượt nhìn về phía Diệp Thần Phong, Tiền Vạn Khải sắc mặt là càng tới càng vui mừng, chu vi Quỷ Y Môn đệ tử mặt thượng là càng tới càng hưng phấn. Bọn họ chỉ còn chờ Quỷ Y Tam Thánh đúng Diệp Thần Phong chúng nhân nổi gióa. Theo bọn họ Diệp Thần Phong như vậy vô lễ, Quỷ Y Tam Thánh nhất định hội bão nổi. Cho nên, Diệp Thần Phong chúng nhân khẳng định phải xui xẻo. Chương 678, trước ngạo mạn sau cung kính. Tại chừng 20 tên Quỷ Y Môn đệ tử, cùng với trưởng lão Tiền Vạn Khải suy nghĩ lung tung thời gian, Đường Bá Thăng mặt thượng đống khởi dáng tươi cười. Từng bước đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, hướng Diệp Thần Phong lộ ra áy náy chi sắc, rất cung kính hướng Diệp Thần Phong, nói rằng tiên sinh, xin lỗi, nhượng ngài đợi lâu. Theo sau Đường Bá Thăng Hoa Văn Thông cùng La Nam Trần, bọn họ hai cái đã trước đó biết Diệp Thần Phong sự tình, cho nên bọn họ không có đúng Diệp Thần Phong niên kỷ tuổi mà cảm thấy đại kinh tiểu quái. Hoa Văn Thông cung kính hướng Diệp Thần Phong, nói rằng tiên sinh. Chúng ta là phụ trách tới mời ngài đi cùng trưởng môn gặp mặt. Đồng dạng, La Nam Trần cũng cung kính hướng Diệp Thần Phong chắp tay, nói rằng, nghe nói tiên sinh y thuật siêu quần, sau đó còn thỉnh tiên sinh ngài nhiều chỉ điểm một chút ta. Ở đây Quỷ Y Môn đệ tử, cùng với trưởng lão Tiền Vạn Khải, bọn họ khi nhìn đến Quỷ Y Tam Thánh không những không có đúng Diệp Thần Phong bão nổi, còn tả một câu tiên sinh, hiếu một câu tiên sinh. Đối đãi Diệp Thần Phong thái độ quả thực là tượng đối đãi bản thân trưởng bối giống nhau, cái này để cho bọn họ trong lúc nhất thời không biết rõ sở đến cùng trạng huống gì. Tiền Vạn Khải bên lõm đôi má không ngừng co quắp, hắn hai con ngươi đều thiếu chút nữa chừng đi ra, trong lòng nguyên bản công tác chuẩn bị tốt một phen lý do thoái thác,
bị hắn trong nháy mắt cấp ném đến lên chín tầng mây, hắn mơ hồ có loại đặc biệt dự cảm bất hảo. Mà cái khác vừa rồi kêu gào quỷ y môn đệ tử, một đám tại trong khoảnh khắc toàn bộ hóa đá, thậm chí liền hô hấp cũng không tự chủ được ngừng lại rồi, một đôi trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ. Diệp Thần Phong ngồi ở tấm ván gỗ thượng không có muốn ý lên tiếng, trái lại một bên Tôn Hằng Phi trước lên tiếng, Đường Gia Gia. Sợ rằng Thần Phong không thể đủ đi thấy các ngươi trưởng môn, nơi này có người cần phải trị Thần Phong tội nhi. Bởi Đường Bá Thăng cùng Tôn Hằng Phi Gia Gia Tôn Dương An là đồng lứa. Cho nên hắn vẫn xưng hô Đường Bá Thăng vì Đường Gia Gia. Quỷ y Tam Thánh đang nghe Tôn Hằng Phi lời nói sau, cái này ba cái lão đầu lập tức cảm giác có chút không đúng lắm. Ánh mắt tức khắc nhìn về phía sau lưng một đám quỷ y môn đệ tử, bọn họ vừa còn không có chú ý, bây giờ thấy Tiền Vạn Khải bên đôi má lõm đi xuống sau đó, sắc mặt của bọn họ là càng âm trầm, bọn họ biết vừa rồi quỷ y môn đệ tử nhất định là cùng Diệp Thần Phong phát sinh xung đột. Đây rốt cuộc là thế nào một hồi sự, ai có thể đủ đứng ra giải thích cho ta thoáng cái? Đường Bá Thăng sụ mặt giận dữ hỏi đạo. Ở đây quỷ y môn đệ tử toàn thân run một cái. Người sáng suốt đều nhìn ra được Diệp Thần Phong tại quỷ y Tam Thánh trong lòng chiếm vô cùng trọng yếu địa vị. Có thể bọn họ vừa lại một lần ác nói tướng hướng, Diệp Thần Phong thế nhưng liền quỷ y Tam Thánh đều muốn cung kính xưng hô một tiếng tiên sinh người A. Ở nơi này là bọn họ những, này đệ tử bình thường có thể đắc tội nổi. Kết quả là, ở đây quỷ y môn đệ tử ánh mắt hữu ý vô ý liếc trưởng lão Tiền Vạn Khải, bọn họ hy vọng Tiền Vạn Khải có thể giải quyết lúc này phiền phức. Tiền Vạn Khải tại cảm giác được từng đạo ánh mắt sau, hắn biết phải muốn tiên phát chế nhân, vì vậy mở miệng hỏi, Đường lão, vừa mới có thể là phát sinh một điểm tiểu tiểu hiểu lầm. Xin hỏi vị tiên sinh này là, Tiền Vạn Khải phải trước phải biết rõ ràng thân phận của Diệp Thần Phong sau, hắn tài năng đủ tính toán nên nói cái gì dạng thoái thác chi từ. Đường Bá Thăng gặp Tiền Vạn Khải không có báo cáo vừa rồi ở đây chuyện đã xảy ra, trái lại còn một bộ không chút hoang mang dáng dấp. Hắn hận không thể trực tiếp tướng Tiền Vạn Khải cấp một cái tát đập chết, lớn tiếng quát dẹp đường Tiền Vạn Khải, đừng tưởng rằng bản thân tấn chức trưởng lão rồi. Ngươi ở đây trước mặt chúng ta là có thể càn rỡ, lẽ nào ngươi nghe không hiểu ta vừa rồi vấn đề sao? Nếu các ngươi muốn biết vị tiên sinh này thân phận, như vậy ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, dù sao cái này rất nhanh thì không phải một bí mật. Đường Bá Thăng trợn mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Tiền Vạn Khải. Tiếp tục nói, vị tiên sinh này hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm. Hắn là chúng ta quỷ y môn vô cùng tôn quý khách nhân, tương lai còn có thể trở thành chúng ta quỷ y môn trưởng môn. Hiện tại các ngươi ai tới thông báo một chút vừa rồi chuyện đã xảy ra. Oanh, oanh, oanh. Đường Bá Thăng lời nói này dường như một khối đá lớn ném vào bình tĩnh mặt hồ trong, nhấc lên một trận lại một trận to lớn gợn sóng, có thể dùng quỷ y môn đệ tử. Cùng với trưởng lão Tiền Vạn Khải ra đầu đều muốn nổ tung tới, bọn họ không có nghĩ đến vừa rồi Tôn Hằng Phi nói là sự thật. Thanh niên nhân này thật hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm. Tiền Vạn Khải thân thể trong lực lượng bị trong nháy mắt tát cạn, hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm ý vị này quỷ y môn từ trên xuống dưới từ nay về sau đều muốn nghe Diệp Thần Phong sai phái, mà hắn vừa rồi lại không biết sống chết còn muốn cướp đoạt Diệp Thần Phong châm phổ. Đây quả thực là ngại bản thân trưởng lão vị trí ngồi rất thư thái. Tiền Vạn Khải thân thể không ngừng run rẩy, cả người một mông ngồi trên mặt đất, nhìn về phía Phong Đạm Vân Khinh ngồi ở tấm ván gỗ thượng Diệp Thần Phong thời gian, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh hoàng cùng không cam lòng. Tiền Vạn Khải đồ đệ Chu Hào Sinh nhìn đến liền sư phụ của hắn đều chật vật ngồi trên mặt đất, nghĩ khởi vừa rồi hắn nương sư phụ hắn là trưởng lão thân phận, không chỉ có một lần vũ nhục cùng trào phúng qua Diệp Thần Phong. Trái tim của hắn hoàn toàn bị sợ hãi cấp bọc lại, nửa người dưới nóng lên, một bãi nước tiểu trực tiếp từ hắn đũng quần trong chảy ra. Còn lại chừng 20 tên quỷ y môn đệ tử, bọn họ một đám đồng dạng là nơm nớp lo sợ, bởi vì vừa rồi bọn họ đều mở miệng trào phúng qua Diệp Thần Phong. Lúc này khi nhìn đến quỷ y Tam Thánh thái độ, cùng với biết được Diệp Thần Phong là hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm người sau, bọn họ đều không biết bản thân cuối cùng hội rơi vào cái gì kết cục. Gặp quỷ y môn đệ tử cùng trưởng lão Tiền Vạn Khải đều không có giải thích nữa, điều này làm cho quỷ y Tam Thánh sắc mặt là càng khó coi. May mà, Tôn Hằng Phi đứng dậy, nói rằng, Đường Gia Gia, ta cho các ngươi nói một chút vừa rồi chuyện đã xảy ra đi. Cả kiện chuyện đã xảy ra là như vậy.
Quỷ Y Tam Thánh đang nghe vừa rồi Tiền Vạn Khải đám người và Diệp Thần Phong cược, sau khi thua một mặt chơi xấu, đến cuối cùng Tiền Vạn Khải vậy mà ham Diệp Thần Phong châm phổ, đây quả thực là tiểu nhân hành vi, đường đường Quỷ Y môn trưởng lão thế nào có thể là thứ bại hoại như vậy. Cái này không phải ném Quỷ Y môn mặt sao? Huống chi, lần này Tiền Vạn Khải cùng chừng 20 tên Quỷ Y môn đệ tử đắc tội là Diệp Thần Phong, tại Quỷ Y Tam Thánh xem ra Diệp Thần Phong đã giống như là tương lai Quỷ Y môn trưởng môn. Cho nên, cái này ba cái lão đầu tận lực dẹp loạn một phen tức giận trong lòng sau, không hẹn mà cùng hướng Diệp Thần Phong thật sâu khom người chào, nói rằng, Diệp tiên sinh, là chúng ta Quỷ Y môn quản giáo vô phương, mới có thể nhượng những bại hoại này tại Quỷ Y môn xuất hiện. Ngày hôm nay chúng ta nhất định hội cấp tiên sinh ngài một cái hài lòng bàn giao. Ngược lại, Quỷ Y Tam Thánh ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Tiền Vạn Khải chúng nhân, Tiền Vạn Khải đồ đệ Chu Hào Sinh, đệ nhất hướng Diệp Thần Phong quỳ xuống, phanh. Phanh, phanh, hắn một cái kình hướng Diệp Thần Phong dập đầu, khẩu trung nói rằng, thỉnh ngài tha ta lúc này đây đi. Thỉnh ngài tha ta lúc này đây đi. Chu Hào Sinh hình như đã quên vừa rồi mình là bao nhiêu hồ giả hổ huy. Tại Chu Hào Sinh quỳ xuống dập đầu sau đó, còn lại 20 mấy tên Quỷ Y môn đệ tử cũng toàn bộ quỳ xuống dập đầu, đến nơi này nhất khắc, bọn họ bất chấp tôn nghiêm không tuân theo nghiêm, chỉ cần Diệp Thần Phong có thể tha thứ bọn họ thì tốt rồi. Một mông ngồi dưới đất, ở vào dại ra trung Tiền Vạn Khải, hắn khi nhìn đến đồ đệ của mình cùng đông đảo đệ tử đều hướng Diệp Thần Phong dập đầu, hắn cắn răng xỉ, hắn vốn tưởng rằng ngồi trên trưởng lão vị sau, hắn là có thể càng thịnh khí lăng nhân. Còn không có ở trưởng lão chỗ ngồi thêm mấy ngày thời gian, hắn không chỉ bị người chút nào không lưu tình một cái tát đánh bay, hiện tại còn muốn hướng người khác quỳ xuống xin lỗi. Nhưng mà, hiện thực chính là hiện thực, chỉ có thể quái Tiền Vạn Khải quá không coi ai ra gì. Tiền Vạn Khải từ dưới đất bò dậy, không cam lòng hướng Diệp Thần Phong quỳ xuống, nói rằng, còn thỉnh tiên sinh ngài tha thứ ta lúc này đây. Các ngươi Quỷ Y môn sự tình còn không tới phiên ta cái này ngoại nhân tới làm chủ, Quỷ Y môn muốn xử trí như thế nào các ngươi, ta không xen vào. Ngồi ở tấm ván gỗ thượng Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai, nghiền ngẫm ánh mắt nhìn Quỷ Y Tam Thánh, đợi cái này ba cái lão đầu quyết định. Quỷ Y Tam Thánh nhìn nhau liếc mắt sau, bọn họ lại lẫn nhau điểm gật đầu, sau đó, ba người bọn hắn không chút do dự xuất thủ. Trực tiếp tướng Tiền Vạn Khải cùng ở đây Quỷ Y môn đệ tử chân kình chi lực toàn bộ phế đi. Trong lúc nhất thời vườn thuốc này trong bị tiếng kêu thảm thiết khắp tràn ngập, mà Tiền Vạn Khải cùng cái này chừng 20 tên Quỷ Y môn đệ tử biến thành triệt để phế nhân. Điều này làm cho nhàn nhã ngồi ở tấm ván gỗ thượng Diệp Thần Phong trong lòng là hài lòng điểm gật đầu, Quỷ Y Tam Thánh cái này loại mạnh mẽ vang dội phong cách làm việc, đảo hãy để cho hắn khá vì hài lòng. Chương 679, Quỷ Vương Thập Tam Châm Bí Ẩn. Quỷ Y Tam Thánh tướng Tiền Vạn Khải chúng nhân phế đi sau đó, Đường Bá Thăng phụ trách tướng Diệp Thần Phong thỉnh đi gặp Quỷ Y môn trưởng môn, mà Hoa Văn Thông cùng La Nam Trần phụ trách tạm thời trước đem Tiền Vạn Khải chúng nhân giam lên. Dù sao Diệp Thần Phong hiểu thấu đáo Quỷ Vương Thập Tam Châm sự tình không có ở cổ võ giới chung công khai, nếu như lập tức tướng Tiền Vạn Khải chúng nhân trục xuất Quỷ Y môn, nói không chính xác những này người hội ở bên ngoài loạn nói huyên thuyên, cho nên đợi được sau đó Quỷ Y môn triệt để công khai Diệp Thần Phong sự tình, lại đem những này người trục xuất Quỷ Y môn cũng không trễ. Diệp Thần Phong bọn bốn người theo Đường Bá Thăng đi tới Quỷ Y môn đại điện sau, Đường Bá Thăng nhường Tôn Hằng Phi, Tôn Hiểu Lệ cùng Tần Nghị trước tiên ở trong đại điện ngồi một hồi, dù sao Quỷ Y môn trưởng môn thầm nghĩ gặp Diệp Thần Phong một cái, lại mà quan hệ này Quỷ Vương Thập Tam Châm sự tình. Tôn Hằng Phi đẳng ba cái ngoại nhân cũng không có tư cách đi giải. Đường Bá Thăng mang theo Diệp Thần Phong đi ra đại điện sau, đi tới một chỗ tương đối u tính tiểu viện tử trong. Trong viện trồng một khỏa đại thụ che trời, từ cây to này trên người phát ra từ xưa khí tức, không khó phân biệt ra được cây to này tối thiểu có tốt mấy trăm năm. Tại cái này khỏa đại thụ che trời hậu phương, có một gian cổ kính phòng ở, nhà hai phiến đại môn mở rộng, Đường Bá Thăng cung kính nói, tiên sinh. Trưởng môn ở bên trong chờ ngươi, ta tự không cùng ngươi tiến vào. Nói xong, Đường Bá Thăng liền rời đi trong viện. Diệp Thần Phong đi vào căn này cổ kính trong phòng sau, phát hiện chính giữa đại sảnh ương hai cái ghế thượng, phân biệt ngồi một cái chừng 70 tuổi lão đầu và một cái hơn 90 tuổi lão đầu. Hai cái này lão đầu mục quang lấp lánh đánh giá Diệp Thần Phong, mà Diệp Thần Phong ánh mắt cũng chút nào không né tránh,
đón hai cái này ánh mắt của lão đầu. Hai cái này lão đầu, trong đó một đứa mười nhiều tuổi lão đầu là quỷ y môn hiện giữ trưởng môn Quý Đỉnh Thiên, toàn thân thực lực đạt tới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, một. Khác hơn 90 tuổi lão đầu là phụ thân của Quý Đỉnh Thiên Quý Thuận Đức, đồng thời cũng là quỷ y môn trước một đời trưởng môn. Hắn toàn thân thực lực đạt tới tiên thiên cảnh trung kỳ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, ta là quỷ y môn trưởng môn Quý Đỉnh Thiên. Quý Đỉnh Thiên mỉm cười hướng Diệp Thần Phong chào hỏi. Quý Thuận Đức hài lòng điểm gật đầu, từ vừa rồi Diệp Thần Phong chút nào không né tránh trong ánh mắt, hắn là có thể nhìn ra được người trẻ tuổi trước mặt này có ngạo khí, có tự tin, không nén nổi cảm thán nói, thật không nghĩ tới ta Quý Thuận Đức sinh thời vẫn có thể đợi được ngày này. Thanh niên nhân, ngươi hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm, có chút thanh âm già nua từ Quý Thuận Đức khẩu trung truyền ra. Ân, Diệp Thần Phong điểm gật đầu, nói rằng, hai vị tiền bối, ta không riêng gì hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm, với lại tại hiểu thấu đáo trong quá trình, ta còn thấy được một ít những thứ đồ khác, kỳ thực ngày hôm nay ta tới quỷ y môn. Đồng dạng cũng là vì cởi ra bản thân nghi vấn trong lòng. Nghe được Diệp Thần Phong tại hiểu thấu đáo trong quá trình còn gặp được những vật khác, Quý Thuận Đức cùng Quý Đỉnh Thiên không hẹn mà cùng từ trên ghế đứng lên, nhất là Quý Thuận Đức, trên mặt của hắn trong nháy mắt bị vẻ kích động cấp lấp đầy, không kịp chờ đợi hỏi, thanh niên nhân, ngươi nhìn thấy gì? Ta tại ảo cảnh chung còn nghĩ thấy được một cái tên là Quỷ Vương Tông Môn Phái. Với lại đầu óc của ta trong vô duyên vô cớ xuất hiện một bức không giải thích được địa đồ. Diệp Thần Phong không có che giấu. Dù sao cái này quỷ vương thập tam châm là thuộc về quỷ y môn, lại mà nếu như trước mặt hai người kia lão đầu muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng có tuyệt đối tự tin toàn thân trở ra. Quả nhiên không có sai a. Quý Thuận Đức thân thể kích động vi vi run rẩy. Ba, ngài muốn chú ý thân thể a. Ngài bây giờ thân thể tình trạng không thích hợp tâm tình có quá lớn ba động. Quý Đỉnh Thiên ở một bên nhắc nhở. Quý Thuận Đức cái này tại điểm gật đầu. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Diệp Thần Phong, nói rằng, thanh niên nhân. Ta biết ngươi bây giờ trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, ta có thể chậm chậm giải thích cho ngươi, ngươi tướng là chúng ta quỷ y môn tương lai hy vọng a. Quý Thuận Đức nhượng Diệp Thần Phong trước ngồi xuống, nói rằng, thanh niên nhân, chúng ta quỷ y môn phải là quỷ vương tông một cái chi nhánh, tại mấy trăm năm trước, cũng có lẽ là mấy ngàn năm trước, thời gian cụ thể ta là không rõ lắm. Vào lúc đó Quỷ Vương Tông tại cổ võ giới trung thuộc về là đỉnh cấp thế lực, bất quá, Quỷ Vương Tông thời gian qua đặc biệt quỷ bí. Tại những môn phái khác mắt chung Quỷ Vương Tông là một cái tà phái, sau lại Quỷ Vương Tông còn là bị nhiều thế lực cao cấp vây đánh, cuối cùng Quỷ Vương Tông lúc đó từ cổ võ giới tiêu thất, kể cả Quỷ Vương Tông sở hữu vật kiến trúc cũng nhất định tiêu thất, ai cũng không biết Quỷ Vương Tông nguyên bản môn phái vật kiến trúc đi nơi nào. Mà thành lập quỷ y môn người sáng lập. Cũng chính là ta tổ tiên, hắn là từ trường hạo kiếp chung may mắn tránh khỏi cho khó khăn Quỷ Vương Tông hạch tâm trưởng lão, Quỷ Vương thập tam châm châm phổ là tại năm 60 năm trước, tại ta vị kia tổ tiên nguyên bản gian phòng trên mặt đất ám cách trong tìm được, đồng thời lúc đó bên trong còn có một phong thư. Nội dung trong thơ đại khái nói quỷ y môn tồn tại, cùng với một ít Quỷ Vương Tông sự tình, nếu như chúng ta không có phát hiện cái kia ám cách, như vậy bí mật này tự hội vẫn ẩn núp đi xuống. Vị kia tổ tiên muốn cho chúng ta hậu thế an ổn sinh hoạt. Thế nhưng, nếu như phát hiện cái kia ám cách, vị kia tổ tiên phân phó, một nhất định phải tìm đến có thể hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm người, tài năng đủ lãnh đạo quỷ y môn đi lên đỉnh phong, vì năm đó quỷ vương tông báo thù. Đã từng ta cũng muốn hiểu thấu đáo qua quỷ vương thập tam châm, rất đáng tiếc thiếu chút nữa ngay cả ta này mạng già đều ném, ngươi trong đầu xuất hiện địa đồ, tổ tiên cũng có ở trong thơ đề cập tới. Vậy hẳn là quỷ vương tông di tích bên trong cơ quan đồ, trước đây toàn bộ quỷ vương tông bị huyết tẩy sau đó, môn phái vật kiến trúc toàn bộ tiêu thất, cho nên chỉ cần tìm được quỷ vương tông di tích, lại phối hợp với ngươi trong đầu cơ quan địa đồ, ngươi là có thể nắm chắc trước đây toàn bộ quỷ vương tông tài phú. Nghe Quý Thuận Đức tỉ mỉ nói nhiều như vậy, Diệp Thần Phong đúng quỷ vương tông tịnh không có hứng thú gì, thuận miệng hỏi, các ngươi tổ tiên làm sao biết hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm người. Tự nhất định có thể lãnh đạo quỷ y môn đi lên đỉnh phong, đồng thời vì năm đó quỷ vương tông báo thù. Thực không dám đấu giếm, có người nói ta vị kia tổ tiên hắn tinh thông bói toán chi thuật, cho nên nhiều. Thế này năm chúng ta một mực tìm có thể hiểu thấu đáo quỷ vương thập tam châm người. Quý Thuận Đức nói rằng,
Đúng, đan điền của ta trong xuất hiện một đoàn hắc sắc thể khí, các người biết cái này đoàn hắc sắc thể khí là vật gì sao? Diệp Thần Phong đột nhiên nhớ tới còn có như thế một vấn đề muốn hỏi Ni. Hắc sắc thể khí, Quý Thuận Đức nghi ngờ lắc đầu, nói rằng cái này tổ tiên không có ở trong thơ nhắc tới. Nghe vậy, Diệp Thần Phong là gương mặt thất vọng, lập tức lại hỏi, cổ võ giới trung đỉnh cấp thế lực rất khủng bố sao? Quý Thuận Đức lần nữa lắc đầu, nói rằng ta còn chưa từng thấy qua thế lực cao cấp môn phái, tại chúng ta cổ võ giới nhất mặt đông. Nơi nào bị một phiến sương mù dày đặc cấp đi ngang qua, sương mù dày đặc dưới lại là một điều đi ngang qua toàn bộ cổ võ giới sông, có người nói cái kia sông có cực vì to lớn hủ thực tính, sở hữu đỉnh cấp thế lực đều tại sông một bên khác. Muốn đi qua sông thực lực phải muốn đạt được tiên thiên cảnh, còn phải nắm giữ thông qua bí quyết, cho nên đỉnh cấp thế lực tại chúng ta những này nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực, tam lưu thế lực mắt trung thị phi thường thần bí tồn tại. Đương nhiên thế lực cao cấp người cũng thường thường sẽ tới chúng ta bên này tới chọn thiên tài gia nhập bọn họ tông môn trong. Diệp Thần Phong cũng không muốn lại cùng này đỉnh cấp thế lực kéo lên quan hệ, bây giờ hắn có nắm chắc cùng nhất lưu thế lực gọi nhịp, có thể đối mặt đỉnh cấp thế lực hắn sẽ không có như vậy sức mạnh, hắn có thể không có nhiều thời gian như vậy để ý tới Quỷ Vương Tông năm đó cửu hận, thuận miệng nói rằng, hai vị tiền bối, ta. Diệp Thần Phong vẫn chưa nói hết. Đã bị Quý Thuận Đức cắt đứt, thanh niên nhân, ngươi trước không cần gấp như vậy cự tuyệt, ta còn có thể đẳng cái 5-6 năm ni. Tốt, chúng ta trước không đề cập tới chuyện này, sau đó chuyện của ngươi chính là chúng ta Quỷ Y môn sự tình, ta nghe nói ngươi và muốn Quy Nguyên môn đối nghịch. Nửa tháng sau, Quy Nguyên môn trưởng môn đại thọ thời gian, ta sẽ nhường đỉnh thiên mang theo Quỷ Y môn đệ tử đi tham gia, bất kể như thế nào, từ nay về sau Quỷ Y môn cũng sẽ đứng tại ngươi bên này. Cho dù ngươi cuối cùng cũng không có giúp chúng ta báo Quỷ Vương Tông thù cũng không có việc gì. Diệp Thần Phong nghe được Quý Thuận Đức ý chí như thế rộng, như thế nhưng hắn có chút ngượng ngùng, hắn sợ lưu lại nữa thật hội nhất thời xung động đáp ứng cái này chuyện phiền toái tình, vì vậy lập tức đứng lên, nói rằng, hai vị tiền bối, ta cáo từ trước. Nhìn Diệp Thần Phong vội vã ly khai đại sảnh sau, Quý Ninh Thiên hỏi, ba, chúng ta chẳng lẽ không làm một ít giữ lại sao? Quý Thuận Đức thở dài một hơi, khoát tay áo, nói rằng, đỉnh thiên, tất cả thuận theo tự nhiên đi. Kỳ thực, Quý Thuận Đức trong lòng còn có một câu không có nói ra, từ nhỏ hắn liền cũng học tập bói toán chi thuật, hắn mơ hồ nhìn ra Diệp Thần Phong là một cái có đại khí vận người, đối đãi người như vậy chỉ có thể dùng thành tâm đi đả động. Chương 680, dễ dàng đề thăng thực lực. Thần Phong, ngươi không có bị Quỷ Y môn trưởng môn cấp thu mua đi. Cái này Quỷ Y môn trưởng môn kỳ thực cũng không hề gì tốt làm, Thái Công có thể phân phó ta muốn giám sát chặt chẽ ngươi, ta xem Chấn Thiên môn trưởng môn thích hợp hơn ngươi, nếu ngươi cũng đã gặp qua Quỷ Y môn trưởng môn, như vậy chúng ta vội vàng rời đi nơi này đi. Tôn Hằng Phi khi nhìn đến Diệp Thần Phong về tới đại điện sau, lập tức đi lên trước nói rằng. Hằng Phi nói không sai, nếu như Thần Phong ngươi làm Chấn Thiên môn trưởng môn, ta Tôn Hiểu Lệ không có bất kỳ ý kiến gì. Tôn Hiểu Lệ rất nói thật. Diệp Thần Phong tùy ý nhún vai, hỏi, là ai nói cho các ngươi biết ta muốn làm Quỷ Y môn trưởng môn? Thần Phong, không phải hiểu thấu đáo Quỷ Vương thập tam châm người, tự có thể trở thành Quỷ Y môn trưởng môn sao? Tôn Hằng Phi không nén nổi nghi vấn hỏi. Các ngươi cho là ai đều thích quyền lợi tư vị sao? Nếu như ngồi trên chức trưởng môn, ngươi nhất định phải sẽ đối cả môn phái phụ trách. Cho nên phần này trách nhiệm không phải ai đều có thể đủ nhận lãnh tới. Diệp Thần Phong đặc biệt rõ ràng, nếu như hắn lựa chọn trở thành Quỷ Y môn trưởng môn, cái này ý nghĩa hắn muốn cùng những thần kia bí đỉnh cấp thế lực là địch, hiện nay hắn liền chuyện của mình đều không có xử lý tốt, nơi nào vẫn có thể gánh chịu khởi Quỷ Y môn phần này gánh nặng. Nói cho cùng, không kiêu, không nóng nảy, người tuổi trẻ bây giờ có tiên sinh như vậy tâm tính đã không thấy nhiều. Đi vào trong đại điện Đường Bá Thăng vừa vặn nghe được Diệp Thần Phong lời nói này. Cùng Đường Bá Thăng cùng nơi đi tới Hoa Văn Thông cùng La Nam Trần, bọn họ hai cái cũng là không kiềm hãm được gật đầu, Hoa Văn Thông cảm thán nói, nếu như là cái khác người có cơ hội này đảm nhiệm Quỷ Y môn trưởng môn, sợ rằng hội không chút do dự đáp ứng, tiên sinh ngài thật là nhượng ta bội phục cực kỳ a. Có thể hiểu thấu đáo Quỷ Vương thập tam châm tuyệt đối không phải bình thường người, quang là tiên sinh phần này tâm tính. Ta La Nam Trần tự đệ nhất cái tán thành tiên sinh ngài thống lĩnh chúng ta toàn bộ Quỷ Y môn.
La Nam Trần vẻ mặt chân thành nói rằng. Diệp Thần Phong đúng cái này ba cái lão đầu là khoát tay áo. Nói rằng, ta tạm thời còn không có ý định làm quỷ y môn trưởng môn, Quý Thuận Đức tiền bối nhượng ta suy nghĩ một chút nữa, cho nên phiền phức ba vị chuẩn bị một chiếc xe ngựa tống chúng ta hồi Trấn Thiên Môn đi. Tiên sinh, quỷ y môn trưởng môn việc ngươi suy nghĩ một chút cũng không sao, có thể bên cạnh ta hai cái này lão đầu trong lòng có rất nhiều về y thuật nghi vấn. Bọn họ nghĩ phải thật tốt thỉnh giáo tiên sinh ngài một phen. Đường Bá Thăng đúng Diệp Thần Phong nói rằng, mà Hoa Văn Thông cùng La Nam Trần tắc là ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong nhìn đồng hồ còn sớm, từ quỷ y môn trở lại Trấn Thiên Môn ước chừng phải 3 giờ thời gian, đợi được ban đêm trở về cũng còn kịp, hắn không dự định lưu tại quỷ y môn trong qua đêm, vì vậy nói rằng ba vị đều là y thuật cao siêu người. Nếu ba vị như thế để mắt ta, như vậy ta có thể tận lực cho các ngươi giải đáp nghi vấn trong lòng. Bây giờ cách trạng vạng còn có 5-6 cái tiếng đồng hồ ni. Ngày hôm nay chúng ta chỉ cần trước lúc trời tối trở lại Trấn Thiên Môn là được. Nghe vậy, Đường Bá Thăng đẳng ba cái lão đầu tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút thất vọng, nhưng là bọn hắn cũng không muốn làm lỡ thời gian, một đám dường như từ từ bất quyện học sinh. Trực tiếp tại trong đại điện bắt đầu hướng Diệp Thần Phong đưa ra trong lòng y học vấn đề. Thỉnh thoảng có trải qua cửa đại điện quỷ y môn đệ tử. Bọn họ nhìn đến quỷ y tam thánh tại hướng một người trẻ tuổi thỉnh giáo y học vấn đề, cảnh này khiến bọn họ bước đi thiếu chút nữa đánh vào đại điện ngoài cửa trên cây cột. Tại cái này 5-6 cái tiếng đồng hồ trong, Diệp Thần Phong là tận lực cấp quỷ y tam thánh giải đáp các loại vấn đề, có đôi khi gặp phải liền hắn cũng giải đáp không được, hắn tự cùng quỷ y tam thánh cùng nơi thảo luận, điều này làm cho Diệp Thần Phong cũng thu hoạch rất nhiều. Thông thường nghiêm túc thời gian là qua nhanh nhất. Trong nháy mắt, đã là đến mặt trời chiều ngã về tây lúc, đi qua mấy canh giờ này trong giao lưu, quỷ y tam thánh đúng Diệp Thần Phong là bội phục phục sát đất, bọn họ thật muốn mỗi ngày đều cùng Diệp Thần Phong tham thảo một phen, thế nhưng Diệp Thần Phong cố ý phải về Trấn Thiên Môn, cho nên quỷ y tam thánh cũng không tốt giữ lại nữa. Bất quá, quỷ y tam thánh tuyển một chiếc đặc biệt rộng rãi mã xa, cái này ba cái lão đầu là cùng nơi tống Diệp Thần Phong bọn bốn người hồi Trấn Thiên Môn. Tại quỷ y môn trong coi như là trưởng môn chỉ sợ cũng không có cách gì hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Tại Diệp Thần Phong bọn bốn người trở lại Trấn Thiên Môn thời gian, sắc trời đã tối hẳn xuống, hắn đáp ứng qua phải giúp Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đề thăng thực lực. Đến lúc đó nếu như Tôn Bác Dịch đẳng người biết Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ đột nhiên đề thăng thực lực, Diệp Thần Phong khẳng định còn nhiều hơn tốn nước miếng giải thích. Hắn thuận miệng nói rằng, Hằng Phi, Hiểu Lệ. Ngươi nhượng ngoại thái công cùng ngoại công bọn họ đều tới trong phòng của ta, đêm nay ta tự bang hai người các ngươi để thăng thực lực, đến lúc đó miễn cho còn muốn hướng bọn họ lại giải thích. Tự từ đêm qua Tôn Bác Dịch tại yến hội thượng biểu thái sau, Diệp Thần Phong tự thật là tiếp thu Trấn Thiên Môn, cho nên có chút sự tình hắn cũng không cần thiết che giấu. Tôn Hằng Phi cùng Tôn Hiểu Lệ nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau. Cái này trên mặt của hai người không kiềm hãm được lộ ra một chút cũng không có pháp ức chế vẻ hưng phấn, lập tức đi thông chi Tôn Bác Dịch cùng Tôn Dương An đám người, mà Diệp Thần Phong cùng Tần Nghị Tắc trực tiếp trở về phòng trong. 10 phút sau, Diệp Thần Phong trong phòng. Tôn Bác Dịch, Tôn Dương An, Tôn Chính Trực, Tôn Chính Nghĩa, Tôn Mỹ Cầm cùng Diệp Đông Kiện bọn người tới. Tôn Bác Dịch đám người trên mặt treo thần sắc nghi hoặc. Bọn họ không rõ ràng lắm Diệp Thần Phong đột nhiên đem bọn họ cũng gọi tới là vì cái gì sự tình. Thần Phong, tài không tới một ngày, các ngươi thế nào sẽ trở lại? Quỷ y môn người không có những ngươi làm trưởng môn, Tôn Bác Dịch mở miệng hỏi. Ngoại thái công, Quý Thuận Đức tiền bối không vội mà ta lập tức cho ra đáp án, hắn nhượng ta suy nghĩ một chút nữa có muốn hay không đảm nhiệm quỷ y môn trưởng môn. Diệp Thần Phong thành thật trả lời. Ta chỉ biết cái này lão đầu hội đùa giỡn đa dạng, hắn cái này rõ ràng cho thấy đang đánh cảm tình bài A. Tôn Bác Dịch không vui nói. Thái ngoại công, ta đem các ngươi kêu đến là vì chứng kiến Hằng Phi cùng Hiểu Lệ đề thăng thực lực, tiết kiệm đến lúc đó ta cho các ngươi thêm giải thích. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng. Ngược lại, còn nói thêm, Hằng Phi, Hiểu Lệ, hai người các ngươi ai tới trước? Thần Phong, nhượng ta tới trước đi. Tôn Hằng Phi đệ nhất cái đứng dậy. Vậy ngươi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Diệp Thần Phong đúng Tôn Hằng Phi nói rằng. Tại Tôn Hằng Phi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất sau, Diệp Thần Phong tay phải bàn tay phúc đắp lên Tôn Hằng Phi đầu,
Nhu hòa linh hồn lực chậm chậm xuyên thấu qua bàn tay, chảy vào Tôn Hằng Phi trong đầu. Tôn Bác Dịch chúng nhân không biết Diệp Thần Phong đang làm gì. Bọn họ hiện tại trong đầu còn có chút mơ mơ màng màng ni. Gặp Diệp Thần Phong đang tập trung tinh thần, bọn họ ngược lại cũng không tốt quấy rầy, chỉ là ở một bên nhìn. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều sình sạch hắc sắc vật chất từ Tôn Hằng Phi ra lỗ chân lông chung tràn đầy đi ra, Tôn Hằng Phi cảm giác thân thể trong dị thường khô nóng, cái này loại khô nóng nhượng hắn có loại muốn bạo phát xung động, thế nhưng, hắn một mực cắn răng chịu đựng. Nửa giờ sau, một cổ thiên giai trung phẩm khí thế từ trên người Tôn Hằng Phi không ngừng hướng bốn phía lan rộng, Tôn Hằng Phi trực tiếp từ địa giai thượng phẩm đột phá đến thiên giai trung phẩm. Đây là có chuyện gì? Tôn Bác Dịch, Tôn Dương An chúng nhân cảm giác được Tôn Hằng Phi sau khi biến hóa, bọn họ những này người hoàn toàn là ngây ra như phỗng. Diệp Thần Phong vỗ vỗ Tôn Hằng Phi vai, nói rằng, Hằng Phi, ngươi trước đi tắm, kế tiếp, ta phải giúp Hiểu Lệ để thăng thực lực. Tôn Hiểu Lệ nhìn đến Tôn Hằng Phi trên da bốc lên đi ra hắc sắc sình sạch vật, hai điều mày liễu không kiềm hãm được nhíu nhíu, có thể nàng vẫn như cũ là lập tức ngồi xếp bằng tại Diệp Thần Phong trước mặt. Tôn Bác Dịch chúng nhân mới vừa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cũng muốn hỏi vừa hỏi Diệp Thần Phong trong đó mánh khóe thời gian, nhìn đến Diệp Thần Phong lại hết sức chăm chú đưa bàn tay đặt tại Tôn Hiểu Lệ trên đầu, bọn họ chỉ có thể lại tạm thời đè xuống nghi vấn trong lòng. Nửa giờ lần thứ hai vội vã trôi qua. Tôn Hiểu Lệ lỗ chân lông chung đồng dạng bốc lên ra hắc sắc sình sạch vật, bất quá, từ trên người Tôn Hiểu Lệ đột nhiên phát ra khí thế càng cường hãn. Đủ có thiên giai thượng phẩm đỉnh phong cường độ, Tôn Hiểu Lệ trực tiếp từ thiên giai hạ phẩm đột phá đến thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Tôn Hiểu Lệ tại đề thăng hoàn thực lực sau, không cần Diệp Thần Phong nhắc nhở nàng, nàng lập tức vội vàng đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi thật tốt tắm rửa. Đầu tiên là nhìn đến Tôn Hằng Phi từ địa giai thượng phẩm đột phá đến thiên giai trung phẩm, lại mà lại nhìn đến Tôn Hiểu Lệ từ thiên giai hạ phẩm tăng lên tới thiên giai thượng phẩm đỉnh phong. Ở đây Tôn Bác Dịch chúng nhân, mặt thượng biểu tình hoàn toàn cứng ngắc ở, khóe miệng kịch liệt co quắp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôn Hiểu Lệ cùng Tôn Hằng Phi nói như thế nào đột phá đã đột phá? Hơn nữa còn là vượt cấp đột phá. Nhất là Tôn Hằng Phi cùng phụ thân của Tôn Hiểu Lệ Tôn Chính Trực cùng Tôn Chính Nghĩa, bọn họ hai cái là đau khổ tu luyện hơn nửa đời người mới vừa tới thiên giai trung phẩm trình tự, thế nào một hồi thời gian đã bị con của mình vượt qua? Còn có so cái này càng thảo đản sự tình sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.